Thế nhưng là bá một tiếng, tên kia đại hán xuất hiện lần nữa tại mọi người trước người, ngăn lại những lão nhân kia, hét lớn, muốn chặn lại tiểu đệ của ta, trước theo lão tử trên thân thể đè tới. Hừ, chính có ý đó. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia hơn 10 người lão nhân cấp tốc đeo lên. Đại hán kia cũng là cười cười, trên thân đột nhiên phát ra khủng bố ba động. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, lão giả kia nhất thời kinh hãi, không tốt, hắn muốn tự bạo, mau tránh ra. Kít, thân thể cùng nhau trì trệ, những lão giả kia không còn dám tới gần, nhất thời nhanh chóng thối lui. Lôi đại ca, những cái kia đào vong mọi người gặp này, cũng là khàn cả giọng, giống to lên tiếng. Chỉ có đại hán kia, khóe miệng xẹt qua điên cuồng nụ cười, ngửa mặt lên trời thét dài, lão tử là bản điện nguyên lão, ai dám xem nhẹ tại ta. Cái kia anh hùng khí phách lan truyền ngàn dặm, nhất thời để những cái kia đào vong các tiểu đệ bỗng dưng lần nữa khẽ giật mình, mặt hiện kinh ý. U, người nói bản điện nguyên lão, lại là cái gì điện a? Thế mà, đúng vào lúc này, chợt một bóng người lóe qua, một khuôn mặt thanh tú trung niên khuôn mặt, lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng theo dõi hắn, người muốn tự bạo không quan trọng, chẳng lẽ còn có thể thương bản vương một tia lông tơ sao? Chỉ là bản vương phải nói cho ngươi là, ngươi cho dù tự bạo cũng vô dụng, không ai có thể tại bản vương địa vực nháo sự, còn có thể chạy. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, đại hán kia nhất thời giật mình, liền tự bạo ba động cũng dừng lại, bờ môi run rẩy nói, bay. Phi vân kiếm vương, thượng quan phi vân. Thế nào, không tự bảo. Khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo nụ cười, thượng quan phi vân chăm chú nhìn hắn không thả, chậm rãi tay giơ lên, trong tay nổi lên cuồn cuộn cường hãn ba động, mỉa mai cười ra tiếng, ngươi nếu không muốn tự bảo, này bản vương thì tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao nhiều như vậy khẩu cung nơi tay, cũng không tiếc lưu như vậy một hai cái không nghe lời đồ vật, ha ha ha. Vừa dứt lời, cái kia khủng bố nhất trưởng đã là không chút lưu tình hướng đầu hắn đánh xuống. Mí mắt rừng không ngừng run rẩy, đại hán kia trong lòng hoảng hốt, bọn người người càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hô to lên tiếng, lôi đại ca. Hiu! Thế nhưng là, ngay tại cái này ranh giới giữa sinh tử, một đạo hồng quang lại là bỗng nhiên lóe qua, đụng một tiếng, đã là nện tại thượng quan phi vân một trưởng kia phía trên. Oanh! Cường đại khí lưu nhất thời khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, không chỉ là những người đào vong kia. Cho dù là cái kia 10 cái phi vân vương phủ quy nguyên cường giả, cũng là ngăn không được khí tức trì trệ, cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà cái kia thượng quan phi vân tức thì bị một kích này đánh ra ngoài trăm thước, mới vừa dừng lại. Đợi lại hướng nhìn đằng trước lúc, cũng đã mặt hiện thần sắc, giống to lên tiếng, thần thánh phương nào, xưng tên ra. Ha ha ha, phi vân kiếm vương, chúng ta trước kia gặp qua, người không nhớ rõ sao. Gào thét bụi mù tán đi, thu vào tất cả mọi người tầm mắt, là cái 16-17 tuổi thiếu niên, hai mắt như sấm sét vang dội, sáng ngời có thần, khóe môi nhếch lên một tia tà dị đường cong, bên hông lại là phối một khối đỏ thẫm đầu thú lệnh bài. Đại hán kia đang run lên trứng về sau, nhìn đến tấm bảng này, nhất thời giật mình, hét to lớn tiếng, ngài. Ngài cũng là bản điện ngũ đại hộ điện pháp vương một trong, thú vương. Không sai, bản điện nguyên lão, hắc hắc hắc. Cúi đầu cùng hắn nháy mắt mấy cái, thiếu niên kia không khỏi nhạt cười một tiếng. Mọi người tại đây thấy một lần, bất giác cùng nhau mắt trợn tròn. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ trong điện ngũ đại hộ điện pháp vương một trong thú vương, lại là như thế một cái tuổi trẻ có vị thiếu niên lang. Mà lại, cái này thiếu niên lang lại vẫn một chân đem thượng quan phi vân đá bay. Thực lực như vậy, kiếm vương đẳng cấp, người điện chủ kia chẳng phải càng mạnh. Nói như thế, truyền thuyết là thật, điện chủ thật sự là có thể so với bất bại kiếm tôn tuyệt thế cường giả. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người lại nổi lên kính ngưỡng cùng hy vọng chi sắc. Thật sâu nhìn bọn hắn chằm chằm không thả, thượng quan phi vân ánh mắt khẽ híp một cái, trong mắt chỗ sâu bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý. Chỉ là theo vừa mới một cước kia đá bay cường độ nhìn lại, trong lòng của hắn cũng minh bạch, đối phương không phải hạng người bình thường. Thực lực chỉ sợ không kém hắn, trong lòng cũng là nhất thời gấp lên. Một đạo kiếm chỉ chậm rãi duỗi ra, nương theo lấy cuồn cuộn cường đại kiếm khí ngưng ở đầu ngón tay, cả mảnh trời hư không cũng là truyền đến ầm ầm sấm sét, từng đạo khí thế cường hãn đột ngột đến ùn ùn kéo đến đè xuống, hiển nhiên là muốn làm thật. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, dám ở ta thượng quan phi vân khu vực dương oai, chỉ có một con đường chết.
Thấy tình cảnh này, những người đào vong kia ào ào mặt trước kinh hãi, trong lòng hoảng hốt. Kiếm vương cao thủ thoát động thật giận, thế nhưng là có thể trong khoảnh khắc để bọn hắn biến thành cho bụi a. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn, Phi Vân kiếm vương, có lẽ trước kia ngươi nói ra nói đến đây đến, tiểu gia còn sợ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ ta đã không phải lúc trước tiểu hài tử. Người ta giao thủ, ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu. Trong mắt tinh mang lóe lên, thiếu niên kia nhếch miệng cười một tiếng, song quyền chăm chú nắm lại, vang lên rắc rắc xương bạo âm thanh đến, từng trận hồng mang cũng là ở trên người lấp lóe, rất là chướng mắt. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, thượng quan Phi Vân mắt hiện nghi hoặc, người ta trước kia chiếu qua mặt à, ta làm sao không nhớ rõ. Ngươi đến tột cùng là ai? Hừ hừ, Phi Vân kiếm vương thật lớn vong tính, năm đó thương tổn tiểu gia thù, nhanh như vậy thì quên. Ta thượng quan Phi Vân bình sinh giết người vô số, nhưng có thể theo ta thủ hạ trốn đến tánh mạng lại không nhiều, ngươi nếu chỉ là thương tổn, ta lúc có ấn tượng, chỉ là ta xác thực không nhớ rõ có ngươi nhân vật này, sẽ không phải là lão phu sơ sẩy, để ngươi từ cái nào bốn trong đám người leo ra đi. Hắc hắc hắc, không sai, ta chính là từ trong đống người chết leo ra, hôm nay vừa vặn trước kia nợ cũ. Nhếch miệng cười một tiếng, thiếu niên kia nhất thời khẽ vươn tay, nắm lấy đại hán kia. Liền trong nháy mắt đánh hướng phía sau những cái kia đào vong mọi người, các người đi trước, vốn pháp vương cùng vị này kiếm vương đại nhân, tính toán điểm lâu năm nợ cũ. Hừ, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, đều cho lão phu lưu cái mạng lại đến. Hét lớn một tiếng, thượng quan Phi Vân một đến song đồng ngưng tụ, sớm đã chuẩn bị tốt một kiếm liền thoáng chốc bổ ra, trùng thiên kiếm đạo, ai có thể ngăn cản. Oanh, giống như vạn lôi lao nhanh, theo hắn một kiếm này vung ra. Toàn bộ trên bầu trời kiếm khí, cũng là như băng bạc đồng dạng bá 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 điện nện xuống đến, cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, dường như liền muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều san thành bình địa đồng dạng. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, mọi người gặp này, bất giác cùng nhau trong lòng hoảng hốt, đã là dọa đến bắp chân như nhũn ra, căn bản lại cũng khó có thể di động mảy may. Thế nhưng là ngay tại lúc này, nhưng nghe một tiếng ngửa mặt lên trời thú hống phát ra. Thiếu niên kia nhất thời toàn thân hồng mang đại thịnh, sớm đã chuẩn bị tốt một cái thiết quyền, cũng là hung hăng hướng về phía trước đập tới. Đồng thời, một đạo hung hãn thượng cổ quái thú bóng người, đúng là chợt hóa làm hư huyễn hồng mang, đột ngột đến mở rộng ra, thẳng hướng về bầu trời đỉnh đi. Rầm rầm rầm, quyền kình đụng phải ánh kiếm, thần thú huyễn ảnh đụng vào ngàn vạn kiếm khí. Chỉ là sát cái kia công phu, nhưng nghe từng tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang phát ra. Toàn bộ không gian dường như đều muốn xé rách khắp nơi đều run rẩy theo, cuồn cuộn bụi mù ngăn không được địa phi tạo nên đến, trong nháy mắt làm cho cả phiến thiên địa một mảnh cát vàng. Những người đào vong kia cùng Phi Vân Vương phủ quy nguyên các cường giả, càng là tại cái này xôn xao rung mạnh bên trong, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, đầu đau muốn nứt, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã thất khiếu chảy máu, trọng thương tại thân. May mắn! Cái này không gì địch nổi khủng bố chấn động cũng không có kéo dài bao lâu, thì bình tĩnh trở lại, cái kia đằng đẵng bụi mù cũng là chậm rãi hạ màn kết thúc. Thế nhưng là cùng tháng quang lần nữa vẩy vào cái này kịch liệt trên chiến trường lúc, thu vào mọi người tầm mắt một màn, lại là để tại chỗ tất cả mọi người ngốc ở. Chỉ thấy thiếu niên kia cùng thượng quan Phi Vân lẫn nhau lập tại bầu trời, lẫn nhau giằng co, đều là không có cái gì tổn thương. Nhưng là bọn họ chính vị trí trung tâm, lại là không khí run run một hồi. Tựa hồ một mực không dừng được. Trên 9 tầng trời, dường như bị một kiếm bổ ra giống như, liền không gian đều phân biệt rõ ràng địa làm hai nửa, là như thế địa rõ ràng, mà giữa bọn hắn khắp nơi, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn, có tới hơn ngàn mét đường kính, thâm bất khả trắc, xa xa trông không đến đầu. Vừa mới lần giao thủ này, hai người đúng là liều cái lực lượng ngang nhau, người nào cũng không có thắng người nào một bậc. Mỗi người phát ra lực lượng, đều không có xuyên qua đối phương mảy may, nếu không mà nói, phía sau bọn họ đám người kia liền muốn không may. Nhìn lấy cái này kinh dị một màn, mọi người tại đây, mặc kệ là người đào vong kia vẫn là Phi Vân Vương phủ quy nguyên các cường giả, đều là nhìn không được cùng nhau không lưu loát đến nuốt ngụm nước bọt, tâm bên trong không ngừng bồn chồn, cái trán đều là như thác nước chảy xuống mồ hôi, nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hai cái vị này ra thực lực, coi là thật thế tục hiếm thấy. Bọn họ những người này ở đây hai người này trước mặt, quả thực cùng con kiến hôi không có gì khác biệt a. Bọn họ hai người này lực lượng, chỉ cần dù là thẩm thấu qua mảy may,
bọn họ những người này thì đều muốn chết không có chỗ chôn. Như thế cường hãn, thực sự thật đáng sợ. Riêng là những cái kia Phi Vân Vương phủ các lão đầu tử, càng là từng cái cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ một mực truy tra cái này thế lực ngầm, đến tột cùng là cái gì tổ chức, tại sao có thể có một cái có thể cùng bọn hắn Kiếm Vương chống lại cao thủ tồn tại đâu. Muốn là như vậy lời nói, bọn họ còn truy tra cái giám A, coi như tra được cũng không dám bắt A, đối phương lão đại thực sự quá kinh khủng. Đối với điểm này, không chỉ là bọn hắn mấy cái sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù là thượng quan Phi Vân bản thân, cũng là mày nhíu lại thành một cái vấn đề, trong lòng không chỗ ở chìm xuống. Hắn truy tra cái này thần bí thế lực đã truy tra rất nhiều năm, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục nhìn trộm đến cái này thế lực một góc. Thế nhưng là không chịu nổi biết, xem xét giật mình. Ai có thể nghĩ cái này thế lực khủng bố như vậy, tùy tiện chạy ra đến một cái người phụ trách, thì có như vậy lực lượng. Mấu chốt là, giống dạng này cao thủ, cái thế lực này bên trong còn có bao nhiêu đâu. Vừa nghĩ đến đây, cái kia thượng quan Phi Vân lưng cũng cuối cùng phát lên từng tia hàn ý, trong lòng lo sợ bất an lên. Lung lay nhìn một chút nơi xa cái kia một mực bất động thượng quan Phi Vân, thiếu niên kia lại là khóe miệng một phát, lộ ra một tia vẻ khinh thường, Phi Vân Kiếm Vương, trăm năm không thấy, ngươi cũng không có gì tiến bộ a. Hại tiểu gia vì theo ngươi lại giao thủ một lần, chuyên môn xin phụ trách phiến khu vực này. Hiện tại, ha ha, quá dễ dàng đi. Nói, thiếu niên kia lại quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, khẽ cười nói, để các ngươi lập tức đi, các ngươi không nghe thấy sao. Vốn Pháp Vương còn muốn cùng cái này Kiếm Vương đại nhân so tài nữa một trận, cẩn thận lan đến gần các ngươi. Ây, a a a. Đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh mọi người liền kịp phản ứng, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó đại hán kia một tiếng hô quát, liền lần nữa dẫn chúng huynh đệ vắt chân lên cổ đào mệnh. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi phẫn nộ, thượng quan Phi Vân đạp chân xuống, liền hung hăng hướng bọn họ đuổi theo, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đụng. Thế nhưng là hắn vừa khởi hành, thiếu niên kia một cái lắc mình, lại đi tới trước người hắn, một cái đá bay, lần nữa hướng hắn đá hồi tại chỗ. Phi Vân Kiếm Vương, đối thủ của ngươi ở chỗ này đây, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, thiếu niên kia khiêu khích lên tiếng. Trên mặt một mảnh tức giận, thượng quan Phi Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại là bất đắc dĩ. Có cái ngang nhau thực lực cao thủ ngăn đón hắn. Hắn xác thực khó có thể lại cử động một phân một hào, còn hắn mang đến những lão đầu tử kia, cũng muốn truy, nhưng là thấy một lần thiếu niên kia tà dị ánh mắt, liền nhất thời run một cái, không còn dám bước lên trước một bước. Kiếm Vương cấp thực lực, cơ hồ động động ngón tay, liền có thể muốn bọn họ mạng chó, bọn họ nào còn dám phía trên cột dán đi lên. Kết quả là, Phi Vân Kiếm Vương từ lúc chào đời tới nay biệt khuất nhất một màn xuất hiện, một đôi đỏ thẫm song đồng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám kia con kiến hôi con dẹp chạy mất, chính mình lại bất lực, sau cùng chỉ có thể hét lớn một tiếng, đem tất cả phẫn nộ phát tiết tại trên người thiếu niên này. Dưới chân hung hăng một bước, liền bỗng nhiên hướng hắn phóng đi, kiếm trong tay mang càng là không có không đình trệ địa từng cái hướng hắn huy sái. Bính bính bính, từng tiếng tiếng vang, hòn đá ném vỡ bầu trời, chấn động đến trong phạm vi ngàn dặm, đều là một trận run rẩy. Những người đào vong kia thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nơi xa cái kia lóa mắt hỏa quang, cùng chiến đấu kịch liệt, trong mắt lại là tản ra không gì sánh kịp vẻ kích động. Lôi ca, huynh đệ gia nhập bản điện thật thêm đúng, bản điện thực lực thật sự là quá hùng hậu a. Một tên tiểu đệ lau lau nước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, liền bản điện hộ điện Pháp Vương đều như thế ra sức, thật muốn gặp một lần điện chủ lão nhân gia ông ta diện mạo a. Còn lại người nghe, cũng là không ngừng gật đầu. Trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Phanh phanh phanh. Không khỏi cùng nhau gõ bọn họ một chút đầu vỏ bọc, đại hán kia vệt một xuống khóe miệng dòng máu, cười mắng lên tiếng, các người nghĩ đẹp lắm, điện chủ lão nhân gia ông ta há lại nói gặp liền gặp. Lão tử bản điện nguyên lão đều chưa thấy qua đây, muốn gặp cũng là ta trước gặp a, các người hàng phía sau chờ lấy. Ách đúng đúng đúng, Lôi ca nói là, ha ha ha. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đều là vui cười liên tục. Đón sắp dâng lên mặt trời, trong mắt nhất thời tràn ngập hy vọng chi sắc. Lôi ca, người nghe nói qua cái kia lưu truyền tại đại lục các nơi ca dao sao? Ta ngay từ đầu cảm thấy đó là vọng tưởng, nhưng là bây giờ lại càng ngày càng cảm thấy đó là thật. Thân thể hơi chấn động một chút,
Đại hán kia thật sâu nhìn một chút tiểu đệ giật mình lo lắng sắc mặt, cũng theo lộ ra vui vẻ nụ cười, bọn người người cũng là thoải mái cười to. Các huynh đệ, theo điện chủ, tiền đồ sáng lạn a, ha ha ha. Bính bính bính. Một phương diện khác, tại đếm không hết tiếng vang sau đó, thiếu niên kia cùng thượng quan Phi Vân đã là qua hơn 300 chiêu, không phân thắng thua. Song phương đều là thở hồng hộc, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn đến hôm đó đầu đã dâng lên, long lanh ánh sáng mặt trời vẩy hướng khắp nơi, thiếu niên kia xem chừng mọi người đã thoát đi, liền nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói, thượng quan Phi Vân, hôm nay như vậy coi như thôi, ngày sau tiểu gia sẽ cùng ngươi chiến, cáo từ, ha ha ha. Vừa dứt lời, thiếu niên kia nhất thời hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Đứng lại, có gan đừng chạy. Thượng quan Phi Vân hét lớn một tiếng, mắt thấy cái kia hồng mang chớp mắt tức thì, lại là không có cách nào, chỉ có thể hận hận vẫy vẫy tay, chính mình phụng phịu. Cái này thần bí tổ chức, đến tột cùng là lai lịch gì a? Báo. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, một tên vương phủ hộ vệ nhất thời đi vào bên cạnh hắn, khom người cúi đầu, đưa lên một khối ngọc giản nói, khởi bẩm kiếm vương đại nhân, đế đô đến báo, thừa tướng đại nhân triệu tập 10 kiếm vương hội nghị, thương thảo ứng đối gần nhất tại Nam Châu các nơi, phong sinh thủy khởi thiên ma điện thủ tục. Thiên ma điện, mi mắt nhìn không được lắc một cái, thượng quan Phi Vân hai con ngươi nhẹ híp mắt, xa xa nhìn một chút thiếu niên kia ly khai phương hướng, thì thào lên tiếng, tại sao lại chạy ra cái thiên ma điện, đây cũng là cái thứ gì? Lão cha, ta trở về, thượng quan Phi Vân một khu vực như vậy công sự viên mãn hoàn thành. Một tòa u ám trong đại điện, chỉ có hai hàng tối tăm ánh nến tại lúc sáng lúc tối địa lóe ra đạm mạc ánh nến, một tiếng lười biếng thanh âm đột nhiên mà vang vọng tại toàn bộ trên đại điện. Ngay sau đó, một vị thiếu niên nhanh nhẹn giai công tử chậm rãi đi đến trong đại điện. Định thần nhìn lại chính là cái kia cùng thượng quan Phi Vân đại chiến 300 hiệp lại không rơi vào thế hạ phong thú vương không thể nghi ngờ. A, lão cha người đâu, lại không tại. Điện chủ lão nhân gia ông ta nửa tháng trước liền rời đi bản điện, vân du tứ phương. Đúng lúc này, một đạo có chút từ tính thanh âm một đến vang lên, tại đen nhánh xó xỉnh bên trong, khoan thai đi ra một cái khóe môi nhếch lên hai liếc ria mép trung niên nam tử, nhìn lấy thiếu niên này khẽ cười nói, tiểu tam tử, đã thượng quan Phi Vân khu vực kia an toàn, ta thì lại cho ngươi cái nhiệm vụ, có một mảnh khu vực lập tức liền muốn hoàn thành, nhưng là tiếng gió đột nhiên gấp, ngươi đi chiếu đáp một chút. Không sai. Vị này thú vương thì là tiểu tam tử, cổ tam thông. Nhìn chăm chú nhìn về phía người kia, cổ tam thông không khỏi nhất thời khoát khoát tay, khẽ cười nói, đừng a, đông thúc, ta mới vừa trở về, lão cha cùng tước nhi thì cũng không thấy, ta muốn trước đi tìm bọn họ, người biết bọn họ đi nơi nào sao. Theo tối tăm nơi hẻo lánh đi ra, chiếu rọi tại cái kia tối tăm ngọn đèn vàng dưới, lại là bỗng nhiên lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Chính là Hải Xuyên Thương hội hội trưởng Ngô Nhiên Đông không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại hắn, xem ra lại là thành thục ổn trọng rất nhiều, không giống như trước kia nhiệt huyết như vậy sôi trào, tuổi trẻ khí thịnh. Luận công, ngươi là bản điện hộ điện năm Pháp Vương một trong, điện chủ tiếp theo cũng là ngươi, chức vị so ta cao hơn, điện chủ đi chỗ nào, ngươi chắc là so ta rõ ràng, luận tư, ngươi là điện chủ nhi tử, thì càng hẳn phải biết ba ba đi chỗ nào, làm sao còn đến hỏi ta đâu. Đúng vậy a, lão cha thường xuyên đi mấy nơi, ta rõ ràng nhất. Hoặc là đi bắc trên bờ biển nhìn lên một chút, tưởng niệm một chút mẫu thân, hoặc là thì bế quan tu luyện, hoặc là... A, đúng, kiếm lư. Ba một tiếng, vỗ một cái bàn tay, cổ tam thông lúc này cười lớn một tiếng, ha ha ha. Ta biết, ta cái này đi tìm bọn họ. Ai, chờ một chút, kiếm lư là địa phương nào? Ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ đâu? Kít. Thân thể bỗng dưng trì trệ, lập tức muốn chạy cổ tam thông nhất thời dừng thân, xoay đầu lại là đầy mặt nghiêm túc nói, đông thúc, luận tư ngài là trưởng bối, người giao cho ta sự tình, ta cái kia cho ngài giúp đỡ. Nhưng là ngài đây không phải việc tư, cái kia mình thì luận công tới. Như vậy luận công đây, ta chức vị tại ngươi phía trên, ngài an bài cho ta nhiệm vụ, ngươi nói cái này thỏa đáng sao? Thế nhưng là điện chủ có lệnh. Ta cái này tinh sứ có quyền điều động các ngươi hai cái này pháp vương. Sắc mặt một mảnh nghiêm túc, Ngô Nhiên Đông đạm mạc lên tiếng, điện chủ nói các ngươi đã trưởng thành, thực lực cũng không yếu, đến tìm một chút sự tình cho các ngươi làm, miễn cho gây chuyện thị phi, cho bản điện gây phiền toái.
Đông thúc, người cái này quá phận a, mọi người tương giao trăm năm, người hãy thành thật nói, ta là cái kia gây chuyện thị phi người sao? Điện chủ nói người việc xấu loang lổ, càng phải tăng cường đoán luyện. Da mặt nhịn không được co lại, cổ Tam Thông không còn gì để nói, nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm thật lâu mới vừa nghiêng đầu đi ra ngoài, ta cái này cùng lão cha biện bạch đi, ta làm sao lại việc xấu loang lổ. Không thể nói được ta phải cùng lão cha động mấy cái tay, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng cản ta à. Chờ một chút, đừng hòng trốn. Ba một tiếng, bắt hắn lại cánh tay. Ngô Nhiên Đông thật sâu liếc hắn một cái, lại là bất đắc dĩ bật cười một tiếng, tính toán, nhìn ngươi không yên lòng bộ dáng, chuyện xui xẻo này ta để cho người khác làm đi. Liền xem như lần này Thượng Quan Phi Vân lãnh địa nhiệm vụ, nếu không phải ngươi cùng hắn có ân oán, đoán chừng cũng không muốn lĩnh phần này khổ sai đi. Đông thúc, ngươi quá tốt. Chớ cao hứng trước, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu. Đông thúc ngươi nói, chỉ cần ngươi đừng để ta lại đi chằm chằm một cái khu vực. Một chằm chằm cũng là một năm nửa năm, nhàm chán chết là được. Sắc mặt chợt nghiêm một chút, Ngô Nhiên Đông suy nghĩ một chút, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, thăm thẳm lên tiếng, ngươi có thể hay không thay ta hướng điện chủ hỏi thăm một chút, đối kiếm tinh đế quốc hành động, lúc nào tiến hành. Mỗi lần ta hỏi hắn, hắn chỉ nói là thời cơ không đến, để cho chúng ta. Vậy ngươi liền chờ thôi, cha ta nói thời cơ không đến, khẳng định thì thời cơ không đến, ngươi còn chưa tin cha ta. Điện chủ tài trí ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là chính ta không cách nào chờ đợi thêm nữa. Siết thật chặt quyền đầu, Ngô Nhiên Đông ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, trăm năm, chúng ta Ngô gia bị diệt tộc trăm năm, phần này khúc mắc ta nếu không thể mở ra, chỉ sợ lại không tâm hướng đạo. Ta không thể an tâm tu luyện, tu vi liền sẽ trì trệ. Ta thật sợ ta nhất đẳng, đợi đến số ngày sắp tới, cũng chờ không được kết quả này. Dù sao, đi qua Bách Lý Kinh Vĩ cái này trăm năm kinh doanh, kiếm tinh đã lại phục cường thịnh, ta thực sự không nhìn thấy vặn ngã hắn hy vọng, cho nên ta nhiều lần hướng điện chủ xác nhận, nhưng điện chủ lại chỉ để cho chúng ta, các loại. Nói càng về sau, Ngô Nhiên Đông hàm răng đã là cắn rát băng vang lên. Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm hắn không thả, sau đó cũng là vỗ vỗ hắn đầu vai, thở dài, trịnh trọng nói, Đông thúc, ngươi yên tâm, cha ta không biết lừa ngươi, hắn để ngươi các loại. Nhất định là đang đợi một cái lớn nhất thời cơ thỏa đáng. Cái này trăm năm qua, không chỉ là kiếm tinh mà thôi, chúng ta lực lượng phát triển địa nhanh chóng hơn. Mí mắt hơi rủ xuống, Ngô Nhiên Đông trầm ngâm nửa ngày, cũng hơi hơi gật gật đầu. Tốt, sự kiện này ta sẽ hướng cha hắn nghe ngóng, người yên tâm tốt. Như vậy, ta liền đi. Lần nữa vỗ vỗ hắn đầu vai, cổ Tam Thông quay người rời đi, nhưng là rất nhanh lại vừa quay đầu lại. Cười đùa nói, còn có Đông thúc, ngươi là tinh sứ, đừng đánh nghe điện chủ hạ lạc, cái này phạm vào kỵ húy, mình thiên ma điện quy củ thế nhưng là rất nghiêm. Ngươi như thế sai lầm ta giúp ngươi gạt, ngươi nợ ta một món nợ ân tình a, hắc hắc hắc. Nói, cổ Tam Thông một cái lắc mình, không thấy bóng dáng, chỉ có Ngô Nhiên Đông cái kia bật cười có ý nghĩa túi, trong mắt chỗ sâu vẫn là chớp động lên đạm mạc đau thương. Một tháng sau, Tây Châu cùng Trung Châu biên cảnh chỗ, có một cái trấn nhỏ, danh vị Tuyệt Kiếm Trấn. Tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, là biên giới tiểu chỗ, cho dù chiến chuyện phát sinh, cũng lan tràn không đến cái này xó xỉnh chỗ. Bất quá, từ khi một người đến, lại là để trong này tất cả mọi thứ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Người này, không có ai biết hắn là ai, đến từ nơi đâu, mọi người chỉ là thân thiết gọi hắn là Manh Kiếm Sư. Bởi vì hắn hai mắt vĩnh viễn bao lấy một khối vải trắng, nhìn không thấy đồ vật. Thế nhưng là hắn luyện khí tay nghề, lại là khiến cho mọi người nhìn mà than thở, không ít luyện khí người trong nghề, không chối từ ngàn dặm đến cùng tỉ thí, nhưng còn chưa nhìn thấy bóng người, chỉ là nhìn đến hắn luyện ra linh kiếm, liền đã tự ti mặc cảm, quay đầu rời đi. Mà hắn tại cái này địa phương, linh binh cũng chỉ luyện linh kiếm, tuyệt không luyện chế hắn. Bởi vậy, mọi người gọi hắn là Manh Kiếm Sư, mà lại cái trấn này cũng vì hắn đổi tên. Vốn là trấn này không gọi Tuyệt Kiếm Trấn, nguyên nhân chính là hắn đến, mới như xưng hô này. Chỉ vì thiên hạ tất cả linh kiếm, mặc kệ cỡ nào danh quý hy hữu, chỉ cần đi vào nơi này, cùng luyện chế linh kiếm so sánh, lập tức liền u ám không sáng, cố hữu Tuyệt Kiếm danh xưng. Rất nhiều danh môn vọng tộc, đạt quan hiển quý nghe đến truyền thuyết, cũng là mộ danh mà đến, cầu kiến đại sư. Thế nhưng là vị đại sư này lại thần bí rất, đồng dạng không tiếp khách. Mà lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp phải hắn cũng rất khó khăn,
mặc dù có duyên gặp phải, cũng tuyệt khó thỉnh cầu, vừa đấm vừa xoa cũng không được. Thậm chí dám đến cứng rắn người, rất nhanh liền thần bí biến mất, điều này không khỏi làm những cái kia cố tình gây sự người lại kính lại sợ, không còn dám lỗ mãng. Thời gian dài, mọi người không chiếm được chỗ tốt, có thậm chí tổn thất nặng nề, liền mệnh đều dựng vào, liền cũng không dám lại trêu chọc. Manh kiếm sư truyền thuyết cũng dần dần đạm mạc tiếp theo, trừ người địa phương bên ngoài, rất ít nghe nói. Mà vị này manh kiếm sư nơi ở, chỉ là trong núi một gian căn phòng nhỏ mà thôi, phía trên thì treo một chương bảng hiệu, khắc lấy kiếm lư hai chữ. Đinh! Một tiếng thanh thúy ngâm khẽ vang lên, tại một gian trong phòng bằng trúc nhỏ treo đầy đủ loại kiểu dáng linh kiếm, một tên 15-16 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu tím như thác nước rơi xuống thiếu nữ. Trong tay cầm lấy một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm màu trắng, nhẹ nhàng vừa gõ, đùa cười ra tiếng, phụ thân, đây là ngươi gần nhất mới luyện linh kiếm. Kiếm tên Tuyết Tùng, dài 3 thước ngắn, nặng 9 cân 6 lượng, ngũ phẩm linh binh, lưỡi kiếm ở mép có hàn khí phát động, ngưng tụ không tan, như Tùng Bách Trường Thanh, cho nên vì Tuyết Tùng. Một chương hoa lê mộc chế bàn dài trước, một cái hai con người bao lấy vải trắng thanh niên, khóe miệng hơi vểnh, thì thào lên tiếng. Định thần nhìn lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Tước nhi, kiếm này là ta đối Phong Thiên kiếm nói lại hữu tâm đến về sau, mới lập tức luyện chế. Phong Thiên vốn là có phong bế chi ý, không giống Bá Thiên, ngút trời bá đạo như vậy, vì vậy kiếm nhất ra, coi là lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, phong sát đối thủ chiêu số làm trọng. Không lấy cương mãnh nguy hiểm, đặc biệt âm nhu chế địch, vừa nhất nữ tử. Trước mắt bất giác sáng lên. Tước nhi nhất thời đại hỉ, như vậy phụ thân, người thanh kiếm này là chuyên môn luyện cho ta. Ách, cái này a. Bất giác hơi chậm lại, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại là xấu hổ cười ra, tước nhi, đến một lần a, lấy thực lực ngươi, ngũ phẩm linh binh đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, thuần túy là cái bài trí mà thôi. Thứ hai a, ta cảm thấy ngươi coi như dùng linh binh, cũng là lấy cương mãnh làm chủ, ngươi dùng kiểu nam kiếm tương đối tốt. Ra mặt ngăn không được co lại, tước nhi không còn gì để nói, phụ thân, người ta là cái nữ hài tử, người có thể nói hay không uyển chuyển điểm. Há, cái kia ta cảm thấy ngươi chắc là dùng nữ hán tử kiếm càng thích hợp, người có dương cương chi khí, sẽ không sai, ha ha ha. Tức giận tới mức chu môi, tước nhi hung hăng nguyết hắn một cái, lập tức liền đem kiếm kia ôm tại trước ngực, bướng bỉnh nói, mặc kệ, phụ thân, ta liền muốn thanh kiếm này. Tuy nhiên tước nhi trải qua thời gian trăm năm, nhưng là cũng liền mấy năm gần đây mới vừa vặn trưởng thành. Đổi làm nhân loại, cũng liền 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ, thanh kiếm này coi như phụ thân cho ta 16 tuổi lễ thành nhân. Vậy người hoa này quý thật đúng là đầy đủ dài rằng giặc a, trăm năm hoa quý, ha ha. Mấu chốt là thanh kiếm này không thích hợp ngươi. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn định thanh kiếm này, tối thiểu ta phải hướng người chứng minh, ta là cái nữ hài tử. Người muốn hướng người chứng minh điểm ấy lại không khó, người đừng nhúc nhích là được, người thoát động thì lộ hãm. Cha, hung hăng chật xoay người tử, tước nhi mặt mũi tràn đầy oán trách chi sắc, Trác Phàm nghe đến, lại là nhịn không được cười to lên. Đúng lúc này, một tiếng thung lũng tuyệt đẹp thanh âm, lại là bỗng dưng truyền đến hai người trong tai, dễ nghe êm tai, như hoàng oanh uyển chuyển, manh kiếm sư tiền bối có đây không, vãn bối khẩn xin tiền bối thấy một lần, chẳng biết có được không. Lúc này mới nên thanh xuân thiếu nữ cái kia có âm thanh, ha ha ha. Lỗ tai hơi hơi động động, Trác Phàm bất giác cười khẽ một tiếng trêu chọc nói. Tước nhi gặp, trưng cầu nói, như vậy lão cha, người muốn gặp sao? Người thế tục, có gì có thể gặp, cái này trăm năm qua không đều là thế này phải không? Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, thở dài lên tiếng, đại phát sự tình a, ta tại kiếm này lư bên trong. Chỉ muốn yên tĩnh, thuận tiện cảm ngộ một chút bốn loại kiếm đạo tinh túy chỗ. Nói, Trác Phàm chậm rãi tựa ở lưng trên ghế, lộ ra thư thái chi sắc. Thật sâu nhìn lấy hắn, tước nhi một mặt không hiểu, phụ thân, đã ngươi muốn thanh tĩnh, chúng ta chuyển sang nơi khác không được sao? Ngươi cái kia manh kiếm bình thường tên đều đã chuyển đi mấy chục năm, thật vất vả thanh tĩnh mấy năm, lại có không sợ chết đến, có lẽ qua mấy năm còn có dạng này ngu xuẩn xuất hiện, phiền đều phiền chết. Ha ha, cái kia liền tiếp tục giết, là ta trước chiếm nơi này, dựa vào cái gì để ta tránh bọn họ. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, tước nhi, để bọn hắn rời đi, không.
không đi nữa, xóa sạch là được. Hơi hơi gật gật đầu, Tước Nhi nhìn ra phía ngoài, cao giọng hét lớn, cha ta không muốn gặp khách, cút đi. Ha ha, lão gia hỏa này quả nhiên cùng những thôn dân kia sở thuyết một dạng, Phổ Nhi rất lớn a, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, thì dám hống người. Hừ hừ, nếu như chờ chúng ta cho biết tên họ, không phải đem hắn hù chết không thể, ha ha ha. Nghe được lời này, ngoài cửa lập tức vang lên một tên thiếu niên kêu gào âm thanh, ngông cuồng vô lễ. Nhưng là hắn vừa dứt lời, một đạo khác thanh âm lạnh như băng, cũng là đột nhiên phát ra, nhớ Trần Tục muội muội, nếu không vi huynh đi đem lão gia hỏa kia cầm ra đến, để hắn dập đầu cho ngươi nhận tội. Hừ, quả nhiên là ngu xuẩn. Nghe lấy cái này hai đạo ồn ào, Tước Nhi không khỏi bật cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, nhìn về phía Trác Phàm nói, phụ thân, loại người này chúng ta cái này mấy chục năm gặp nhiều. Công tử bột, tự tìm đường chết, tính toán, không cần bọn họ động thủ trước, ta hiện tại liền đi bọn họ. Không nói gì, Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh địa nằm tại trên ghế trúc, bình tĩnh an tường, đã là tương đương ngầm đồng ý. Không nói hai lời, Tước Nhi lúc này dậm chân, liền muốn sát khí nặng nề mà lao ra, khiến cái này không biết trời cao đất rộng tiểu trời mới biết, người nào mới thật sự là có thân phận người, người nào mới thật sự là chọc không được người. Thế nhưng là, còn không đợi nàng đi ra ngoài, cái kia đạo thanh thúy giọng nữ lại là vang lên lần nữa, mà lại trong thanh âm còn mang theo đạm mạc nộ khí, im ngay, các ngươi làm sao có thể như vậy chứ? Chúng ta Lạc gia nhân nghĩa thế gia, Lạc Minh cũng là Tây Châu nhân nghĩa làm gương mẫu, há có thể làm được loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình đến. Cái này nếu để cho cha ta biết, không đánh chết các ngươi không thể. Kít, chậm rãi nằm thân thể bỗng dưng cứng đờ, Trác Phàm mi mắt hơi hơi run run. Minh bạch tâm ý của hắn, Tước Nhi cũng là nhất thời ngừng lại thân hình, cái kia cỗ ngập trời sát khí lần nữa thu vào trong thân thể, chuyển mắt thấy hắn, chờ hắn chỉ thị. Nhớ Trần Tục muội muội, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đây không phải cũng là giúp ngươi sao? Ngươi đã chạy tới nơi này mười mấy chuyến, mỗi lần đều là thành ý mà đến, mất hứng mà về, mỗi lần đều đụng phải lão gia hỏa này không tại thời điểm. Lần này thật vất vả đụng tới, hắn trả một bộ cưỡng tính khí, liền mặt cũng không thấy thì chụp khách, quá không phải thứ gì. Đúng vậy a, nhớ Trần Tục muội muội, chúng ta cũng là đau lòng ngươi tàu xe mệt mỏi, muốn phải lập tức đạt thành ngươi tâm nguyện a. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên cái kia hai đạo giọng nam. Trác Phàm trong phòng nghe lấy, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, Lạc nhà tiểu quỷ, nghĩ không ra hội tìm tới nơi này, đây chính là duyên phận a, ha ha. Bất kể như thế nào, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, người ta có nguyện ý hay không thấy chúng ta, là người ta sự tình, chúng ta tuyệt không thể mạnh đến, cái kia cùng cường đạo lại có gì khác biệt. Hung hăng răn dậy cái kia hai nam tử liếc một chút, tiểu cô nương kia khẩn cầu âm thanh lần nữa phát ra, manh kiếm sư tiền bối. Tiểu nữ tử Lạc Tư Phàm, thực tình thành ý khẩn xin tiền bối gặp nhau, xin tiền bối nể tình tiểu nữ tử mấy chục lần đến nhà không có kết quả phân thượng, gặp vãn bối một mặt a, vãn bối chân thành ý tràn đầy a. Đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, Tước Nhi nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ hắn ý tứ. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm mỉm cười, khoát tay một cái nói, để bọn hắn vào a, ta cũng muốn nhìn một chút, trăm năm về sau, Lạc gia tiểu bối lại là cái dạng gì. Các ngươi vào đi. Khẽ gật đầu, Tước Nhi vung tay lên, lúc này liền đem cái kia cửa trúc vung mở, sau đó đứng bình tĩnh sau lưng Trác Phàm. Ngoài cửa bộc phát ra một đạo cao hứng bừng bừng reo hò về sau, ba đạo nhân ảnh liền nối đuôi nhau mà vào, đi vào nơi này. Bài trước tiến đến là một vị hơi nam tử mập mạp, đại khái 18-19 tuổi bộ dáng, một mặt kiệt ngao, nhìn đông ngó tây, gặp cái này phòng nhỏ như thế keo kiệt, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái thứ hai tiến đến là cái gầy gò nam tử, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, nạm vàng rèn ngọc, xem xét thì cực kỳ danh quý. Vốn là trong mắt của hắn còn có chút sắc mặt giận dữ cùng khinh miệt, nhưng là vừa nhìn thấy cái này đầy phòng treo trường kiếm về sau, liền đột nhiên đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh dị, lại nhìn về phía vẫn như cũ ngồi tại trên ghế trúc Trác Phàm lúc, trong mắt cuối cùng lộ ra thật sâu kính ý, khom người cúi đầu. Đến mức cái thứ ba tiến đến, thì là tiểu cô nương kia. Mặt như đào hoa, thanh thuần động lòng người, thậm chí còn có chút ngốc manh bộ dáng, thấy một lần Trác Phàm mặt, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, lắp bắp nói tiền. Tiền bối. Tốt, vừa mới các ngươi ở bên ngoài kêu gào ta cũng nghe được, thì ngươi sẽ còn nói một số người lời nói.
khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm lăng không một chút tiểu cô nương kia, cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, cái kia mập mạp nhất thời giận dữ, liền muốn tiến lên xuất thủ, người nói cái gì, lão già kia. Thế nhưng là còn không đợi hắn động thủ, liền đã bị bên cạnh người gầy kia cho cản lại. Tiểu cô nương kia cũng là hung hăng nguyết hắn một cái, nổi giận nói, im miệng, không phải vậy ta nói cho ngươi cha đi. Mập đầu to hơi hơi co lại, cái kia mập mạp cuối cùng không còn dám động. Chỉ là trừng mắt về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy hận ý. Ngu ngốc, nếu không phải cha ta cùng các ngươi trưởng bối có chút giao tình lời nói, thì ngươi cái này thái độ, sớm chết 180 hồi. Thật sâu nhìn cái kia mập mạp liếc một chút, tức nhi khinh thường bĩu môi. Trác Phàm cũng không để ý, trước biết rõ bọn họ nội tình lại nói. Nếu là không có lớn như vậy giao tình lời nói, hừ hừ. Tiểu cô nương, lão phu vừa mới nghe các ngươi nói, các ngươi là cái kia Lạc Minh. Là Tây Châu Chín Tông cái kia Lạc Minh sao? Đương nhiên, không phải vậy Tây Châu từ đâu tới nhiều như vậy Lạc Minh. Vênh váo tự đắc địa nhìn hắn chằm chằm, cái kia mập mạp một mặt khinh bỉ nói, thế nào, lão gia hỏa, sợ hãi đi. Chúng ta Lạc Minh thế nhưng là Tây Châu Chín Tông đứng đầu, liền Song Long Viện đều để cho ta nhóm ba phần, ngươi thế mà còn dám không nể mặt chúng ta, không thấy chúng ta, quả thực thì là muốn chết. A, à, thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, đã là nhịn không được hét to lớn tiếng, chuyển mắt nhìn đi, chỉ thấy tiểu cô nương kia hung hăng nhìn hắn chằm chằm, chết dẫm lên hắn một chân, nghiến răng nghiến lợi, im miệng, đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai đúng hay không? Tiền bối, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, vãn bối Lạc Tư Phàm, Lạc Minh Minh chủ Lạc Vân Hải là cha ta, hai người này là ta ông anh, nếu có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Ngay sau đó, nữ hài nhi kia vội vã ôm một cái quyền, khom người bồi tội. Sắc mặt bất giác khẽ giật mình, Trác Phàm thở sâu, nhỏ thấp đầu, rơi vào giật mình lo lắng bên trong. Lạc Tư Phàm, nhớ Trần Tục, là tưởng niệm ta sao? Đúng. Ngươi là Lạc Minh tiểu thư, cái kia hai cái này đần độn là ai? Ngươi nói ai là đần độn, lão đầu tử. Hai người không phục, cùng nhau giống to lên tiếng. Khuôn mặt bình tĩnh, Trác Phàm sâu xa nói, ta nói các ngươi hai cái là đần độn, thế nào, đánh ta a? Ngươi, không khỏi trì trệ, hai người tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ là nhìn Lạc Tư Phàm tại chỗ, không tốt động thủ, hét lớn, chúng ta chỗ nào xem ra giống đần độn. Vậy ta lại chỗ nào xem ra giống lão đầu tử? Người khác đều nói ngươi là lão đầu tử. Cái kia người khác đều nói hai ngươi là đần độn. Người nào nha? Đúng a, người nào nha? Thôn dân. Tước nhi. Hai tên tiểu quỷ cùng Trác Phàm lẫn nhau cãi lại, hai người kia đem thôn dân làm bằng chứng, Trác Phàm nhất chỉ bên cạnh Tước nhi, hoàn mỹ đánh trả. Nếu như so với người nói người cái gì chính là cái gì, cái kia Tước nhi cũng là người khác. Nàng nói các ngươi là đần độn, cái kia chính là đần độn. Phốc, cái kia hai tên tiểu tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt đỏ bừng, để người trong nhà tới làm bằng chứng, đúng sao? Lạc Tư Phàm lại là nhịn không được khẽ cười một tiếng, che miệng, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy ý mừng, ho nhẹ một tiếng, mới ngưng cười nói tiền. Tiền bối, ngài cũng đừng cùng hai người bọn họ kiến thức. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lão tiền bối cùng người trẻ tuổi như thế tranh cãi đâu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có như thế không biết lễ nghĩa người trẻ tuổi. Cười lạnh, Trác Phàm không khỏi hét lớn lên tiếng, nói, các ngươi lại là cái kia danh môn tử đệ, sẽ không phải Lạc gia gia chủ cũng là các ngươi cha đi. Thượng còn không phải. Hả? Hai người cùng nhau lối ra, thỉnh thoảng hai mắt liếc về phía một bên Lạc Tư Phàm, thẳng đem nàng nhìn đến đầy mặt đỏ bừng, hung hăng chừng bọn họ liếc một chút. Trác Phàm thì là sững sờ, truy vấn cái gì gọi là thượng còn không phải. Là thì là, không phải cũng không phải là, nào có. À, thì ra là thế, xin lỗi, con mắt ta không tiện, thấy không rõ lắm, nguyên lai chuyện như vậy à. Nhưng là rất nhanh, Trác Phàm liền không sai hết thảy, vội ho một tiếng nói, cái gọi là môn đăng hộ đối, các ngươi cho là mình là ai à, có tư cách này sao? Hừ, có tư cách này sao? Lão gia hỏa. Người thật đúng là mắt mù, người phải biết cha ta là ai, thì sẽ không như thế hỏi. Một mặt kiêu ngạo mà dương dương cổ, cái kia mập mạp giống to lên tiếng, đàng hoàng nói cho ngươi, ta họ Long, Long Kiếm Sơn, cha ta cũng là Lạc Minh Nguyên Lão, Long Hành Vân, gia gia của ta thì là Lạc Minh bảy đại sáng tạo Minh Nguyên Lão một trong.
Long Giật Phi. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là đột nhiên nói, như vậy. Ngươi chính là không trung tiềm long các một mạch. Nhưng là đối với Trác Phàm thuyết pháp, cái kia mập mạp lại là nhất thời sửng sốt, cái gì tiềm long các, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, trên đời này nào có cái gì tiềm long các, ta đều nói, chúng ta là Lạc Minh Nguyên lão. Long Kiếm Sơn, ta nghe ta cha nói, ngươi long gia tại gia nhập Lạc Minh trước, cũng là tiềm long các. Lúc này, Lạc Tư Phàm không khỏi bỗng dưng lên tiếng, dặn dò. Không khỏi hơi hơi sững sờ, Long Kiếm Sơn một mặt mê mang, có đúng không, ta làm sao chưa từng nghe qua. Hiện tại Lạc Minh danh khí lớn như vậy, trước kia tiểu danh thanh còn đáng giá sách sao? Ha ha ha, bật cười lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là ba người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lại càng thêm kỳ dị, hắn đến tột cùng người nào, cái này trăm năm trước sự tình, bọn họ những bọn tiểu bối này đều đã không biết rõ tình hình, hắn thế mà rõ rõ ràng ràng. Mà lại liền các nhà bối cảnh lai lịch đều rõ ràng, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, ba người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng hiện mê mang. Không để ý đến ba người bọn họ ngạc nhiên, Trác Phàm lại vừa chỉ cái kia người gầy, đạm mạc lên tiếng, người lại là người nào, cũng là Ngự Hạ Thất gia bên trong một trong. Ây, vãn bối Tạ Niệm Dương, gia phụ Tạ Thiên Thương, Tây Châu Kiếm Thần Tông 10 cung phụng đứng đầu, gia gia là Lạc Minh sáng tạo Minh Thất Nguyên lão một trong, Tạ Khiếu Phong. Trác Phàm trên thân lộ ra một cỗ thâm thúy thần bí. Người gầy kia không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng khom người hồi đáp. Không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, thì ra là thế, kiếm hầu phủ một mạch. Niệm Dương, đúng, thúc thúc của ngươi Tạ Thiên Dương đây, có hắn hạ lạc sao? Khởi bẩm tiền bối, nghe gia phụ nói, gia thúc Tạ Thiên Dương trăm năm trước thì quy ẩn Sơn Lâm, không biết tung tích, hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức truyền về. Gia gia của ta người đối diện thúc 10 phần tưởng niệm, cho nên lên cho ta Niệm Dương tên. Thật sao, tiểu tử này 100 năm đều không về nhà qua a, ngược lại thật sự là thoải mái cực kỳ a, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, chỉ là trong tiếng cười lại có đạm mạc đau thương cùng hâm mộ. Từng có lúc, hắn làm sao từng không nghĩ tới mang theo mỹ nữ quy ẩn, đáng tiếc thiên ý trêu người, hắn không có cái kia mệnh số. Ba cái kia tiểu bối nhìn lấy Trác Phàm như thế bộ dáng, lại là càng thêm nghi hoặc, liếc nhìn nhau, vẫn là từ Lạc Tư Phàm cúi người hành lễ, thận trọng nói tiền bối, ngài cùng nhà ta chư vị trưởng bối quen biết. Có chút ngọn nguồn a, bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện thì thấy các ngươi mấy cái này nhóc con. Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm khẽ gật đầu, nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ách, mù thúc thúc, thực là như vậy. Mù thúc thúc. Đúng vậy a, vãn bối không biết nên xưng hô như thế nào, thôn dân lại xưng ngài vì Manh Kiếm Sư, gặp ngài cùng gia phụ sâu như vậy ngọn nguồn, cháu gái cả gan xưng ngài một tiếng thúc thúc, không ngại đi. Trầm ngâm một chút, Lạc Tư Phàm hai con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, nhất thời bộ lên gần như, nếu là ngài không thích, không biết cháu gái cái kia xưng hô như thế nào đâu. Bờ môi hơi hơi lắc một cái, Tước Nhi ở bên nghe lấy, nhìn về phía Trác Phàm, đùa cười một tiếng, cha. Vị muội muội này ngược lại là cái như quen thuộc, trừ xưng hô có chút không ổn bên ngoài, đại khái không tệ đi. Không sai, nếu bàn về bối phận, Lạc Vân Hải gặp Trác Phàm là lấy đại ca tương xứng, nữ nhi của hắn xưng hô Trác Phàm là thúc thúc, tuy nói bối phận không tệ, nhưng hiển nhiên gọi tiểu. Hẳn là đại bá, đại gia ngươi loại hình. Chỉ là Trác Phàm cũng không so đo những thứ này việc nhỏ không đáng kể, bật cười một tiếng. Khoát tay một cái nói, tiểu nha đầu, vốn là ban đầu khi thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư khuê các, nhưng phần này thuận cán leo lên trên vô sỉ bộ dáng, ngược lại rất có lão phu năm đó phong phạm a, ha ha ha. Xem ra là được ngươi cha chân truyền. Không phải cha ta, là cô ta. Hai gò má bất giác một đỏ, Lạc Tư Phàm trong mắt lóe lên một đạo ngượng ngùng, cô ta nói muốn trưởng nhà, liền phải như thế mất mặt mũi, năm đó nhà ta cũng là như thế lập nghiệp. Ha ha ha, không sai, năm đó xác thực như thế lập nghiệp, mà lại cái kia không cần mặt mũi chính là. Ha ha ha, nhịn không được cười lớn một tiếng, Trác Phàm tựa hồ lại nghĩ tới trước kia chuyện xưa, không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhiều năm như vậy khó được địa niềm vui thoải mái tốt, tiểu cô nương, có chuyện gì cứ việc nói đi, thúc thúc ta có thể đến giúp, nhất định giúp đến. Trong lòng không khỏi đại hỉ,
Lạc Tư Phàm vui mừng xem hai người kia liếc một chút, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, đa tạ thúc thúc thành toàn, thực không dám giấu giếm, mù thúc thúc, tiếp qua 2 tháng chính là ta cha đại thọ. Cháu gái muốn vì cha ta lão nhân gia ông ta chuẩn bị một phần đặc biệt lễ mừng thọ, thế nhưng là càng nghĩ, cha ta có được thiên hạ, cái gì cũng không thiếu, quả thực buồn rầu. Về sau trên đường đi qua nơi đây, biết được tiền bối luyện binh phi phàm, càng linh kiếm, hiếm thấy trên đời, cho nên chuyên tới để cầu ban thưởng một thanh, mong rằng thúc thúc thành toàn. Thì ra là thế, ngươi ngược lại là hiếu thuận rất a, vì phụ thân lễ mừng thọ như thế lao tâm phí thần, khó được khó được. Không sai gật đầu, Trác Phàm đầu tiên là khích lệ một phen, Lạc Tư Phàm bọn họ nghe được cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng là rất nhanh, Trác Phàm liền lại nhướng mày, kêu lên, chỉ là cha ngươi cái kia thằng nhãi con nhanh như vậy liền bắt đầu mừng thọ. Lão tử còn không có qua đây. Con, dường như một miệng chuông đồng tại trong đầu gõ vang, 3 cái trẻ tuổi tiểu bối chợt nghe lời ấy, trong nháy mắt thì mộng bỉ. Tên này vừa mới nói cái gì, thằng nhãi con. Hắn thế mà xưng Lạc Minh Minh chủ vì thằng nhãi con. Hắn đến tột cùng người nào a, dám như thế nói xấu đường đường Tây Châu Tổng Biểu bà tử. Lấy hôm nay Lạc Minh thực lực, liền xem như song long chí tôn, cũng không dám như thế nói chuyện với Minh chủ a, nhưng hắn. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, trong thiên hạ, dám xưng hô như vậy Lạc Vân Hải, còn cũng chỉ có Trác Phàm. Coi như Lạc Vân Hải đứng tại trước mặt, Trác Phàm như thế xưng hắn. Hắn cũng tuyệt không nửa điểm không tuân theo chi tâm. Riêng là Lạc Minh lão nhân càng rõ ràng hơn, luận tư lịch, luận tư cách, Trác Phàm làm như vậy đều dư xài, không có gì có thể nói. Nhưng là cái này 3 cái tiểu bối thì không hiểu, đường đường Lạc Minh minh chủ, cao cao tại thượng, bị như vậy xem thường, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn lấy 3 tên kia đột nhiên ngốc bộ dáng, Tước Nhi không khỏi che miệng bật cười một tiếng, vừa nhìn về phía Trác Phàm, trêu đùa thế nào. Phụ thân, ngươi ăn dấm. Nếu không năm nay, ta cùng Tam ca cũng cho ngươi qua cái đại thọ. Tính toán, ta còn chưa già, qua cái gì thọ, quát kêu. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới, Vân Hải thằng danh con này, thế mà cũng bắt đầu mừng thọ. Nhớ năm đó lần thứ nhất gặp hắn, hắn tiểu tử còn mặc tã đây, không nghĩ tới. Ha ha ha, da mặt ngăn không được co lại. 3 cái tiểu bối lần nữa trong lòng cùng nhau run lên. Tên này thế mà gặp qua minh chủ khi còn bé bộ dáng, chẳng lẽ là trong minh ảnh hưởng rất lớn tiền bối. Không thể nào, phàm là trong minh hạng cân nặng nhân vật, đều là thực lực cao cường, thế lực trải rộng Tây Châu, thủ đoạn thông thiên nhân vật. Nhưng là lão gia hỏa này, muốn thực lực không có thực lực, chỉ là thiên huyền ngũ trọng mà thôi, muốn thế lực không có thế lực, cũng là cái người cô đơn, chỉ có một nữ tướng bạn. Nhiều lắm là còn có một đứa con trai, thấy thế nào đều không giống minh bên trong quyền quý a. A, đúng, hắn thiên huyền cảnh, lại hơn 100 năm, làm sao lại còn trẻ như vậy, nhìn qua cùng cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử một dạng. Nếu không phải thôn dân nói hắn tại cái này lưu mấy chục năm, bọn họ còn thật khó có thể tưởng tượng, đó là cái tiền bối tới. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, 3 người cứ như vậy kinh ngạc nhìn Trác Phàm, nhất thời ngây người, trong mắt đều là một mảnh mê mang. Trác Phàm tại sau khi cười xong, khóe miệng còn mang theo đạm mạc ôn nhu, bỗng nhiên vung tay lên, liền quát to, tiểu cô nương, người muốn kiếm, không có vấn đề, thúc thúc nơi này phần lớn là kiếm, tùy ý chọn. Đúng, cảm ơn mù thúc thúc. Đầu tiên là sững sờ một hồi, tiếp lấy Lạc Tư Phàm liền đầy mặt ngạc nhiên gật đầu một cái, vội vàng lôi kéo một bên Tạ Niệm Dương nói, nhà ngươi không phải đối kiếm nghiên cứu sâu nhất hả? Người mau giúp ta nhìn xem, cầm cái nào một thanh cho cha chúc thọ lễ tốt. Yên tâm đi, giao cho ta, nhớ Trần Tục muội muội. Cắt. 2 mắt tỏa sáng, Tạ Niệm Dương nhất thời mãnh liệt gật đầu một cái, một mặt nịnh nọt tướng, liền lôi kéo Lạc Tư Phàm đi vào cái kia linh lang đầy rẫy trong rừng kiếm. Long Kiếm Sơn thì hơi hơi bĩu môi một cái, tràn đầy chua chua địa nhẹ hừ một tiếng, cũng cùng đi theo đi vào. Thế nhưng là, cái này không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Tạ Niệm Dương cẩn thận ngó nhìn nơi này mỗi một chiếc linh kiếm, lại là càng xem càng kinh hãi, trong mắt chớp động lên khó có thể tin ánh sáng. Nhìn kỹ không có, nhìn kỹ thì tranh thủ thời gian chọn một thanh rời đi, phiền phức, hừ. Long Kiếm Sơn một mặt không kiên nhẫn thúc giục lên tiếng, Lạc Tư Phàm cũng là chăm chú nhìn hắn, trong mắt tản ra hy vọng, thế nào, Tạ Niệm Dương, ngươi cảm thấy cái nào đem tốt? Tinh diệu, quá tinh diệu.
cái nào đem đều không chê vào đâu được, trên đời tuyệt không hảo kiếm. Đặc biệt rất quỷ dị là, ta có khi cảm giác đến, cái này nhất phẩm linh kiếm, lại so cửu phẩm linh kiếm còn muốn chói mắt chân quý. Ta cũng không biết cái kia cho ngươi chọn một phẩm, vẫn là cửu phẩm. Đương nhiên chọn cửu phẩm, đem nhất phẩm linh kiếm cấp gia chủ như cái gì lời nói. Không khỏi suy cười một tiếng, Long Kiếm Sơn nhất thời nói móc nói, uổng cho ngươi nhà vẫn là luyện kiếm, thế nhân đều biết cửu phẩm mạnh hơn nhất phẩm, ngươi còn ở trên đây xoắn suýt. Ta muốn nói, cầm đem cấp bậc cao nhất trực tiếp rời đi là được. Nơi này tối cao bao nhiêu, cửu phẩm A, sách một thanh đi thôi. Thế nhưng là, ta cảm thấy nhất phẩm càng tốt hơn. Đánh giám, nào có nhất phẩm so cửu phẩm tốt, đầu người oát. Tạ Niệm Dương đầy mặt do dự, không biết lựa chọn như thế nào, Long Kiếm Sơn lại là mắng to một tiếng, cười to nói, nhớ Trần Tục muội muội, ngươi thấy a, tên này mỗi ngày nói khoác chính mình đối kiếm đến cỡ nào dài, nguyên lai cái gì cũng không biết, liền nhất phẩm cùng cửu phẩm ai yêu ai kém đều không rõ ràng, ngươi còn để hắn giúp ngươi thiêu kiếm. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, nếu không ca ca ta tới giúp ngươi đi. Ta chỗ này kiếm không cần chọn, tùy ý một thanh đều có một không hai. Cái kia Tạ Niệm Dương chỗ lấy không biết như thế nào chọn lựa, lại hoàn toàn chứng minh hắn là hiểu kiếm người. Thế mà, đúng vào lúc này, Trác Phàm lại là mỉm cười, chậm rãi đứng lên, đi vào cái kia trong rừng kiếm, từng cái sở lấy thân kiếm kia, sâu xa nói, kiếm cùng người mỗi một thanh kiếm đều là độc nhất vô nhị tồn tại, có chính mình linh tính. Mặc kệ nhất phẩm cũng tốt, cửu phẩm cũng được, đều là như thế. Người đang chọn kiếm, kiếm cũng đang chọn người. Mỗi thanh kiếm có chính mình kiếm đạo, nếu là cùng sử kiếm người kiếm đạo không hợp, như vậy thì hội mỗi người một ngả, không cách nào sinh ra cộng minh. Mà trái lại, thì hoàn toàn ngược lại. Vừa mới Tạ Niệm Dương tại nhất phẩm cùng cửu phẩm linh kiếm phía trên do dự không biết, ha ha ha. Không hổ là kiếm hầu phủ hậu nhân, đối kiếm quả nhiên hiểu biết. Cái kia cửu phẩm linh kiếm là ta 3 năm trước đây tạo thành, cái này nhất phẩm linh kiếm là ta 3 tháng trước tạo thành. Mỗi khi ta đối kiếm đạo có mới lĩnh ngộ, liền sẽ theo nhất phẩm kiếm bắt đầu, một mực luyện đến 12 phẩm. Mỗi lần có chút lĩnh ngộ, đều hội lòng vòng như vậy một lần, cảm thụ kiếm chi tinh túy. Cái này cửu phẩm kiếm tuy nhiên phẩm giai cao, nhưng kiếm đạo cạn. Mà cái này nhất phẩm kiếm mặc dù phẩm giai thấp, nhưng kiếm đạo sâu, càng vừa tu luyện lĩnh hội. Hừ hừ, cười chê, linh kiếm không phải liền là một thanh vũ khí a, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Dùng vũ khí còn có thể tu luyện lĩnh hội. Nghe được lời này, Long Kiếm Sơn không khỏi cười lạnh, xem thường lên tiếng. Nhếch miệng lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, trước kia ta cũng theo ngươi đồng dạng ý nghĩ, nhưng là không hiểu người, tự nhiên không biết bên trong chân lý. Ngươi không thanh kiếm làm bạn, hắn lại có thể truyền cho ngươi kiếm trung tâm đến. Phải biết, kiếm chính là bách binh chi vương, tự có vương giả ngạo khí. Ngươi tâm không thành, tự nhiên khó có thể đến lĩnh bên trong tinh túy. Đây cũng chính là vì sao, nhiều người như vậy ngộ kiếm đạo, có ngộ được cạn, có ngộ sâu, trừ tư chất cùng ngộ tính bên ngoài, thành tâm cũng rất trọng yếu. Hừ, nói tốt giống như thật, nói như vậy, người như thế thành tâm, đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất sâu đi. Khinh thường bĩu môi, Long Kiếm Sơn hiển nhiên mặt mũi tràn đầy không tin bộ dáng. Chỗ nào, so với bình thường người mạnh hơn một chút đi. Vậy ngươi vẫn chỉ là thiên huyền ngũ trọng, chúng ta đều đã thần chiếu đỉnh phong. Đừng nói là ngươi cái này hơn 100 năm tu hành kiếm đạo, đều tu đến cầu thân phía trên, còn không bằng chúng ta những bọn tiểu bối này đâu. Long Kiếm Sơn vẻ mặt đắc ý, đầy mặt khinh bỉ nhìn về phía Trác Phàm, kiêu căng cực kỳ. Tước Nhi gặp, hai con ngươi lạnh lẽo, trong lòng lạnh hừ một tiếng, lại là khinh thường bĩu môi. Ngu ngốc, Lạc Tư Phàm cũng là hung hăng nguyết hắn một cái, trách mắng. Long Kiếm Sơn, ngươi làm sao nói với tiền bối lời nói đây, vô lễ như thế. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Trác Phàm, khom người cúi đầu, tràn ngập áy náy, mù thúc thúc, xin lỗi, hắn thì cái dạng này, nuông chiều xấu, cháu gái đợi hắn hướng ngài nhận lỗi. Không ngại, nhiều năm như vậy, giống cái này tiểu mập mạp một dạng, mắt cao hơn đầu người, lão phu gặp nhiều, không có gì quan trọng. Thế mà, còn không đợi nàng nói xong. Trác Phàm đã làm mỉm cười lấy khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến nói, ta thừa nhận, cái này 100 năm qua, ta đem phần lớn thời gian đều dùng đến lĩnh hội kiếm đạo, tu vi xác thực đình trệ rất nhiều. Chỉ là không có cách, ai bảo ta giữa đường xuất ra đây.
Trước kia ta đối kiếm rốt đặc cán mai, hiện tại chỉ có thể gấp bội lĩnh hội, ứng phó năm đó ước chiến. Thôi đi, một ngày huyền cảnh, còn ước chiến, có gì có thể ước chiến. Người đem người đối thủ kia nói cho tiểu gia giúp người đến liền tốt. Long Kiếm Sơn, im ngay. Long Kiếm Sơn lần nữa không lựa lời nói, một mặt ngạo kiều ngang ngược lên tiếng, cũng là bị Lạc Tư Phàm lần nữa của mắng một trận. Tạ Niệm Dương lại là nghe được lời này, càng phát ra kinh hãi, thế nào, tiền bối, ngài là giữa đường xuất gia, thế mà có thể đem kiếm đạo ngộ đến như thế đăng phong tạo cực chỗ, thật sự là kỳ tích a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái kia luyện khí sư luyện ra linh kiếm, có tiền bối ngài những thứ này hoàn mỹ như vậy, dường như bọn họ đều có sinh mệnh giống như. Hắc hắc hắc, có ánh mắt, thế mà có thể cảm nhận được trong kiếm sinh mệnh. Không tệ, những năm này ta chính là dựa vào luyện kiếm đến cảm ngộ kiếm đạo. Mỗi khi có chỗ trải nghiệm, tất nhiên sẽ nhất phẩm đến 12 phẩm luyện một lần, kể từ đó, nhiều năm như vậy đã có ngàn vạn thanh kiếm. Trong tay của ta linh kiếm, cũng càng ngày càng có linh tính. Khóe miệng nhếch lên một đạo vui vẻ đường cong, Trác Phàm lộ ra hài lòng nụ cười, đại khái rất nhanh, đợi ta lại bế quan sau khi đột phá, liền có thể phó cái kia trăm năm chi chiến. Thấy tình cảnh này, Long Kiếm Sơn khinh thường bĩu môi, lần nữa phát ra không hài hòa thanh âm, một ngày huyền tu người, còn đem công lực dùng tại bảo trì bề ngoài phía trên, nào có dư lực cùng người ta tái chiến. Đi chịu chết đi, mà lại, người muốn là giống bản thiếu gia như thế Ngọc Thụ Lâm Phong, tốn chút công lực ở vẻ bề ngoài phía trên cũng không có gì, mấu chốt là người cái này bình thường chi tư, vẫn là cái người mù, bảo trì tuổi trẻ khuôn mặt cho ai nhìn a? Lão tử là thiếu niên đắc chí, không cần đến bảo trì. Thì lớn lên dạng này. Đúng thế, cha mẹ ta cũng là thiếu niên đắc chí, cùng gia cát quản gia cùng lệ bá bá bọn họ không giống nhau, trăm năm qua đi cũng không thấy già. Lúc này, Lạc Tư Phàm cũng là vội vàng xen vào, dàn xếp. Khinh thường bĩu môi, Long Kiếm Sơn không tin chút nào, này làm sao có thể giống nhau đâu. Minh chủ không hơn trăm năm khoảng chừng, đã là dung hồn đỉnh phong cường giả. Tử lão đầu này cũng là trăm năm khoảng chừng. Lại chỉ là thiên huyền, hắn có thể không thấy già. Đoán chừng bình sinh công lực đều tại bảo hộ chính mình đó cũng không đẹp trai khí trên mặt đi. Lời vừa nói ra, hai người khác cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là cũng không có từ. Xác thực, tu vi càng cao, thọ mệnh càng lớn, như vậy dung mạo liền sẽ bảo trì tại tương ứng tuổi tác giai đoạn. Tựa như Lạc Vân Hải đã là dung hồn đỉnh phong, đã có mấy ngàn tuổi thọ mệnh, như vậy chỉ là trăm năm. Chỉ là trẻ nhỏ kỳ thôi, hắn khuôn mặt cũng là một mực duy trì tuổi trẻ tư thái. Thế nhưng là giống Gia Cát Trường Phong bọn họ, bản thân đã già yếu về sau, mới đến cơ hội, gia nhập Lạc gia, bằng thánh linh thạch phụ trợ, tu vi tăng nhiều. Tuy nhiên cũng là số tuổi thọ kéo dài dài hơn nhiều, nhưng bọn hắn lúc trước đã già yếu, không dùng tự thân công lực đến khôi phục cũ cho lời nói, vẫn bảo trì người già bộ dáng. Mà đại đa số nam tử là khinh thường tại dùng tự thân công lực đi bảo trì cái này sắc ngoài, cũng chỉ có nữ tử thích trương diệt, khuôn mặt chỉ sợ thắng qua tính mạng mình, không tiếc hao phí công lực đến làm đẹp dưỡng nhan. Bởi vậy đại lục ở bên trên tuổi tác rất lâu, nhưng như cũ thanh xuân vô địch thiếu niên, thì nhất định là thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ liền đã có đại tu vi, không cần bị năm tháng tàn phá. Nhưng Trác Phàm cái này thiên huyền cảnh tu giả, thấy thế nào cũng không giống là thiếu niên đắc chí bộ dáng a. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Trác Phàm bản chân quyết trở về nguồn gốc, tu vi lui mà thực lực tiến, hắn tu vi chân chính, thực cũng là dung hồn đỉnh phong. Nếu không phải cái này trăm năm bởi vì ngộ đạo lầm tiến độ tu luyện lời nói, hắn hiện tại cần phải đã đến quy nguyên đỉnh phong. Ách, mù thúc thúc, Long Kiếm Sơn hắn tuy nhiên miệng thối, nhưng nói vẫn là có lý. Người đã muốn phó chiến ước, cũng không cần thiết đem công lực hoa tại ngoại hình phía trên, thẳng có hoa không quả. Trầm ngâm chốc lát, Lạc Tư Phàm thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lập lòe cười ra, mà lại thực lực chung quy là tu vi để lên, ngộ đạo loại sự tình này, là đạt đến đỉnh phong cao thủ bọn họ làm, ngài hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian. Á, ta chỗ này có chút thánh linh thạch, ngài nếu không ngại lời nói. Nói, Lạc Tư Phàm đã chuẩn bị theo trong giới chỉ xuất ra tu luyện thánh phẩm, thánh linh thạch đưa cho hắn. Thế nhưng là bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Trác Phàm lại là bỗng dưng đánh gãy nàng, sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có nghiêm túc, bọn tiểu bối, nói trong lòng, không tại thực lực cao thấp. Mặc kệ loại nào nói cũng được, một tia đốn ngộ,
chỉ ở linh quang nhất thiểm, mà lại chỉ tại cái kia thời gian, cái kia đoạn nhân sinh trên đường, đi qua liền đi qua, người tìm cũng không tìm về được. Nhưng tu vi muốn tăng lên, lại là rất dễ dàng. Có đầy đủ tư nguyên, có thời gian, là được rồi. Cho nên ta hoa trăm năm qua ngộ kiếm đạo, mà không phải nhắc tới tu vi, bởi vì ta biết rõ nặng nhẹ. Nói có bao xa, người mới có thể đi bao xa, nếu không rất nhanh người liền sẽ trì trệ không tiến. Thôi đi, một ngày huyền cảnh mà thôi, có tư cách gì giáo huấn chúng ta. Long Kiếm Sơn vẫn là một mặt bộ dáng khinh thường, còn lại hai người thì là nao nao, bỗng dưng ngây người, trong mắt còn có chút giật mình lo lắng, tựa hồ cũng nghe không hiểu. Đinh! Bỗng nhiên, một tiếng ngâm khẽ vang lên, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời liền xuất hiện một thanh bảy thước trên dưới, hiện ra thanh sắc ánh sáng trường kiếm, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia cố cường đại linh khí bỗng nhiên khuếch tán ra đến, làm cho ba cái kia tiểu bối bỗng dưng chính là khí tức trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Cái này, đây là trường thanh kiếm, dài 7 thước 8 tấc, nặng 9 cân 9 lượng, cửu cửu số lượng, vị vô cùng trèo lên đỉnh. Cha ngươi là Lạc Minh đứng đầu, nhân nghĩa làm đầu, tuy có quân vương chi khí, lại không thể lộ ra bá đạo phong mang. Kiếm này tên là trường thanh, có thể liền thông thiên địa, phát triển đế vương hạo khí, ung dung kéo dài, lớn nhất hợp cha ngươi tâm đạo, cầm đi đi. Chậm rãi sờ sờ thân kiếm kia, Trác Phàm đưa tay đưa tới Lạc Tư Phàm trước mặt, nhiều năm không thấy, cái này coi ta cho hắn lễ mừng thọ. Trong mắt nhịn không được cùng nhau co rụt lại, ba cái tiểu bối nhất thời bị trường kiếm kia thanh sắc pha trộn chiếu lên trở nên hoảng hốt, liền trái tim cảnh đều đi theo bình tĩnh trở lại, cho dù là cái kia lớn nhất ồn ào Long Kiếm Sơn, giờ này khắc này cũng là ngăn không được sững sờ, hoàn toàn ngây người. Dường như kiếm này có loại làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, để bọn hắn căn bản khó có thể rời ánh mắt mảy may. Thẳng đến hồi lâu sau, Tạ Niệm Dương mới không khỏi hoảng hốt lên tiếng, đây là 12 phẩm linh binh, năm châu hiếm thấy, mà lại tuyệt đối là hoàn mỹ nhất loại kia. Cái gì, 12 phẩm, còn lại hai người nghe đến, cũng là cùng nhau hoảng hốt. Ha ha ha, ta không phải nói a, ta ngộ kiếm đạo, cũng là theo nhất phẩm luyện đến 12 phẩm. Tốt, hiện tại các ngươi có thể cầm kiếm rời đi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm nhất thời đem kiếm ném tới Lạc Tư Phàm trong ngực, sau đó nhẹ nhàng đẩy, một cỗ nhu hòa trưởng phong liền nhất thời đem ba người đẩy ra ngoài cửa, còn có, đừng nói cho cha ngươi gặp qua ta sự tình, các ngươi cũng không cần lại đến, giữa chúng ta có sự khác nhau, nói không đến. Đụng, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị hung hăng đóng lại. Ba người thân thể không khỏi nhẹ nhàng rung động, đều có chút choáng váng. Qua một chút, mới phản ứng được. Nhìn trong tay cái kia thanh trường kiếm màu xanh, trong mắt kinh dị chậm chạp khó có thể tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, ba người chúng ta thần chiếu cảnh thế mà bị một ngày huyền tu người tùy tiện thì đẩy ra, còn một chút phản ứng đều không có, quá quỷ dị đi. Liếc mắt nhìn nhau, ba người trong lòng đều là run lên, sau đó chăm chú chằm chằm thanh trường kiếm này một chút, Lạc Tư Phàm mới lần nữa khom người hạ bái, đa tạ tiền bối ban kiếm tri ân đại đức, vãn bối mạc cảm quên. Hôm nay vãn bối trước tạm cáo từ, đợi ngày sau hữu duyên, nhất định báo đáp tiền bối đại ân. Lời nói xong, ba người lẫn nhau nhìn xem, liền đầy mặt hân hoan rời đi nơi này. Lần này cuối cùng không có đi một chuyến uổng công, cầu kiếm thành công. Đem như thế một thanh đương đại hiếm thấy danh khí tặng cho cha nàng, với tư cách lễ mừng thọ, cha nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Tước nhi, chúng ta rời đi đi. Cảm thụ lấy ba người rời đi bước chân. Trác Phàm trầm ngâm một chút, bất giác than nhẹ lên tiếng. Không khỏi sững sờ, Tước Nhi một mặt kỳ quái, phụ thân, người không phải nói. Ai, tám đại thiên địa phong huyệt, chỉ còn sau cùng kiếm tinh đế đô lôi ngâm các. Toàn bộ năm châu sông lên trận thức cũng đã bố trí được không sai biệt lắm, đợi sau cùng đem kiếm ngôi sao cầm sau một khắc, chính là chúng ta trở về thánh vực thời điểm. Trước đó, ta không muốn quấy rầy nữa bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, minh bạch tâm ý của hắn, Tước Nhi cũng là đạm mạc gật gật đầu. Thế nhưng là ngay tại lúc này, hô một tiếng, thiên địa đại biến, một cỗ cuồng mãnh khí thế đột ngột đến bao phủ hướng cái này bí ẩn tiểu trấn. Mi mắt lắc một cái, Tước Nhi ngửa mặt lên trời nhìn một chút, ngạc nhiên nói, tốt một đạo sát khí, đối phương không phải người lương thiện a. Chỉ là cái này xó xỉnh địa phương. Làm sao lại dẫn tới bực này nhân vật đâu?
Tước Nhi, mấy cái kia tiểu quỷ người mang dị bảo, rêu rao khắp nơi, không biết trời cao đất rộng, sợ rằng sẽ xảy ra sự cố, ngươi đi chiếu đáp một chút. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm chợt đạm mạc lên tiếng. Liếc hắn một cái, Tước Nhi khẽ gật đầu, liền bỗng dưng một bước bước chân, bay ra bên ngoài, thẳng hướng ba người ly khai phương hướng đuổi theo. Mà giờ này khắc này, ba người còn không biết có họa sắp tới, vẫn như cũ giơ cái kia trường thanh kiếm, một mặt hưng phấn mà đi tại cái kia trong núi trên đường nhỏ, thỉnh thoảng ngươi cướp ta đoạt, đều là đầy giấy kích động, yêu thích không buông tay. Các ngươi nói, vị tiền bối kia đến tột cùng là ai a? Cùng chúng ta Lạc Minh có cái gì ngọn nguồn? Trong tay cầm cái kia thanh trường kiếm màu xanh không ngừng vuốt vuốt, Lạc Tư Phàm đầy mặt nghi hoặc, nhìn về phía còn lại hai người. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Long Kiếm Sơn không chút phật lòng, có thể có cái gì ngọn nguồn, đoán chừng thì lúc trước tại Thiên Vũ lăn lộn, không sống được nữa mới chạy trong hốc núi này đến, ỷ vào số tuổi lớn điểm, biết một chút bí văn mà thôi. Một ngày huyền tu người mà thôi, có thể cùng mình đường đường Lạc Minh nhắc lên quan hệ thế nào? Hừ, cười chê. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Vội vã khoát khoát tay, Tạ Niệm Dương một mặt nghiêm túc, ta có thể chưa bao giờ thấy qua có ngày huyền tu người, có thể luyện chế 12 phẩm linh binh, hơn nữa còn là hoàn mỹ như vậy. Coi như hắn thủ pháp tinh diệu nữa, tâm cảnh trầm ổn đi nữa, công lực không đến, cũng không thể nào làm được loại sự tình này a. Trong này, nhất định có kỳ quặc. Có cái dám kỳ quặc, hắn thiên huyền cảnh tu vi, là chúng ta rõ như ban ngày. Coi như vừa mới nhất trưởng đem chúng ta đẩy ra, đoán chừng cũng là thừa dịp chúng ta không phòng bị, đánh lén đắc thủ. Nếu không mà nói, cái kia chút thực lực, há có thể động cho chúng ta một cọng tóc gáy. Mà lại, chính hắn cũng nói, chính mình ngộ trăm năm kiếm đạo, đem chính mình cho chậm trễ đúng không? Ta muốn nói, cái này ngộ đạo cũng là những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ làm việc, cùng hắn không có nửa xu quan hệ không có, hắn xem náo nhiệt gì. Coi như tại chúng ta minh bên trong. Trừ Lệ lão, Thù lão na chút cung phụng bên ngoài, người nào ngộ đạo a, không đều đang cố gắng để cao thực lực sao? Tuy nói như thế, nhưng là ta luôn cảm thấy cái này manh kiếm sư lộ ra một cảm giác thần bí, thâm bất khả trắc. Mi mắt thật sâu nhíu lại, nghe Long Kiếm Sơn lời nói, Tạ Niệm Dương vẫn là lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Long Kiếm Sơn khinh thường nói, có cái gì thâm bất khả trắc, hắn cái kia chính là trang bức cho chúng ta nhìn, ta cũng không tin. Một cái trăm năm vẫn là thiên huyền cảnh tu giả, có thể sâu đến mức nào đi? Lời vừa nói ra, Lạc Tư Phàm hai người liếc nhìn nhau, cũng là bừng tỉnh nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy a, một ngày huyền tu người, tựa hồ thật rất khó cùng đại nhân vật nhấc lên một tia một luồng quan hệ a. Ha ha ha, 12 phẩm linh binh, mà lại là bên trong cực phẩm chỗ, lão phu lần này đi ra săn bắn, thật đúng là vận may phủ đầu a. Thế mà, ngay tại lúc này, cuồng phong gào thét, một đạo tà dị kêu gào âm thanh, lại là đột nhiên vang vọng cả mảnh trời hư không. Ngay sau đó, một cái lão giả đầu hói bóng người bỗng nhiên lóe lên một cái, xuất hiện tại ba người thân thể trước 10 mét nơi khác mới, cười lớn một tiếng, chỉ cái kia trường thanh kiếm đạo, tiểu cô nương, thật lớn mật a, cầm lấy 12 phẩm linh binh thì dám rêu rao khắp nơi, thật sự là không đem thiên hạ ác đồ để vào mắt a. Thức thời, liền đem kiếm giao ra, không phải vậy lời nói. Hừ hừ. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, Lạc Tư Phàm nhất thời dọa đến run một cái, thanh kiếm hung hăng ôm vào trong ngực, cả kinh kêu lên, ngươi là ai, xưng tên ra. Đúng, xưng tên ra, ngươi biết chúng ta là ai a, dám cướp chúng ta kiếm, ngươi việc đến không kiên nhẫn. Long Kiếm Sơn cũng là một cái run rẩy, cảm thụ lấy đối phương cái kia khí thế cường đại, ngăn không được đánh lấy bệnh sốt rét, nhưng vẫn không quên khoe khoang chính mình thân phận. Giống to lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia lão giả đầu hói hai tay chống nạnh, tà dị nói, khặc khặc khặc. Lũ danh con, ra ra đại danh nếu là báo ra đến, cũng không muốn đem các ngươi hù chết. Nghe kỹ, ra ra cũng là danh chấn Tây Châu ngốc ưng lão ma. Cái gì, ngươi chính là cái kia gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm ngốc ưng lão ma. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Lạc Tư Phàm không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Nghe nói hắn phạm án lui lui, chín tông hợp lực muốn bắt hắn đều bắt không ngừng hắn cái bóng, lại tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Liên tục không ngừng gật đầu, Tạ Niệm Dương cũng là đầy mặt ngưng trọng, đúng vậy a, nếu là hắn thật sự là ngốc ưng lão ma lời nói, nghe nói thực lực trả lại nguyên thất trọng cảnh a. Cho dù là chúng ta trong minh,
cũng ít có người cùng so sánh được. Cái này, phiền phức lớn. Ha ha ha, biết lợi hại liền tốt, như vậy thì ngoan ngoãn thanh kiếm giao ra a, thuận tiện. Không khỏi cười lớn một tiếng, cái kia lão giả đầu hói trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo dâm tà ánh sáng, nhìn về phía Lạc Tư Phàm nói, tiểu cô nương, người bồi lão giả ta mấy ngày, lão giả ta cam đoan không làm thương hại các ngươi, thế nào? Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên một bước chân, ngăn tại đã là câm như dùng mình Lạc Tư Phàm trước mặt, Long Kiếm Sơn trợn mắt nhìn, tuy nhiên trên đầu mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng vẫn như cũ lên dây cót tinh thần lửa gạt nói, người biết chúng ta là ai à, thế mà dám đụng đến chúng ta? Không muốn sống. Há, vậy ta ngược lại có hứng thú nghe một chút, các ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào a? Làm sao hù chết lão phu a? Ha ha ha, lông mày nhíu lại, cái kia lão giả đầu hói nhất thời mỉa mai cười ra tiếng. Da mặt ngăn không được run run, Long Kiếm Sơn khẽ cắn môi, quát to, vậy ngươi cho ta rửa sạch sẽ lỗ tai nghe rõ ràng, chúng ta là Lạc Minh người, vị tiểu thư này cũng là Lạc Minh minh chủ hòn ngọc quý trên tay, ngươi dám động nàng, coi chừng bị ta Minh đuổi tận giết tuyệt. Cái gì, Lạc Minh tiểu thư? Không khỏi giật mình. Lão giả kia lại thật sâu nhìn Lạc Tư Phàm liếc một chút. Nhếch miệng cười một tiếng, Long Kiếm Sơn vẻ mặt đắc ý nói, thế nào, sợ? Sợ, sợ cái rắm a? Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, cái kia lão giả đầu hói mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, Lạc Minh tính là gì, nhiều lắm thì Tây Châu địa đầu xà mà thôi. Lão phu lăn lộn không Tây Châu, đại không chạy đến hắn bốn châu tránh né, cũng giống vậy. Mà lại, các ngươi Lạc Minh mạnh hơn. Có chúng ta Thiên Ma Điện vượt ngang năm châu mạnh sao? Cái gì, Thiên Ma Điện? Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ba người cùng nhau kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt lại trầm xuống. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, Lạc Tư Phàm mặt mũi tràn đầy kinh khủng, song đời, như thế nào là Thiên Ma Điện? Ta nghe Gia Cát Gia Gia nói qua, gần vài chục năm nay, năm châu đại lục xuất hiện một thần bí tổ chức, Thiên Ma Điện, bí ẩn mà cường thế, bên trong cao thủ như mây. Chỉ sợ ngay cả chúng ta Lạc Minh cũng không phải địch thủ, là Nam Châu lớn nhất thế lực ngầm. Bất quá bọn hắn một mực tương đối là ít nổi danh, không có cùng chúng ta Tây Châu các thế lực từng có gặp nhau, Tây Châu cũng liền không muốn đi trêu chọc đám này ma đầu. Nhưng không nghĩ tới, cái này không chuyện ác nào không làm ngốc ưng lão ma lại là Thiên Ma Điện người, cái này chúng ta chết chắc. Còn lại hai người nghe đến, cũng là một mặt khổ bức chi sắc. Bọn họ với tư cách là Lạc Minh Thái Tử Đảng. Luôn luôn là ỷ thế hiếp người, nhưng ai có thể nghĩ, lần này liền đằng sau đại thụ đều trấn không được chàng diệt, thì bọn họ điểm ấy cân lược, cái nào có thể đối phó đến cái này lão ma đầu a? Vừa nghĩ đến đây, ba người sắp khóc đi ra. Hiu hiu hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, ba đạo kình phong bỗng dưng lóe qua, ba người thân thể trì trệ, nhất thời không thể động. Cái kia lão giả đầu hói một mặt dâm uế đi vào trước người bọn họ, hai tay càng không ngừng xoa xoa. Gian cười ra tiếng, khặc khặc khặc. Lạc Minh tiểu thư, cao cấp như vậy mặt hàng, lão phu còn không có chơi qua đây, lần này thế nhưng là chờ đến cơ hội, nhân kiếm hai đến a, hắc hắc hắc. Nói, cái kia đen nhánh bàn tay, đã là hướng Lạc Tư Phàm cái kia hồng nộn vẻ mặt vui cười đưa qua tới. A, ngươi muốn làm gì? Rít lên một tiếng, Lạc Tư Phàm trong mắt ngậm lấy nước mắt, âm thanh phá thương khung. Còn lại hai người cũng là đầy mặt phẫn nộ. Giống to lên tiếng, dừng tay, lão dâm côn, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc, các ngươi đều gọi ta lão dâm côn, chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì sao? Đương nhiên là làm dâm côn nên làm việc, ha ha ha. Cái kia ngốc ưng lão ma tà mị ánh mắt càng ngày càng cái gì, cũng càng ngày càng hưng phấn. Lạc Tư Phàm một mực gọi lấy, sớm đã lệ rơi đầy mặt, không muốn, không muốn a. Dừng tay, mau dừng tay, hỗn đản. Hai người khác khóe mắt, cũng là đỏ bừng hai mắt, giống to lên tiếng. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ làm như thế, không có nửa điểm dùng. Ba cái thần chiếu ngộ lên một cái quy nguyên cảnh lão ma đầu, bọn họ hiển nhiên quá yếu, chỉ có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm. Hiu, ba. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang, nhưng nghe một tiếng kêu rên phát ra, lão đầu kia đã là trong nháy mắt bị một đạo kình phong đánh bay ra ngoài. Lạc Tư Phàm ba người kia cũng là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, chợt thì lại có thể động. Phốc! Một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, lão giả kia trong lòng hoảng hốt, từ dưới đất bò dậy, nhìn sang, giận dữ lên tiếng, người nào?
Lạc Tư Phàm ba người cũng là cả kinh, nhanh chóng hướng về hắn ánh mắt chiếu tới phương hướng nhìn qua, lại chính gặp một cái diện mạo thanh tú, tử sắc trường phong khăn choàng thiếu nữ, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt không có một chút tình cảm, lại chính là Tước Nhi không thể nghi ngờ. Là ngươi. Trước mắt không khỏi sáng lên, ba người đã vui vừa sợ. Vui tự nhiên là rốt cục có người cứu bọn họ, nhưng là kinh hãi lại là, nữ tử này không phải cái kia manh kiếm sư nữ nhi sao? Làm sao nàng sẽ có dạng này thực lực, trong nháy mắt đem quy nguyên thất trọng cao thủ cho đánh bay ra ngoài. Nàng, đến tột cùng lại là thần thánh phương nào? Ba cái kia tiểu bối đã nhìn mắt trợn tròn, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Tước Nhi lại không nhìn bọn hắn liếc một chút, chỉ là lạnh lùng liếc cái kia ngốc ưng lão ma một chút, khẽ mở miệng thơm, lăn. Hừ, tiểu cô nương xen vào việc của người khác, xem ra ngươi còn không biết lão phu là. Ách, cười lạnh. Cái kia ngốc ưng lão ma còn có chút không phục, bởi vì dù sao vừa mới Tước Nhi là đánh lén trước đây, liền muốn lừa gạt vài câu, tiến lên động thủ. Nhưng là chợt, một đạo chói mắt tử kim lệnh bài, lại là một đến thu vào hắn tầm mắt, làm cho hắn ngăn không được thân thể lắc một cái, một trái tim trong nháy mắt thì run rẩy lên, lắp bắp nói, ngài. Ngài là bản điện tước. Ta để ngươi lăn, không nghe thấy sao. Vẫn là nói, ngươi muốn chết ở chỗ này. Bên hông một khối phi điều lệnh bài, chiếu đến 9 ngày xuống ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ, Tước Nhi trong mắt nhiệt độ, lại là càng phát ra hạ thấp băng điểm. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, cái kia đầu hói không dám thất lễ, chỉ là nơm nớp lo sợ khẽ khom người, thì lui xuống đi, sau đó quay người lại, co cẳng liền chạy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thậm chí, ba người kia đều có thể thấy rõ, hắn tại quay người trong nháy mắt, sau lưng cái kia thoáng chốc bị mồ hôi lạnh thẩm thấu sống lưng. Điều này không khỏi làm ba người càng thêm mộng bức, quay đầu nhìn về phía Tước Nhi ánh mắt càng hiện kỳ dị. Một câu liền đem một cái hoành hành Tây Châu mấy chục năm không ai dám trêu chọc lão ma đầu đẩy lui, nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì a? Cái kia chỉ có thiên huyền tu vi luyện khí sư, tại sao có thể có như thế nghịch thiên một đứa con gái? Vẫn không có xem bọn hắn liếc một chút, Tước Nhi gặp sự tình làm thỏa đáng, xoay người rời đi. Lạc Tư Phàm thấy một lần. Vội vàng gọi lại, chờ một chút. Chuyện gì? Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, vĩnh thế không quên. Được, nếu không phải phụ thân có mệnh, ta mới lười nhác quản các ngươi. Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Tước Nhi từ chối cho ý kiến, còn có, phụ thân để ta căn dặn các ngươi một câu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tài không thể lộ ra ngoài, chớ trang bức. Bởi vì các ngươi, còn không có tư cách này. Vừa mới nói xong, Tước Nhi một cái lắc mình, trong nháy mắt biến mất, thẳng đem ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Em gái ngươi a, bọn họ đến tột cùng đi vào một cái gì địa phương, làm sao tùy tiện đụng phải cá nhân, cũng là tuyệt thế cao thủ. Còn có cái kia manh kiếm sư, lại là thần thánh phương nào. Liền nữ nhi đều là như vậy nổ banh trời tồn tại, cái kia làm cha chẳng phải. Trong lúc nhất thời, ba người lẫn nhau nhìn xem. Đều là nhịn không được co rút lấy ra mặt, hai gò má nóng bỏng. Lúc trước bọn họ tại Trác Phàm trước mặt, có phải hay không quá cuồng vọng? Trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, ném chết người. Phụ thân, ta trở về. Đụng một tiếng, cửa phòng mở ra, Tước Nhi đầy mặt vui vẻ trở lại kiếm kia lư bên trong, lại là lại bỗng dưng khẽ giật mình, sau đó liền lòng tràn đầy hoan hỉ, hét to lớn tiếng, Tam ca, làm sao ngươi tới? Trác Phàm vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại cái kia trên ghế trúc, nhàn nhã lắc lư, ngồi bên cạnh thì là vừa vặn đến cổ Tam Thông, một mặt ý cười, Tước Nhi, nhìn lời này của ngươi nói, ta thân thể vì phụ thân nhi tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta đến bồi bạn phụ thân hai bên a? Ít đến, đoán chừng lại là lười biếng chạy tới, ta còn không hiểu ngươi. 100 năm trừ vóc dáng lớn lên, cái gì đều không biến. Không khỏi cười mắng một tiếng, vỗ vỗ đầu hắn. Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Cổ Tam Thông thì là nhấc trợn mắt, ngoác miệng ra, tựa hồ tương đương không phục giống như, Tước Nhi ở một bên thì là một trận cười khẽ. Ngay sau đó, Trác Phàm vừa nhìn về phía Tước Nhi, sắc mặt hơi hơi nghiêm một chút, hỏi, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người nào chạy đến như thế cái địa phương đến. Này, không có gì quan trọng, bản điện tại Tây Châu một tên thành viên, gọi là ngốc ưng lão ma, bỗng nhiên chạy đến nơi này. Lại đụng tới ba cái kia tiểu quỷ, nhất thời tài mê tâm hồn, sắc đảm ngập trời, phạm lòng tham. Đã bị ta đuổi đi,
phụ thân ngươi không cần phải lo lắng. Ngốc ưng lão ma, mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thăm thẳm lên tiếng, lão gia hỏa này ở bên ngoài danh tiếng không tốt lắm, cái gì chuyện xấu xa đều làm sao? Hắn bị người truy, muốn trốn đến nơi này sao? Không khỏi sững sờ, Tước Nhi suy nghĩ một chút, lại là lắc đầu, không thể nào, Nhật Sử giả trưởng quản Tây Châu, luôn luôn ước thúc thủ hạ nghiêm cẩn cực kỳ, không cùng Tây Châu thế lực lên quá đại xung bất chợt tới. Cái này ngốc ưng lão ma đủ loại kém được, cũng hoàn toàn là hành vi cá nhân. Mà lấy hắn quy nguyên thất trọng thực lực, Tây Châu các thế lực đều là xuất phát từ tự vệ, không phải chọc tới bọn họ lời nói, cũng sẽ không trêu chọc như thế cái ma đầu, chẳng lẽ còn thực sự có người thế thiên hành đạo, đuổi giết hắn đến chân trời góc biển hay sao? Mấu chốt là, gần nhất Tây Châu thật không có quá hành động lớn, nhằm vào một người. Vậy liền kỳ quái, hắn vì sao muốn chạy đến cái này chim không thèm ị nơi hẻo lánh đến đâu? Nếu không phải tránh né, thì là theo dõi. Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm lại hỏi, Tước Nhi, hắn là cùng ba cái kia tiểu quỷ tới sao? Hẳn không phải là, nhìn hắn bộ kia sắc gấp dạng, sao có thể nhịn đến bây giờ? Vậy hắn cũng là hướng ta tới đi. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu, ai, nghĩ không ra ta tên thiên ma này điện chủ, thế mà còn bị bản điện đệ tử theo dõi điều tra, ha ha ha. Có ý tứ. Trong mắt nhịn không được chừng một cái. Cổ Tam Thông lúc này hét to lớn tiếng, cái gì, lại dám tra điện chủ hành tung. Bọn họ không muốn sống, không biết cửa điện quy củ sao. Nếu thật là bản điện thuần chủng đệ tử, tự nhiên không dám như thế lỗ mãng, liền sợ hắn sau lưng có khác chủ tử. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, Tước Nhi, tiểu tam tử, lão tiểu tử kia đại khái còn chưa đi xa, cùng là cha đi một chuyến. Là cha cũng muốn nhìn nhìn, người nào nghĩ như vậy gặp là cha một mặt. Ha ha ha. Nói, Trác Phàm đã là ngột nổi thân thể, đi ra ngoài. Tước Nhi cùng Cổ Tam Thông hai người, vội vã đuổi theo. Nhưng là rất nhanh, Cổ Tam Thông dường như nhớ tới cái gì giống như, chặn lại nói, chờ một chút, phụ thân. Ta gần đến trước, đông thúc để ta hướng ngài hỏi thăm một chút, chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ, hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng. Cần phải, nhanh đi. Chậm rãi an ủi sờ một chút chính mình hai con ngươi vải trắng, Trác Phàm nhếch miệng lên, nhạt cười ra tiếng. Một phương diện khác, đế đô hoàng thất trong đại sảnh, một chương dài mấy chục thước hình bầu dục bên cạnh bàn, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế ngồi tại vị trí đầu não, tiếp theo thì là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ, ngay sau đó thì là ban đầu cửu kiếm vương ngồi xuống, chỉ là tại cuối cùng nhất vị trí, lại là còn trống không một chỗ ngồi, không người ngồi ở chỗ đó. Mọi người cùng nhau liếc cái kia chỗ trống liếc một chút, đều là hơi không kiên nhẫn, thượng quan Phi Vân càng là thở dài một hơi, thăm thẳm lên tiếng, ai, còn coi mình là Đông Cung Thái Tử à, lớn như vậy Phổ Nhi. Đạp đạp đạp, thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, từng đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân lại là đột ngột đến vang lên, một cái quen thuộc bóng người, cũng dần dần theo thâm thúy thông đạo ở giữa chậm rãi xuất hiện. Ba ba ba, ai nha? Cụt một tay kiếm vương, người cuối cùng đến, thật sự là áp trục ra sân A. Người lại muốn không xuất hiện, chúng ta này lại còn không mở, ha ha ha. Từng tiếng mỉa mai tiếng bạt tai vang lên, thượng quan Phi Vân nhìn lấy bóng người kia càng ngày càng gần, chế nhạo lên tiếng. Còn lại mấy cái kiếm vương, cũng là xem thường cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Chỉ có hoàng đế Bách Lý Kinh Thế sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sốt cục. Cái kia người tới ghế trống phía trên, mặt không thay đổi ngồi xuống, không vui không buồn, lại chính là năm đó Thái tử gia, Bách Lý Cảnh Thiên. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn đã không phải Thái tử chi vị, chỉ có thể lấy thực lực trở thành người thứ 10 kiếm vương. Vốn là đế quốc tứ phong số là Cảnh Thiên kiếm vương, nhưng là trong âm thầm còn lại kiếm vương luôn luôn thích chế nhạo hắn là cụt một tay kiếm vương, chỉ vì cái kia một đoạn bị Trác Phàm thiêu hủy tay gãy. Thật sâu nhìn một chút cái kia vắng vẻ tay áo, Bách Lý Kinh Thế trong lòng cũng là một trận ai thán. Vốn là hắn cái này thái tử, Bách Lý Cảnh Thiên là có thể gánh chịu đế vị, chỉ tiếc, trên đời nào có tàn phế làm hoàng đế đạo lý. Cho nên rơi vào đường cùng, mặc hắn tài hoa lại xuất chúng, cũng chỉ có thể luân lạc tới thân vương. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Thế tâm ngay tại máu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài liên tục. Ai, đáng tiếc. Một mầm mống tốt. Tốt, đã Cảnh Thiên kiếm vương đến, như vậy 10 kiếm vương thì tề tụ.
Lúc này, Bách Lý Ngự Lôi vội ho một tiếng, đạm mạc lên tiếng, lại là cũng không có chế nhạo Bách Lý Cảnh Thiên một phân một hào, mà chính là trịnh trọng xưng hô hắn phong hào, biểu thị có ý tôn trọng, như vậy trăm giảm thừa tướng, không biết ngươi hôm nay triệu tập chúng ta đến đây, là vì chuyện gì? Sắc mặt một mảnh nặng nề, Bách Lý Kinh Vĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người, trầm ngâm rất lâu, mới mở miệng nói, bệ hạ, còn có 10 vị kiếm vương đại nhân, bản tướng bất tài, trăm năm trước phán đoán sai lầm, làm cho gian nhân đạt được, làm đến đế quốc bị trăm năm dung chuyển, thực sự hổ thẹn. Chỉ là tốt xấu, đi qua cái này trăm năm chỉnh đốn, đế quốc lập lại lần nữa trước kia tao nhã. Quân lực đại thịnh, dân giàu nước mạnh, chỉ là, càng đại nguy cơ, nhưng cũng bị chôn xuống, nghiêm trọng trình độ, cũng có thể để ta đế quốc trong khoảnh khắc hủy diệt. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người đều là thật sâu nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn đoạn dưới. Không biết các vị phải chăng còn nhớ đến, trăm năm trước Nam Châu đại chiến, xuất hiện một cái tài năng xuất chúng nhân vật. Cũng là hắn, làm cho bọn ta thất bại thảm hại, lệnh ta Bách Lý gia tộc từ trên xuống dưới, nhất trí hổ thẹn. Trác Phàm, ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Cảnh Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn sót lại một nắm đấm chăm chú nắm lại. Bọn người người, cũng là sắc mặt phức tạp, nhắc lên cái tên này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, các có chút suy nghĩ. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ đạm mạc gật đầu, không tệ, chính là cái này văn võ kỳ tuyệt nam nhân, làm chúng ta Minh Mông đại quốc, bại một lần lại bại, phút chốc rơi vào trăm năm dung chuyển bên trong. Nhất thống Nam Châu chi nguyện, cũng bị mắc cạn, nói thật, làm đối thủ, hắn thật làm cho ta 10 phần kính nể, cũng là bản tướng bình sinh một cái duy nhất nhìn không thấu người. May mà hắn trăm năm trước lần kia đại chiến bên trong, cuốn vào hải yêu miệng lớn, bị hải yêu thôn phệ. Làm đối thủ, ta mặc dù tiếc hận, nhưng cũng may mắn, cái này đáng sợ nam nhân rốt cục chết. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, thổn thức không ngừng, có cũng là lộ ra thương tiếc vẻ tới. Có điều, cái này ma quỷ một dạng nam nhân dù chết, nhưng là hắn lưu lại di độc lại là vẫn như cũ để cho chúng ta mệt mỏi, nhiễu loạn đế quốc chúng ta đại nghiệp. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt tinh mang lóe lên, hét lớn lên tiếng, còn nhớ rõ hắn nói qua chính mình xuất thân sở thuộc sao. Biết, Thiên Ma Sơn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, Bách Lý Ngự Vân nhất thời xuất khẩu. Bình tĩnh gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ tiếp tục nói, không tệ, chính là Thiên Ma Sơn. Cái này hắn năm đó chính miệng nói ra một cái thần bí tông môn, thật giả chúng ta còn chưa xác định, không khỏi giải thích, nhưng là ác liệt ảnh hưởng, lại là rõ như ban ngày. Ngay tại cái này trăm năm ở giữa, đánh lấy Thiên Ma Sơn danh hào giả danh lừa bịp thế lực liên tiếp, như cái gì Thiên Ma Môn, Thiên Ma Đảo, Thiên Ma Tông, Thiên Ma Thành, đều là muốn bằng vào cái này chết người danh tiếng, âm hồn bất tán, chiếm cứ thế lực. Sau cùng đều bị chúng ta tiêu diệt, cũng chứng minh những thứ này đánh lấy Thiên Ma danh hào thế lực, đều là giả. Cái này cũng thôi, mấu chốt là có chút không đến trăm người thế lực, thế mà cũng đánh ra Thiên Ma Trại, Thiên Ma Giúp, thậm chí Thiên Ma tên thôn đầu. Loại này hàng nhái thực sự buồn cười, chúng ta tự nhiên trong nháy mắt tiêu diệt. Thế nhưng là cái này tình thế, lại là khủng bố. Tất cả mọi người, đều muốn mượn cái này truyền thuyết bên trong danh môn vớt quyền lực, mượn xác hoàn hồn. Cái này khiến đế quốc chúng ta, trăm năm ở giữa dung chuyển không ngừng, tạo thành ảnh hưởng, so ta trước kia dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Rất nhiều người coi là, chúng ta đã từng thua ở Thiên Ma Sơn đệ tử thủ hạ, đánh ra Thiên Ma danh hào. Liền có thể có kéo đỉnh núi lực thu hút. Cái này khiến đế quốc uy tín, danh dự mất hết. Thì tính sao, huyên náo lại lớn, cũng chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi, phất phất tay thì tiêu diệt. Khinh thường bĩu môi, thượng quan Phi Vân lại là sùi cười một tiếng, khoát tay một cái nói, nếu không chúng ta mấy cái làm phiền lục một số, chẳng lẽ bầy kiến cỏ này, bọn họ còn có thể lật trời hay sao? Nghe được lời này, còn lại mấy cái kiếm vương cũng là khẽ gật đầu. Không chút phật lòng. Chẳng phải đánh cái danh hào a, cũng không phải là thật thế ngoại tông môn, Thiên Ma Sơn người đến, có cái gì tốt sợ. Có thể là đối với mọi người loại kia khinh miệt, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt lại càng lộ vẻ ngưng trọng, nếu là thật sự giống Phi Vân Kiếm Vương nói, đây đều là không nên thân đánh nhỏ đấm nhỏ lời nói, bản tướng cũng tuyệt không dám mệt nhọc chư vị Kiếm Vương đại giá, tề tụ đế đô. Mấu chốt là, cái này Thiên Ma nhất mạch, thật xuất hiện một cái không đắc thế lực. Mà lại tổ chức nghiêm mật, hiếm thấy trên đời, thế lực trải rộng, Nam Châu trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện. Các vị,
không biết các người phải chăng nghe qua, Thiên Ma Điện tên tuổi sao? Kít! Bỗng dưng, tất cả mọi người, đều là thân thể cứng đờ, sắc mặt ngột đến nghiêm túc lên, cho dù là Thượng quan Phi Vân, cũng là chăm chú nhíu mày, trong miệng thì thảo Thiên Ma Điện. Không tệ, một cái theo trăm năm trước bắt đầu thì bí mật quật khởi, thẳng đến gần nhất mới thu vào các châu tất cả thế lực tầm mắt thần bí tổ chức. Như thế bí ẩn bố cục, coi là thật nghe rợn cả người. Mi mắt ngăn không được lắc một cái, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người biểu lộ khác nhau, có nghi hoặc, có nặng nề, có chần chờ, tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến thứ gì giống như, chỉ là không có cho thấy. Nhìn đến bọn họ như thế bộ dáng, Bách Lý Kinh Vĩ cũng đoán ra một chút manh mối, xem ra các vị kiếm vương đại nhân đều tại chính mình trong lĩnh vực, cùng cái này thần bí thế lực đánh qua quan hệ. Chỉ là sâu có nông có còn không rõ nội tình đi. Như vậy tiếp đó, bản tướng liền đem ta chỗ giải một số tình báo, hướng chư vị thông báo một chút, mọi người cũng có cái giải. Tên Thiên Ma này điện bắt đầu xuất hiện tại Nam Châu đoạn thời gian, 10 phần kỳ quặc, ngay tại trăm năm trước Nam Châu đại chiến bắt đầu. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ đã là kỹ càng giới thiệu nói, còn nhớ rõ năm đó ở chúng ta hậu viện phóng hỏa lần kia náo động sao. Bản tướng điều tra cẩn thận, siêu tập tình báo, rốt cục xác định, lúc trước cho chúng ta Trung Châu thả cây đuốc thứ nhất, chính là cái này Thiên Ma Điện. Ngay sau đó, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, hắn lớn nhỏ thế lực ào ào hưởng ứng, mới cuối cùng trở thành ta kiếm tinh trăm năm náo động. Thế nhưng là cái tổ chức này tương đương giảo hoạt, nói vào là vào, nói lui thì lui. Tại chúng ta bắt đầu đối những thế lực này tiêu diệt thời điểm, bọn họ bỗng nhiên thì lại ẩn giấu đi, cho nên tại chúng ta đối với bọn họ căn bản không có nửa phần giải, cũng không có tạo thành trầm trọng đả kích. Có điều, bọn họ cũng không phải là nhát gan rút lui, mà chính là thừa dịp chúng ta dọn sạch những thứ này náo động dư nghiệt lúc, thừa cơ vụng trộm đem những thứ này tán binh, thu sạch tại dưới trướng, tăng cường thực lực. Cho nên chúng ta cái này trăm năm qua, các vị kiếm vương vất vả tiêu diệt đám kia phản nghịch cuồng đồ, thực vẫn chưa biến mất, mà là thành cái này thế lực khẩu phần lương thực, cho ăn no một cái kết cấu to lớn thế lực ngầm, đủ để phá vỡ đế quốc quyền uy. Đụng! Một tiếng vang thật lớn. Thượng quan Phi Vân hung hăng gõ một chút cái bàn, giận dữ lên tiếng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vất vả trăm năm, bởi vì đối phương làm áo cưới. Hợp lấy chúng ta ở chỗ này tiêu diệt toàn bộ những cái kia phần tử phản loạn, lại nguyên lai tất cả đều đuổi tới đối phương trong trận doanh, cho bọn hắn lớn mạnh thanh thế lớn. Đúng vậy à, đây là đuổi sói ăn hổ kế sách diệu dụng, mượn địch chi thủ, lớn mạnh ta thân thể. Tên Thiên Ma này điện. Cùng chúng ta trước kia gặp phải những cái kia nhà giàu mới nổi giống như mãng phu, không thể so sánh nổi a. Ánh mắt khẽ híp một cái, cầm sắt kiếm vương cũng là nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, thì thào lên tiếng, chỉ là khóe miệng của hắn lại là thỉnh thoảng nhếch lên một cái quỷ dị đường cong. Mi mắt thật sâu nhíu lại, bọn người người cũng là khẽ gật đầu, sắc mặt biến đến cẩn thận, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một tiếng, nói tiếp ai, không sai, tên Thiên Ma này điện kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận. Mà lại cái này trăm năm bố trí, rất hiển nhiên là phối hợp với lúc trước Nam Châu đại chiến làm ra. Cái này trăm năm qua cũng một mực giấu tài, tươi thiếu bị người phát hiện. Tình như vậy cảnh lời nói, bản tướng có cái lớn gan suy đoán, chỉ sợ tên Thiên Ma này điện là chân chính Thiên Ma nhất mạch, mưu đồ người, cũng là lúc trước cái kia xác chết, Trác Phàm. Thân thể không khỏi cùng nhau chấn động, tại chỗ tất cả mọi người biến sắc, một mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ nói, tên Thiên Ma này điện cũng là tiểu tử kia mưu đồ, hắn còn chưa có chết. Không không không, hắn năm đó rơi vào hải yêu miệng lớn, hẳn là chết, nhưng là cái này mới đầu mưu đồ, cũng tuyệt đối là hắn hành vi. Bách Lý Ngự Vân không thể tin hét to lớn tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ vội vàng khoát khoát tay, thản nhiên nói, bởi vì tình huống như vậy, trừ Trung Châu bên ngoài, hắn các châu cũng xuất hiện. Mọi người đều biết, lúc trước trưởng khống Nam Châu chiến sự là ai? Không có người kia chủ tính trung toàn cục, tên Thiên Ma này điện làm sao có thể thừa dịp chiến loạn, nhanh chóng như vậy đánh vào Nam Châu các nơi, đều nhịp. Hôm nay tên Thiên Ma này điện trở thành vượt ngang Nam Châu lớn nhất thế lực ngầm, đều là theo khi đó bắt đầu. Nếu nói sự kiện này cùng người kia không quan hệ, bản tướng có thể sẽ không tin tưởng. Nghe được lời này, mọi người tại đây một trái tim càng thêm chìm xuống, trên mặt đều là ngưng trọng một mảnh. Thượng quan Phi Vân càng là ngăn không được chăm chú nắm lại quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, cái này âm hồn bất tán tiểu tử, thế mà chết còn lưu hạ lớn như vậy cái hậu thủ, cho người ta thêm phiền,
thật sự là đáng giận chi cực. Không phải đáng giận, là đáng sợ, may mắn hắn chết, không phải vậy hắn làm ra lớn như vậy thứ gì, con cờ trong tay như thế rồi rào, cũng không biết hắn muốn làm gì, lại là quá nguy hiểm. Mi mắt đồng dạng nhìn không được run run, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là không khỏi thật dài phun ra một luồng lương khí tới. Tuy nhiên trận kia Nam Châu chiến bại đã là đi qua trăm năm, nhưng là mỗi khi nhắc lên Trác Phàm tên, hắn đều có loại sau sống lưng phát lạnh cảm giác. Cái kia cỗ xuất phát từ nội tâm e ngại cảm giác, cho dù hơn trăm năm, cũng thật lâu vung đi không được. Chỉ là tuy nói như thế, cái kia lúc trước mưu đồ người đã không tại, nhưng bây giờ Thiên Ma Điện vẫn như cũ làm cho người không dám khinh thường. Không chỉ là chúng ta, còn lại bốn châu đoán chừng cũng là ý tưởng như vậy. Người nào có thể khoan nhượng chính mình địa bàn, có một cái nguy hiểm như vậy tồn tại đâu? Vừa dứt lời, Bách Lý Kinh Vĩ nhất thời trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một phần địa đồ, đặt ở tất cả mọi người trước mặt, phía trên ngổn ngang lộn xộn vẽ lấy các loại đường cong, đây là một chương Nam Châu địa đồ, những thứ này lộ tuyến cũng là năm gần đây phát hiện Thiên Ma Điện đệ tử hoạt động phạm trù, không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, chớp mắt là qua. Đã từng xuất hiện một đoạn thời gian địa phương, liền rốt cuộc không xuất hiện. Có lẽ, bọn họ là đã hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút, thăm thẳm lên tiếng. Bách Lý Kinh Vĩ nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cái này càng đáng sợ bình thường thế lực ngầm hoạt động chỗ đi qua, đều là vì an bài cứ điểm, xác định thế lực phạm vi. Bọn họ làm như thế, nhưng lại là ý muốn như thế nào đâu. Liền đối phương mục đích đều không làm rõ ràng được, đây mới là lớn nhất đáng sợ sự tình. Lẫn nhau nhìn một chút, bọn người người cũng là cùng nhau gật đầu, rất tán thành. Còn có, ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ lần nữa lấy ra một tấm giấy mỏng, bày ở trước mặt mọi người, phía trên lại là vẽ lấy một bộ rõ ràng quan hệ đồ, đây là bản tướng bắt được mấy tên Thiên Ma Điện đệ tử, cộng đồng khẩu cung. Theo bọn họ nói, Thiên Ma Điện đẳng cấp rõ ràng, trên dưới đều là một đường liên hệ, thủ lĩnh cùng người phụ trách chủ yếu bọn họ đều không rõ ràng, chỉ biết là đại khái danh vị. Thiên Ma Điện điện chủ là cái được xưng là đêm tối ma quân thần bí nhân vật, không có người thấy hắn chân thực diện mạo. Chỉ nghe nói thực lực mạnh, khoáng cổ thước kim, thủ hạ thú, tước, lực, viêm, băng ngũ đại hộ điện pháp vương, có thể so với chúng ta Trung Châu Cửu Kiếm Vương chi lực, rất là cường hãn. Tiếp theo Nhật Nguyệt Tinh Ba Ma làm, khống chế Nam Châu Thiên Ma Điện đệ tử phân bố cùng nhiệm vụ. Còn lại tiểu đầu mục, đều là một số các châu có tên hung hãn cuồng đồ, đối với người khác mà nói có lẽ là phiền phức, nhưng đối với các vị kiếm vương đại nhân, lại chỉ là chút tán binh, thì không cần phải nói. Mí mắt không khỏi hung hăng run run, mọi người lần nữa lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt vẻ kinh dị. Làm sao, tên Thiên Ma này điện lại nhưng đã mạnh đến trình độ như vậy. Như vậy trừ Trung Châu bên ngoài, còn lại bốn châu đã không người là đối thủ a. Bách Lý Ngự Lôi thì là một mặt không cam lòng vỗ án kêu lên, thừa tướng đại nhân, ngài phần này đổ lời không thực đi. Cái này Nam Châu bên trong đỉnh phong cao thủ, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, làm sao có thể bỗng nhiên chạy ra nhiều như vậy biến thái ra hỏa. Nhất định là vì lường gạt Nam Châu những cái kia đồ ngu, cố ý khuếch đại, hấp dẫn đệ tử. Liền bọn họ ngũ đại pháp vương đều có thể cùng chúng ta mười kiếm vương cùng so sánh lời nói, cái kia người điện chủ kia, đêm tối ma quân, chẳng lẽ có thể so với lão tổ tông? Cái này sao có thể? Có lẽ, thật khả năng đâu. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Thượng quan Phi Vân đã là khóe miệng bỗng dưng co lại, trong mắt lóe lên một đạo hiếm thấy thâm thúy nói, thực không dám giấu giếm, một tháng trước đó, lão phu từng tại ta cái kia đất quản hạt, phát hiện một đám thần bí cuồng đồ. Nhưng là đợi lão phu muốn đem bọn hắn giải quyết lúc, lại là xuất hiện một cái quỷ dị thiếu niên, cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, không phân thắng thua. Nghe những người kia đối với hắn xưng hô, tựa hồ chính là Thú Vương, T, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người lúc này mới quá sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn về phía Thượng quan Phi Vân cái kia lạnh lùng sắc mặt, muốn tìm ra hắn có phải hay không có nói đùa hiểm nghi. Nhưng cũng tiếc. Một chút dấu vết đều không có, mà lại hắn cũng không phải cái thích nói giỡn người. Nói như vậy đến, cái này năm pháp vương, thật có thể so với kiếm vương thực lực. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khó mà tin được, đây là thật. Thượng quan Phi Vân cũng là cười khổ một tiếng,
bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, lúc trước ta còn không biết tiểu quái vật kia là từ nơi nào xuất hiện. Hôm nay nghe thừa tướng đại nhân nói, mới rốt cuộc minh bạch, thì ra là thiên ma điện a. Mà lại, ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, tiếp tục nói, gần nhất toàn bộ Nam Châu có một cái ca dao truyền sướng, ngôi sao sáng chói, vẩy hướng khắp nơi mỗi một góc, tất cả mọi thứ tắm rửa tại dưới ánh sao. Đêm tối đánh tới, thôn vệ vạn vật, ngôi sao sẽ không còn quang hoa, khắp nơi bình minh hội lặng lẽ tới gần. Da mặt hơi hơi lắc một cái, tất cả mọi người nghe lấy bài hát này giao chi ý, cũng là trong nháy mắt nghe ra ý ở ngoài lời. Đây cũng chính là nói, đế quốc nhất thống Nam Châu ngày, chính là đêm tối ma quân phá vỡ đế quốc thời điểm. Đúng vậy a, đêm tối thôn phệ ngôi sao, mở ra Nam Châu tình cảnh mới. Hai con người hơi hơi suyệt suyệt, Bách Lý Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiến răng nghiến lợi, tuy nói cái này ca dao khẳng định là giả, thiên ma điện biên soạn đi ra, dùng đến lung lạc nhân tâm. Ta kiếm tinh đế quốc, sao lại dễ dàng như vậy bị hắn phá vỡ? Thế nhưng là tiếng người đáng sợ, nhân tâm sở hướng. Chúng ta như là không thể đem cái này thiên ma điện diệt trừ lời nói, tin tưởng bài hát này giao người thì càng ngày càng nhiều, có lẽ liền sẽ thật trở thành sự thật. Các vị, chuyện quá khẩn cấp a. Sau cùng, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu nhìn về phía tất cả mọi người, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Người khác cũng là cái gật gật đầu, nhận thức đến bên trong mức độ nguy hiểm. Trước kia bọn họ kiếm tinh hung hăng càn quấy, là bởi vì có cửu kiếm vương chống đỡ. Nhưng là bây giờ, xuất hiện một cái nắm giữ năm pháp phương cùng đêm tối ma quân siêu cường thế lực, bọn họ cũng nhất thời cảm thấy thật sâu uy hiếp. Trầm ngâm một chút, Thượng quan Phi Vân vừa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, thừa tướng đại nhân, có một chuyện nhiều năm như vậy, bản vương muốn hướng ngài hỏi thăm một chút. Kiếm tôn đại nhân hắn trăm năm chưa hiện thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên cái này thiên ma điện chuyện quá khẩn cấp, nhưng chỉ cần kiếm tôn đại nhân hiện thân lời nói, bất kỳ đối thủ nào đều tuyệt không nói chơi, không phải sao? Nghe được lời này, còn lại 9 người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, lão tổ tông hắn vì đột phá nhân loại từ trước tới nay chưa bao giờ đột phá bình cảnh, trăm năm qua một mực tại bế quan, chư vị yên tâm, lão tổ tông không có việc gì. Đợi lão tổ tông xuất quan ngày, nghĩ đến chư vị thì sẽ thấy một vị xưa nay chưa từng có cường giả sinh ra. Thật sao, vậy chúng ta thế nhưng là rất chờ mong. Lẫn nhau nhìn xem, gặp Bách Lý Kinh Vĩ không muốn lộ ra, Thượng quan Phi Vân bọn họ cũng liền không lại hỏi, chỉ là đáy lòng lại là phát lên một ít nghi ngờ tới. Nhìn quanh mọi người liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ có chút mệt mỏi, đem cái kia hai tờ bản vẽ thu hồi, liền rực rỡ cười một tiếng nói, các vị, sự tình chính là như vậy, hy vọng chư vị kiếm vương trở lại chính mình đất phong, có thể đủ tốt tốt ứng đối tên thiên ma này điện hành động, chớ có để bọn hắn tiếp tục kiêu ngạo thêm. Bản tướng cũng tại kế hoạch, làm sao có thể trừ rơi ẩn hoạn này, đến lúc đó lại thông báo chư vị đi. Tốt, đã như vậy, thừa tướng đại nhân, bệ hạ, cáo từ. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Thượng quan Phi Vân đứng dậy ôm một cái quyền, thì đi ra ngoài. Còn lại 9 người cũng là ôm một cái quyền, theo rời đi. Nhìn đến bọn họ đều rời đi, Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế mới nhịn không được thở sâu, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, Kinh Vĩ, đều trăm năm qua đi, sợ là chúng ta rất khó che giấu, bọn họ hiện tại trong lòng đều đem lòng sinh nghi, tiếp tục như vậy nữa, giấy thì không gói được lửa. Không gói được cũng phải bao. Lông mày nhíu chặt thành một cái vấn đề, Bách Lý Kinh Vĩ hung hăng cắn răng, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, yên tâm đi, bệ hạ, không có việc gì. Ta Bách Lý Kinh Vĩ cam đoan, đế quốc nhất định sẽ trường trì cửu an, tuyệt sẽ không đổ. Một phương diện khác, 10 vị kiếm vương ba lượng thành đàn, kết bạn đi ra đại điện, chỉ có Bách Lý Cảnh Thiên một người, lẻ loi trơ trọi rời đi nơi này. Nhìn lấy cái kia cô độc bóng lưng, Thượng quan Phi Vân không khỏi sùi cười một tiếng. Khinh thường nói, vốn là có trị quốc chi tài, lại thiên phú dị bẩm, nghĩ đến là cái thứ hai bất bại kiếm tôn đây, không có nghĩ rằng hiện tại chỉ là cái thân vương, xem ra cái này trăm năm, hắn tâm lý chênh lệch rất lớn a, hắc hắc hắc. Ai, tạo hóa trêu người, lúc trước 10 vị hoàng tử, trong nháy mắt chết 9 cái, lưu lại một còn tàn. Sớm biết dạng này, khi đó bọn họ thì không nên đi Bắc Châu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đan Thanh Sinh không khỏi thở dài, cái kia 10 vị hoàng tử,
tài năng xuất chúng, nếu là tồn tại đến bây giờ, chắc hẳn thái tử leo lên đại vị, mới lên cấp kiếm vương cũng sẽ có mấy cái, cũng không phải là hôm nay cảnh tượng thê thảm. Đan huynh, người ngốc à, bọn họ bách lý gia kiếm vương nhiều, chẳng phải càng không có chúng ta đất dung thân. Hiện tại không tệ, ta bốn hắn sáu, chúng ta còn lời nói có trọng lượng đúng không? Hắc hắc hắc, ta ngược lại tình nguyện bọn họ cành lá rậm rạp, lão phu quy ẩn sơn lâm, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Thượng quan Phi Vân cười trên nỗi đau của người khác, cười tâu toét, Đan Thanh Sinh lại là lắc lắc đầu, bật cười ra tiếng. Lúc này, Cầm Sắt kiếm vương đi tới, nhìn hai người liếc một chút, cười nói, Đan huynh, tuy nhiên ta không vui Phi Vân huynh làm người, nhưng lần này ta còn thực sự muốn đứng bên cạnh hắn. Ngươi cho rằng Bách Lý gia thế hệ trẻ tuổi quật khởi, cao thủ nhiều, bọn họ liền có thể thả ngươi quy ẩn. Chim bay cố, lương cung tàng, đoán chừng đến lúc đó chúng ta đều tự thân khó đảm bảo a. Hiện tại không tệ, vốn là cành lá rậm rạp mạnh nhất gia tộc, thế mà rơi vào nhân khẩu điêu linh chi địa, đây đều là cái kia trăm năm đại chiến tạo thành. Xem ra cái kia chết đi Trác Phàm, thật đúng là Bách Lý gia khắc tinh a. Điểm này, chúng ta cái kia cảm tạ hắn mới được. Nghe được lời này, còn lại hai người liếc nhau, đều là mỉm cười gật đầu, rất tán thành. Các vị huynh đài, xem ra chúng ta suy đoán đúng, Bất Bại kiếm tôn lão gia hỏa kia đã chết. Lúc này, một bóng người vụt sáng qua, vội vã đi vào bên cạnh bọn họ, lại là đè thấp tiếng nói lặng lẽ nói, vừa mới các ngươi nhìn đến Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt sao. Rất rõ ràng, phía sau hắn không có có chỗ dựa, đáy lòng đều chột dạ. Xuyệt! Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Cầm Sắt kiếm vương đã là làm ra một cái im lặng thủ thế, nhìn hai bên một chút không có người, mới cẩn thận nói, Tửu kiếm tiên, lời không thể nói lung tung, tại không có xác định Bất Bại kiếm tôn sinh tử trước kia, người nói như vậy, vạn nhất truyền đến lỗ tai hắn, thế nhưng là nguy hiểm đến tính mạng a. Cái này còn thế nào chứng thực, lão gia hỏa kia đã trăm năm chưa hiện thân, không phải tốt nhất chứng cứ sao? Cổ một cái, Tửu kiếm tiên mười phần tự tin nói, các ngươi cũng biết, lão gia hỏa kia đối với gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng nhìn chúng, chung quy tuyển lựa mấy cái tư chất tốt, tự mình điều giáo, đưa đến Bá Thiên kiếm phía dưới ngộ đạo. Thế nhưng là cái này trăm năm qua, biết rõ thành viên gia tộc điêu linh, còn không nhanh bồi dưỡng mấy cái có thể tiếp ban cao thủ, cái này không bày rõ ra đã ngỏm củ tỏi. Chỉ là Bách Lý Kinh Vĩ tiểu tử kia giàu hoạt, một mực không chịu nhả ra thừa nhận, Cầm này đè ép chúng ta mà thôi. Lại nói, lão gia hỏa kia chết, các vị có tính toán gì, còn muốn tiếp tục ở chỗ này buồn bực mới sao? Nghe được lời này, Cầm Sắt kiếm vương cùng Đan Thanh Sinh hai người liếc nhìn nhau, lại là khóe miệng đều lộ ra một bộ đột nhiên nụ cười, có thể một cái tay vẫn là không chết lấy, không thể nói lung tung, không thể nói lung tung, vạn nhất hắn còn sống đâu. Nhưng khóe miệng, dĩ nhiên đã liệt đến cái ót căn. Chỉ có Thượng quan Phi Vân, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chớp động lên kiên định ánh sáng, mặc kệ Bất Bại kiếm tôn sống hay chết, các ngươi lựa chọn thế nào, lão phu là nhất định muốn lưu tại kiếm tinh. Bởi vì chỉ có đế quốc này, mới có thể giúp lão phu phản công Đông Châu, cầm lại tất cả mọi thứ. Ai, người quá chấp nhất. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ba người đều là thở dài lên tiếng. Hắn làm sao lại không hiểu, với tư cách là tu giả, cần phải truy tìm đại đạo vô biên. Lưu ở thế tục cho người ta làm tay súng, đáng giá không? Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lại nói vài lời khuyên nhủ, một đạo thân mang đỏ thẫm quan phục bóng người đã là đột nhiên đi vào trước mặt bọn hắn, khom người cúi đầu, cung kính nói, thần binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng, tham kiến bốn vị kiếm vương đại nhân. Binh bộ thị lang, mi mắt bất giác lắc một cái, Thượng quan Phi Vân liếc xéo người kia liếc một chút, lại chính gặp đó là cái tóc mai điểm bạc trung niên nhân, chỉ là hóa hư ngũ trọng mà thôi, liền kỳ quái nói, binh bộ về thừa tướng đại nhân quản, lại không phải chúng ta vương phủ người, người tìm chúng ta làm gì. Lần nữa làm một lễ thật sâu, Vũ Văn Dũng bái phục nói, khởi bẩm Phi Vân kiếm vương, vi thần thực là muốn tìm Trảm Long kiếm vương, có một chuyện muốn nhờ. Tìm ta? Không khỏi sững sờ, Đan Thanh Sinh thật sâu liếc hắn một cái, lại là vuốt râu dao động cái đầu, ha ha ha. Lão phu nhận biết ngươi sao? Xin lỗi, không biết người, lão phu có thể sẽ không dễ dàng trợ thủ. Nói, Đan Thanh Sinh đã là quay người lại, muốn vòng qua hắn rời đi nơi này. Trong lòng quính lên, người kia vội vàng lần nữa ngăn ở Đan Thanh Sinh trước mặt, trong tay ánh sáng lóe lên,
liền từ trong giới chỉ cầm ra một bộ bức tranh đến, hai tay trình lên, cung kính nói, kiếm vương đại nhân chậm đã, không biết ngài còn là phủ nhận đến bức tranh này. Đây là, mi mắt không khỏi hung hăng run run, Đan Thanh Sinh nhìn lấy cái này quen thuộc quyển trục, bất giác lúc này cầm qua triển khai xem xét, lại là hô thở dài một hơi, cái gì đều hiểu. Người kia thì là vẫn như cũ khom người ở bên, đạm mạc lên tiếng, không biết Trảm Long kiếm vương phải chăng nhớ đến, lúc trước ngài tại Tây Châu phát qua một thề, người nào nếu có thể đem bức họa này vì ngài tìm về, ngài liền sẽ đáp ứng hắn một việc. Vi thần biết đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, liền treo non lội suối, trăm cay nghìn đắng tìm về bộ này kiệt tác, chỉ là không biết năm đó chi nguyệt, hiện tại coi như hay không. Giang Sơn xã tắc đồ, là lão phu vì người yêu mà làm, vì thích phát thệ, há có thể không tính. Mí mắt nhẹ nhàng rung động, Đan Thanh Sinh trong mắt bất giác lóe qua từng đạo giật mình lo lắng, tựa hồ lại hồi tưởng lại trước kia một chút. Ngay sau đó, bỗng nhiên vừa thu lại bức tranh, liền bình tĩnh nói đi, có chuyện gì muốn nhờ. Lần nữa khom người cúi đầu, người kia một mặt nghiêm túc, kiếm vương đại nhân nói là làm, khiến người khâm phục. Thực không dám giấu giếm, thực tại hạ là Tây Châu người, tên là Vũ Văn Dũng. Vốn là Thiên Vũ Đế quốc hoàng tử, lại bị kẻ gian làm hại, bị soán quyền đoạt vị, bốn phía truy sát chi hiểm. Thật tốt, người lai lịch lão phu không muốn biết, người chỉ cần nói sự tình liền tốt. Kiếm vương đại nhân, tại hạ hy vọng kiếm vương đại nhân có thể cho tại hạ chủ trì công đạo, diệt Thiên Vũ cả nước, tiêu diệt Lạc Minh tất cả. Hai con người bỗng nhiên nhất định, trong mắt chớp động lên trần trụi sát khí, Vũ Văn Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Không khỏi giật mình, Đan Thanh Sinh thật sâu liếc hắn một cái, kinh ngạc nói, tiêu diệt Lạc Minh tất cả. Đúng vậy a, người cái này binh bộ thị lang là làm sao làm, thế mà đưa ra như thế ý nghĩ xấu. Một bên thượng quan Phi Vân nghe đến, bất giác sủi cười một tiếng, Thiên Vũ Đế quốc là cái quái gì, ta không rõ ràng. Nhưng là Lạc Minh tại Tây Châu địa vị, hôm nay có thể là tương đương nửa cái Tây Châu chiến lực, người để Đan Huynh tiêu diệt Lạc Minh tất cả, cái này không cùng toàn bộ Tây Châu là địch sao? Đan Huynh có thể đáp ứng không? Trầm ngâm một chút, Đan Thanh Sinh cũng là khẽ gật đầu, không sai, Phi Vân Kiếm Vương nói đúng, lão phu lúc trước lời thề, chỉ là nhằm vào lão phu năng lực đi tới mà thôi. Cùng một châu chống đỡ, lão phu còn không có năng lực này, xin lỗi, đổi một cái đi. Trảm Long Kiếm Vương minh xét, tại hạ cả đời mong muốn, chỉ vì báo thù. Lúc trước Lạc gia đoạt ta đế quốc, phụ tá Khôi Lỗ lên sân khấu, đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Thù này hận này, ta cả đời khó quên, cho nên đặc biệt tìm đến Kiếm Vương đại nhân ra mặt. Trèo non lội suối, đi vào Trung Châu. Thế nhưng là Kiếm Vương đại nhân cao cao tại thượng, lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta một con kiến hôi thân thể, làm sao có thể tùy tiện gặp nhau. May mà năm châu đại chiến bạo phát, ta liền tham gia Trung Châu đại quân, theo thành lập chiến công, từng bước tăng cao, trải qua trăm năm, mới lấy hành tẩu ở thành cung bên trong. Hôm nay cuối cùng có thể được gặp Kiếm Vương, thật sự là may mắn. Ta dựa vào, dùng trăm năm leo đến có thể gặp ngươi trên ghế ngồi, thật dốc lòng a. Cựu hận này lực lượng, thật đúng là người tiến lên động lực chỗ. Thật sâu liếc hắn một cái, thượng quan Phi Vân không khỏi bật cười ra tiếng, thế nhưng là trước khác nay khác, trăm năm trước Lạc Minh nhằm nhò gì a? Đan huynh ngoác ngoác đầu ngón tay liền có thể để hắn biến thành cho bụi, nhưng là hiện tại không được. Hắn quá to lớn, kéo theo toàn bộ Tây Châu thế lực, người để Đan huynh làm sao ra tay, muốn mệt chết hắn. Vẫn là lại đợi tiếp theo năm châu đại chiến a? Đến lúc đó ngươi cái này binh bộ thị lang đánh lại, không cái gì thù đều báo. Phi Vân Kiếm Vương nói tuy có ý, nhưng là đế quốc hiện tại tình hình gì, ta cái này binh bộ thị lang có thể không biết. Nội bộ gió dục mây vần, há có thể đối ngoại tuyên chiến. Chỉ sợ lại hơn trăm năm, cũng không nhất định chiến lên, nhưng ta đã không nhịn được. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Vũ Văn Dũng xem ra 10 phần vội vàng, sau đó chặn lại nói, như vậy Kiếm Vương đại nhân. Lui mà cầu thấp hơn, tại hạ khẩn cầu Kiếm Vương đại nhân xử lý Lạc Minh đứng đầu, Lạc Vân Hải. Chỉ cần bọn họ Minh chủ chết, nhất định sẽ sụp đổ, vậy ta cũng coi như báo một tiểu cừu, thế nào? Cái này, ngược lại là có thể. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh đạm mạc gật đầu, chỉ giết một người, đến liền hồi, ngược lại là không có vấn đề gì. Tốt a, lão phu đáp ứng. Nghe được lời này, Vũ Văn Dũng lần nữa bái hạ. Đầy mặt vui mừng, nhưng là trong mắt chỗ sâu, lại là vô ý lóe qua một đạo cười nhạo tới.
Nửa canh giờ về sau, một gian đen nhánh trong phòng, Bách Lý Kinh Vĩ hai tay sau lưng, ở chỗ này yên tĩnh đứng thẳng. Vũ Văn Dũng cung cung kính kính đi vào bên cạnh hắn, bái hạ nói, thừa tướng đại nhân, hết thảy thỏa đáng, đan thanh sinh xuất phát. Rất tốt, không uổng công ta đem ngươi sự tình áp trăm năm, yên tâm đi, ngươi thù ta sẽ nhường ngươi tự mình kết, lấy thường tâm nguyện. Còn có, đừng quên, đem lần này đan thanh sinh muốn làm sự tình truyền đi, năm châu đều biết. Đúng, đa tạ thừa tướng đại nhân. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng nổi lên một đạo giảo quyệt đường cong. Yên tâm đi lão tổ tông, đế quốc bất an nhân tố, Kinh Vĩ hội từng cái tiêu trừ, rất nhanh chúng ta kiếm tinh chiếu dọi thiên hạ thời gian, thì muốn tới, ha ha ha. Từng tiếng tà dị cười to tại đen nhánh đại điện tiếng vọng, lộ ra âm u mà khủng bố. Ngươi xác định, thiên ma điện chủ, thì ở chỗ đó. Sau 3 tháng, một tòa vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, một cái tóc dài phiêu giật, khuôn mặt dịu dàng nam tử, thẳng tắp đứng trong đại sảnh van xin, khí vũ hiên ngang, lại chính là cầm sắt kiếm vương Liễu Mộ Bạch không thể nghi ngờ. Dưới người hắn, cung kính quỳ sát một bóng người, tuổi tác già nua, là cái chọc đầu, nhìn kỹ, đúng là ngày đó muốn đối Lạc Tư Phàm hành hung, lại bị Tước Nhi đuổi đi ngốc ưng lão ma. Khởi bẩm kiếm vương đại nhân, lão hủ tại thiên ma điện dò xét mấy chục năm, tên thiên ma này điện chủ hành tung bí hiểm, một mực khó có thể phát hiện hành tung. Nhưng là đi qua lão hủ nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đối với hắn thường thường xuất hiện địa phương làm đại khái quy hoạch, rốt cục nhìn ra một chút manh mối, liền tới đó đụng cái vận khí, không nghĩ tới thật sự ở nơi này gặp phải bản điện ngũ đại pháp vương một trong Tước Vương. Phải biết, qua nhiều năm như vậy Tước Vương cùng Thú Vương hai người, là lớn nhất thường xuất hiện tại điện chủ bên người pháp vương. Đã Tước Vương ở nơi đó, cái kia 89/10 không sai, điện chủ cũng nhất định ở nơi đó, tuyệt kiếm chấn. Nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm sắt kiếm vương sắc mặt giật mình lo lắng, phất phất tay, liền để hắn đi xuống. Ngốc ưng lão ma khom người cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau, liền muốn rời khỏi. Ta tưởng là ai chứ, thì ra là cầm sắt kiếm vương muốn gặp bổn tọa a, ha ha ha. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên, đã như vậy, ngài đã biết bản điện đại thể tình huống, khiến người ta mang hộ cái tin đến liền có thể. Làm gì như vậy tốn công tốn sức, theo dõi ta mấy chục năm, cha ta hạ lạc đâu. Thân thể nhịn không được lắc một cái, cầm sắt kiếm vương cùng ngốc ưng lão ma không khỏi cùng nhau trong lòng hoảng hốt, đuổi vội vàng xoay người hướng về, sau nhìn qua, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, một cái vải trắng được hai mắt nam tử trẻ tuổi, đã là phiêu hốt ngồi tại cái kia kiếm vương trên bảo tọa, khóe miệng vểnh lên một tia tà dị đường cong. Bên cạnh hắn, thì là đứng đấy một thiếu niên cùng một thiếu nữ. Trong mắt tản ra kiệt ngao chi sắc, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Bên hông hai khối tính chất giống nhau, nhưng hình dáng khác nhau lệnh bài, tại cái kia lóa mắt dưới ánh nến, tản ra quỷ dị ánh sáng. Ngốc ưng lão ma thấy một lần, liền nhịn không được song đồng co rụt lại, kém chút liền nước tiểu đều hoảng sợ đi ra, hét to lớn tiếng thú. Thú vương cùng Tước Vương, chẳng lẽ nói, ngài cũng là điện chủ đại nhân. Thiên ma điện chủ, đêm tối ma quân. Mi mắt hung hăng run rẩy một chút, cầm sắt kiếm vương cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía trong lúc này ở giữa ngồi ngay ngắn người, sắc mặt một nhân tiện trầm xuống. Hơi hơi nhếch nhếch miệng, Trác Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, bật cười ra tiếng, ngươi đều tra ta mấy chục năm, nếu là bổn tọa lại không xuất hiện, há không uổng phí ngươi một phen vất vả. Cho nên bổn tọa cố ý tới gặp ngươi một mặt, ngươi cũng nên an tâm a, ha ha ha. Ừng ực. Nhìn không được một miếng nước bọt không lưu loát nuốt xuống, ngốc ưng lão ma hai chân như nhũn ra, toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh như thác nước chảy xuôi, sau đó một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía cái kia cầm sắt kiếm vương, chờ lấy hắn an bài. Lão đại, chuyện này là ngươi để ta đi làm, nơi đây lại là ngươi địa bàn, ngươi có thể muốn giúp ta chỗ dựa làm chủ a. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái này cầm sắt kiếm vương chỗ nào còn có thể quản được hắn đây? Chỉ là một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, yên tĩnh bất động, chợt liền trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một thanh ngàn năm cổ cầm. Không nói hai lời, hai tay huy động liên tục, nhưng nghe từng trận chói tai leng keng cầm âm phát ra, thất nói vô hình kiếm khí chính là đột ngột đến theo cầm bên trong bay ra, thẳng hướng Trác Phàm chỗ đó bay đi. Nghe đồn đêm tối ma quân thực lực cường hãn, đã tới đỉnh phong chi cảnh. Bản vương bất tài, muốn thử một lần thân thủ các hạ. Không biết các hạ là không có thể chống đỡ được đâu. Thất âm vô hình kiếm.
hai mắt tỏa sáng, Ngốc Ưng lão ma nhất thời hét to lớn tiếng. Lớn mật, giận quát một tiếng, Tước Nhi mí mắt lắc một cái, tiến về phía trước một bước, thì muốn xuất thủ, cũng là bị Trác Phàm khoát tay chặn lại, đem nàng ngăn lại. Ông, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở kia trên bảo tọa, không nhúc nhích. Nhưng là theo một đạo vô hình ba động theo trong thân thể phát ra, trước người hắn lại là đột nhiên xuất hiện một cỗ mông lung lồng khí, đem hắn chăm chú vần quanh. Phốc phốc phốc, cái kia bảy đạo kiếm vương cao thủ toàn lực ứng phó, bắn ra vô hình kiếm khí đánh tới hắn trên thân, lại là nhất thời phát ra liên tiếp tiếng vang trầm trầm, sau đó liền một biến mất không thấy gì nữa, liền một tia chấn động sóng đều không có truyền ra. Ảnh hưởng thậm chí còn không bằng, ba tuổi nữ oa đánh vào người nắm đấm trắng nhỏ nhắn có lực đây. Trong mắt nhịn không được hung hăng run run, cầm sắt kiếm vương không khỏi trong lòng hoảng hốt, lưng chỗ cũng là bất chợt tới đến chảy ra vô tận hàn ý. Cái này đêm tối ma quân thực lực, vậy mà như thế biến thái, thâm bất khả trắc. Bản vương kiếm kia vương cấp thất âm vô hình kiếm, ở trên người hắn lại không có nửa điểm hiệu lực, mà lại trong khoảnh khắc liền bị toàn bộ tiêu trừ, liền cái rắm cũng không bằng. Cái này, làm sao có thể? Ngốc Ưng lão ma gặp, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, miệng há to đến có thể để xuống 4-5 quả trứng vịt. Đồng thời trong lòng cái kia hối hận a, hắn làm sao có thể tưởng tượng được, truyền thuyết này bên trong điện chủ đại nhân, vậy mà chân thực lực thông thiên, cho dù so với kiếm vương cao thủ đến, cao hơn đến cũng không chỉ một đoạn a. Như thế tới nói, hắn biết mình là cầm sắt kiếm vương thám tử, muốn giết mình, cái này cầm sắt kiếm vương bảo vệ không được hắn a. Trong lúc nhất thời, hắn đều nhanh gấp đến độ khóc lên. Vốn là hắn coi là dựa vào cầm sắt kiếm vương cái này thiết đại thụ, hắn về sau tại Nam Châu liền có thể đi ngang. Cái gì thiên ma điện chủ, năm pháp vương, đại khái đều là thổi ra, nào có lợi hại như vậy, có thể cùng Trung Châu kiếm vương so sánh. Nếu là như vậy lời nói, bọn họ đã sớm lòng đất chuyển mặt đất, còn dùng mỗi ngày lén lút. Thế nhưng là sự thật lại là, em gái ngươi a, bọn họ thật đúng là lợi hại như vậy a. Cái này cái gì cầm sắt kiếm vương, căn bản không động đậy người ta một đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, Ngốc Ưng lão ma vội vàng hướng Trác Phàm bái hạ, khóc lóc kể lể lên, điện chủ tha mạng, cái này không liên quan lão hủ sự tình a, lão hủ cũng là bị buộc, đều là cái này cầm sắt kiếm vương bức ta làm, ngài tha mạng a. Kiếm vương đại nhân, hiện tại ngài đã thử qua, không biết hài lòng hay không? Nếu là hài lòng lời nói, không biết kiếm vương đại nhân có thể hay không cho tại hạ biết. Vì sao trăm cay nghìn đắng muốn xem rõ tại hạ hạ lạc đâu? Theo ta được biết, tại 10 kiếm vương chung, cầm sắt kiếm vương ngài hẳn là một cái nhạc thiên phái, gửi gắm tình cảm sơn thủy, không giống như là cố gắng như vậy kiến công lập nghiệp người a. Ta trong điện người tại ngài địa vực hành động, thế nhưng là tương đương nhẹ nhõm, bổn tọa cũng không nghĩ tới đem cầm sắt kiếm vương làm là địch nhân đối đãi. Hoàn toàn không để ý đến cái kia quát kêu khóc lóc kể lể. Trác Phàm chỉ là chăm chú nhìn đối diện Liễu Mộ Bạch, cười khẽ một tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, cầm sắt kiếm vương trầm ngâm một chút, lại là chợt cười rộ lên, là vui vẻ như vậy cùng hưng phấn, nhưng là rất nhanh lại sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, điện chủ đại nhân rộng lòng tha thứ, tại bản vương trả lời điện chủ đại nhân trước, không biết điện chủ đại nhân có thể hay không lại trả lời bản vương một vấn đề, thiên ma điện hôm nay vượt ngang Nam Châu, phải chăng có cầm xuống kiếm tinh đế quốc dự định? Có, không chút do dự chỗ, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Vì cái gì? Bởi vì nó ngại ta đường, nhất định phải diệt trừ. Đồng dạng một mặt nghiêm túc chi sắc, Trác Phàm trả lời rất nghiêm túc. Không sai, Trác Phàm muốn bố đến sông lên đại trận, là cái liên thông Nam Châu trận thức. Kiếm tinh đế quốc đóng quân Trung Châu, như cây đinh không đem nó rút ra, cái này trận thức thì khó có thể hình thành. Chẳng lẽ đi cùng bọn hắn thương lượng? Ngài để cái vị trí, lão tử bố hết trận, chúng ta liền đi. Dựa vào cái gì? Vô luận là địa bàn nhi vẫn là tư nguyên, đều dựa vào thực lực đến nói chuyện, không có thực lực, người ta dựa vào cái gì thương lượng với ngươi, mà đã có thực lực, làm sao cần đi cùng bọn hắn thương lượng? Cho nên cuối cùng, Trác Phàm vì chính mình mục tiêu, nhất định là muốn bắt lại kiếm tinh. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải lúc, hắn cũng đang đợi thời cơ đến. Nhìn chằm chằm hắn không thả, rất lâu, gặp hắn nói thật là thật, cầm sắt kiếm vương mới cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tản mát ra hy vọng ánh sáng, nếu là như vậy lời nói, bản vương có thể cùng điện chủ thẳng thắn.
chúng ta, hợp tác đi. Mi mắt lắc một cái, Tước Nhi cùng Tiểu Tam Tử nghe được lời này, đều là một mặt kỳ dị liếc hắn một cái, ngay tại khóc lóc kể lể ngốc ưng lão ma, cũng là bỗng dưng ngừng lại tiếng khóc, một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Ta nói lão đại, người cái này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ngài để ta tìm ra hắn hạ lạc, không phải vì đối phó hắn, là muốn cùng hắn liên thủ. Cái này là làm sao làm? Vì sao? Trác Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cho ta cái lý do, bản điện dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì chúng ta có cộng đồng mục tiêu, diệt đi kiếm tinh. Trong mắt tinh mang lóe lên, cầm sắt kiếm vương thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, thực không dám giấu giếm, thực sớm tại kiếm tinh nhất thống Trung Châu trước đó, chấp trưởng bá thiên kiếm, là trong chúng ta Châu Liễu gia. Khi đó bất bại kiếm tôn bốn phía khiêu chiến, cuối cùng tìm tới trên đầu chúng ta. Nói thật, hắn thật là một cái thiên tài, lại chưa lĩnh hội bá thiên kiếm nói trước, liền đã vô địch thiên hạ, đúng là cứ thế mà theo gia tộc bọn ta trong tay, cướp đoạt thần kiếm. Về sau kiếm tinh thiết đề, dòng đuổi Trung Châu, người không phục đều là bị tàn sát, gia tộc bọn ta cũng liền xuống dốc. Có điều, trọng đoạt bá thiên kiếm, diệt đi kiếm tinh niềm tin, lại nhiều đời truyền thừa. Đến nơi này của ta, dựa vào tổ tông lưu lại đối bá thiên kiếm nói lĩnh ngộ, ta cũng coi như có chút thành tựu, rốt cục chen vào Trung Châu kiếm vương hàng ngũ, tiến vào quyền lực thống trị trung tâm. Có lẽ là niên đại xa xưa, hoặc là bại tướng dưới tay bất bại kiếm tôn quá nhiều, nhớ không rõ. Dù sao đối với ta đến, hắn cũng không có nửa phần hoài nghi. Mà ta một mực tỏa trấn Trung Châu kiếm vương mục đích, cũng là tại tìm một cái cơ hội, đem hắn triệt để vặn ngã. Cho nên ngươi tìm đến chúng ta. Không tệ, ngay tại vài thập niên trước, ta liền đã chú ý tới có thiên ma điện tồn tại, so bất luận kẻ nào đều càng sớm phát hiện, cảm thấy có thể là một cơ hội. Nhưng là ta không biết nó có thể đi bao xa, có thể mở rộng đến bao lớn, tương lai phải chăng có khả năng uy hiếp được đế quốc an nguy. Cho nên liền xếp vào một số thám tử đi vào, âm thầm quan sát. Chăm chú mà nhìn xem Trác Phàm, cầm sắt kiếm vương lộ ra vẻ kích động, may mà ta chờ đợi không có uổng phí, điện chủ đại nhân coi là thật thiên túng kỳ tài, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, đã là tổ kiến ra có thể chống lại kiếm tinh 10 kiếm vương lực lượng, đại nhân chính mình càng là không ai địch nổi. Như vậy ta hiện tại có thể xác định, người ta liên thủ, nội ứng ngoại hợp, kiếm tinh tất rơi. Khuôn mặt hơi động một chút, Tước Nhi cùng Cổ Tam Thông nhìn chăm chú liếc một chút, cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ hắn quyết đoán. Cái kia ngốc ưng lão ma cũng là có chút mơ hồ, làm sao? Hợp lấy lão phu theo dõi điện chủ này, là vì muốn cùng điện chủ hợp tác. Có thể chính mình vốn chính là thiên ma điện người, còn hợp làm cái gì? Vẫn cho là chính mình là chân đứng hai thuyền ngốc ưng lão ma, giờ này khắc này, lại là chợt phát hiện, cái này hai đầu thuyền lại muốn sát nhập. Vậy mình lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng vì cái gì? Chính là cho hai phe lão đại đáp cầu dắt mối sao? Vẫn là yên tĩnh ngồi tại chủ vị, Trác Phàm trầm ngâm không nói, thật lâu, mới nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu, cầm sắt kiếm vương hảo ý, bản điện tâm lĩnh. Đáng tiếc thời điểm không đến. Kiếm vương đại nhân lại như thế vội vàng, sợ là chúng ta hợp tác sẽ rất cứng ngắc, chưa hẳn có thể so sánh đơn đả độc đấu tốt. Thế nào, điện chủ đại nhân có cái gì lo lắng sao? Lo lắng nhiều, kiếm tinh thực lực bây giờ vẫn còn tồn tại, một khi chiến lên, rất khó lắng lại. Cho dù thắng, ta điện từ tối đến sáng, tất nhiên gây nên bốn châu chú ý, lại là một cái ẩn tàng nguy cơ. Trọng yếu nhất là, chúng ta thắng tỷ lệ còn rất nhỏ bé. Này làm sao nói, thân thể lắc một cái, cầm sắt kiếm vương chặn lại nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm mở miệng yếu ớt, bất bại kiếm tôn. Hắn, mí mắt ngăn không được run run, cầm sắt kiếm vương lại là chợt xùy cười rộ lên, điện chủ lo ngại, lão gia hỏa này trăm năm chưa hiện thân, không phải chết, cũng nhất định trọng thương không trị, vô cùng suy yếu, lại không sức tái chiến. Người gặp qua hắn, ây, bất giác bỗng dưng trì trệ. Cầm sắt kiếm vương bị Trác Phàm đột nhiên như vậy hỏi một chút, lại là trần chờ rất lâu, chậm rãi lắc đầu, lão gia hỏa này tình huống, chỉ có Bách Lý Kinh Vĩ cùng Hoàng đế biết được, ngoại nhân không có một cái nào biết. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, cái này đúng, một cái nguy hiểm như thế không xác định nhân tố ở chỗ này bày biện, há có thể tùy ý loạn động. Cầm sắt kiếm vương, nghe đồn ngươi luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo,
lúc này lại ngược lại xem nhẹ cái này một trọng yếu tình báo, không biết là có ý còn là cố ý. Ngươi tâm đã bị hận lấp đầy, biến đến vội vàng sao động không chịu nổi, chúng ta không nên hợp tác, cáo từ. Nói, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, thì đi ra phía ngoài, Tước Nhi cùng Cổ Tam Thông đi theo ở bên. Cầm Sắt Kiếm Vương thấy một lần, chặn lại nói, chờ một chút, điện chủ chậm đã, mọi thứ dễ nói. Bản vương đã đợi thời gian dài như vậy, không quan tâm lại chờ mấy năm. Kiếm vương đại nhân, ngài miệng phía trên mặc dù nói như vậy, nhưng tâm vẫn không khỏi đến chính ngài. Nói thật, ta không muốn bị heo đồng đội liên lụy, ngay cả mình tâm đều không quản được, ánh mắt bị cừu hận che đậy người, thành không đại sự. Như vậy chúng ta làm sao mới có thể hợp tác? Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Cầm Sắt Kiếm vương chặn lại nói. Rời đi thân thể chậm rãi dừng lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, nhạt cười ra tiếng, Kiếm vương đại nhân là người thông minh, hẳn phải biết, hợp tác có khi cũng không cần lẫn nhau câu thông, chỉ cần tâm hữu linh tê là đủ. Đừng quên, chúng ta hai cái tuy nhiên mục đích không giống nhau, nhưng mục tiêu là giống nhau. Người nghĩ rõ ràng điểm ấy, liền biết cái kia hợp tác như thế nào, ha ha ha. Chân mày hơi nhíu lại, Cầm Sắt Kiếm vương cúi đầu trầm ngâm không nói. Còn có, người cái kia ca dao không tệ, có thời gian lại phổ cái cong đi. Sau cùng, Trác Phàm khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, liền đột nhiên nghênh ngang rời đi, Tước Nhi cùng Cổ Tam Thông cũng là theo chân trong nháy mắt biến mất bóng người. Sắc mặt bất giác hơi hơi biến biến, Cầm Sắt Kiếm vương thật sâu nhìn lấy Trác Phàm ba người biến mất phương hướng, không khỏi đầy mặt tán thán nói, cái này đêm tối ma quân thật sự là kỳ nhân, Bách Lý Kinh Vĩ xem như lại có đối thủ. Kiếm vương đại nhân, nguyên lai ngài là muốn. Lúc này, cái kia ngốc ưng lão ma lần nữa thân cận Cầm Sắt Kiếm vương bên người, thăm thẳm lên tiếng. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong, đụng một tiếng, toàn bộ thân thể đã hóa thành một đoàn xương máu, hoàn toàn biến mất không thấy. Cầm Sắt Kiếm vương chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt một mảnh vẻ lạnh lùng. Ngươi, biết quá nhiều. Phụ thân, cái kia ngốc ưng lão ma lại dám phản điện, cứ như vậy buông tha hắn. Cha con ba người chậm rãi hành tẩu tại một đầu phi thường náo nhiệt trên đường cái, Cổ Tam Thông thỉnh thoảng nhìn xem nơi xa Cầm Sắt vương phủ, có chút oán trách lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm bật cười nói, đây không phải là phản đồ, hắn vốn chính là thám tử, chỉ bất quá giấu ở mình trong điện mấy chục năm mà thôi. Hắn là Liễu Mộ Bạch người, Liễu Mộ Bạch lại đối chúng ta không có ác ý, cho hắn cái mặt mũi, tội gì bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy vạch mặt, gây nên đối phương không nhanh. Huống hồ, lão gia hỏa kia Liễu Mộ Bạch hội thu thập hết. Nhà người ta chó, vẫn là để người khác tự mình xử lý a, chúng ta không cần vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Làm sao? Hắn biết quá nhiều, nếu ngươi là Liễu Mộ Bạch, hội để cho mình cùng Thiên Ma Điện chủ riêng tư gặp sự tình tiết lộ ra ngoài sao? Ha ha ha, cho nên Liễu Mộ Bạch vừa mới đối chúng ta thẳng thắn lúc, liền đã nhất định diệt lão gia hỏa kia. Khóe miệng xẹt qua không sai nụ cười. Trác Phàm khoan thai lên tiếng. Tiểu Tam Tử nghe, cũng là rõ ràng gật đầu. Lúc này, Tước Nhi lại quay đầu hỏi, phụ thân, vậy ngươi vừa mới nói cái kia ca dao, là gần nhất năm châu tại truyền sướng cái kia sao? Nói là chúng ta muốn tiêu diệt kiếm tinh, đó là cái kia Liễu Mộ Bạch truyền tới. 89/10. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, vừa mới nghe hắn kể rõ, ta liền minh bạch trong lòng của hắn đối kiếm tinh hủy diệt chấp nhất. Lại nghĩ tới gần nhất ca dao, mới phát hiện, đây cũng là một chiêu kế mượn đao giết người. Hắn biết rõ chúng ta có đối kháng kiếm tinh thực lực, cho nên cố ý lan ra ca dao, đến gây nên song phương cửu hận. Cứ như vậy, cho dù chúng ta đối kiếm tinh không có ý tứ kia, cũng không thể không dương cung bạt kiếm. Hắn thì là vừa vặn hợp tác với chúng ta, cùng một chỗ diệt kiếm tinh đế quốc. Có khi lời đồn thật sự là mầm tai vạ, riêng là loại này lời đồn, không thể nhất để đế vương chịu đựng. Chúng ta song phương, liền thế thành nước lửa, đâm lao phải theo lao. Ta mặc dù không phản đối hắn làm như thế, nhưng chán ghét bị người lợi dụng. Vậy cuối cùng ta nói cái kia ca dao sự tình, một là nhìn hắn phản ứng, xác định có phải hay không hắn làm. Thứ hai cũng là cảnh cáo hắn, sự kiện này ta biết, để hắn cẩn thận một chút, đừng có đùa tiểu thông minh. Hết thảy bằng vào ta cầm đầu, đừng tiếp tục cho ta làm mánh khóe. Rõ ràng gật đầu. Tiểu Tam Tử cùng Tước Nhi đều trong lòng không sai. Uy, nghe nói a, Trảm Long Kiếm Vương muốn đi ám sát Tây Châu Lạc Minh Minh Chủ, ngươi cảm thấy có cơ hội không?
Cái gì, kiếm vương đi ám sát Lạc Minh minh chủ? Cái này quá rơi thân phận nhi a, tốt xấu tất cả mọi người là có thân phận người. Rơi cái gì phần a, nghe nói lần này Trảm Long kiếm vương như thế quyết ý, cũng không phải là hai châu ở giữa phân tranh. Thuần túy là vì hoàn thành một cái gần ngàn năm hứa hẹn, có người đem hắn cái kia thất lạc bức tranh tìm trở về, yêu cầu hắn làm như thế, vì là trăm năm trước một cọc hoàng thất cừu hận. Chuyện giang hồ giang hồ, sự kiện này coi như còn lại bốn châu cao thủ biết, cũng không xen tay vào được, cái này lại không tính hai châu chiến sự. Có thể là đối phương là Tây Châu giường cột a, cái này muốn bị ám sát. Thì tính sao, lại giường cột cũng là người giang hồ, trên giang hồ ân oán tránh đều tránh không rơi. Cái kia xong, kiếm vương xuất thủ, cái kia Lạc Minh minh chủ cho dù có thiên quân vạn mã cũng chết chắc. Đối với kiếm vương cao thủ, rậm rạp vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, chẳng phải cùng chơi một dạng. Dù sao người ta lại không theo ngươi thiên quân vạn mã đánh, công thành đoạt đất. Cũng không phải sao thế. Chợt, từng đạo tất dẫn tiếng thảo luận, bỗng dưng truyền đến Trác Phàm cái kia nhạy bén trong lỗ tai. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm hơi hơi động động hai lỗ tai, mi mắt chăm chú nhăn lại, đan thanh sinh đi ám sát biển mây. Phụ thân, nếu không ta đi ngăn lại hắn, minh bạch hắn ý tứ, tiểu tam tử thăm thẳm lên tiếng. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, trong này có kỳ quặc. Đan thanh sinh đi ám sát Lạc Minh minh chủ, tại sao lại huyên náo xôn xao dư luận, mọi người đều biết đâu. Phụ thân, ngài đây là ý gì? Sự tình có kỳ quặc tất là yêu, đan thanh sinh luôn luôn làm người điệu thấp, mà cái kia ủy thác người nếu thật muốn báo thù, cũng tất sẽ không đem như thế một cái tình báo tiết lộ ra ngoài, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác. Muốn ăn mừng, cũng phải chờ bắt lại đầu người lại nói a. Chẳng lẽ hắn thì khẳng định như vậy? Đan thanh sinh nhất định có thể thành công. Giữa lông mày vặn thành một cái vấn đề, Trác Phàm suy nghĩ sau một hồi, bình tĩnh nói, tước nhi, tiểu tam tử, các ngươi đi cho ta điều tra một chút năm châu đối với chuyện này phản ứng, ta đi tự mình đem đan lão ngăn lại, chỉ sợ lần này lại là cái bộ con a. Liếc nhìn nhau, hai người khom người cúi đầu, đúng, phụ thân. Một phương diện khác, Tây Châu Hắc Phong Sơn, Lạc Minh đại bản doanh, Lạc gia bản bộ. Giờ này khắc này lại là còn không biết đại nạn lâm đầu, vẫn như cũ răng đèn kết hoa, đang chuẩn bị lấy minh chủ Lạc Vân Hải, 150 tuổi đại thọ. Trong lúc đó khách mời nối liền không dứt, ào ào đưa lên bái thiếp, lại là cao thủ như mây, Tây Châu phàm là tai to mặt lớn nhân vật, toàn bộ đến đông đủ. Chín tông trưởng môn, cũng là một cái không rơi, cho tận mặt mũi. Ai u, Lạc minh chủ, chúc mừng a, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lý tông chủ khách khí, mau mời tiến. Lạc minh chủ vậy mà tự mình bên ngoài đón chào, thật sự là chiết sát lão hủ. Trương gia chủ quá khen, cần phải, ngài có thể tới tham gia tại hạ tiệc mừng thọ, thật sự là khiến tại hạ rồng đến nhà tôm a, ha ha ha. Nghênh đón mang đến, nối liền không dứt, Lạc Vân Hải cùng Nguyệt Nhi hai người thì đứng tại nội môn chỗ, đối nghịch hướng khách mời ôm quyền đáp lễ, đầy mặt nụ cười, lại là đã cười cứng. Thỉnh thoảng Lạc Vân Hải nhìn về phía Nguyệt Nhi, thừa dịp không có người luôn luôn không khỏi lộ ra một chút đắng chát đến, Nguyệt Nhi, 150 tuổi tính là gì đại thọ? Ta nói không khánh, ngươi nhất định phải khánh, bây giờ không phải là bị tội a? Cái này có thể trách ai, còn không phải ngươi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Nguyệt Nhi bất giác giận cười nguyết hắn một cái, ai để ngươi trăm năm trước nhất định phải tranh quyền đoạt thế? Đã muốn tranh giành, liền phải liên hệ người mạch. Mừng thọ là tốt nhất phương thức liên lạc. Gia Cát quản gia không phải nói a, 5 năm một tiểu qua, 10 năm nhất đại qua. Đem Tây Châu tai to mặt lớn người, có thể mời đều mời đến, mấy năm liên tục tăng lên, cũng thuận tiện đem ta Lạc minh nhân nghĩa chi phong tung ra ngoài, lung lạc nhân tâm. Tuy nhiên tiệc mừng thọ là có hơi phiền toái, nhưng hiệu quả tốt a. Mấy chục năm qua, trừ chúng ta Lạc minh thế lực không ngừng phát triển bên ngoài, phu quân tại Tây Châu quyền nói chuyện cũng là càng ngày càng tăng, dù sao cũng so cái kia Song Long viện quanh năm không gặp người tốt nhiều đi. Ta muốn hiện tại Tây Châu chín tông, tin tưởng phu quân, lại so với tin tưởng Song Long viện càng nhiều nhiều, Gia Cát quản gia bọn họ kế hoạch không có sai. Khóe miệng bất giác một xẹp, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy a, bọn họ làm như vậy xác thực hiệu quả nổi bật, Lạc Minh bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là khổ ngươi mỗi lần cùng vi phu ứng phó cái này chuyện phiền toái. Phu quân nói chỗ nào lời nói,
cái này không cần phải a. Hai gò má bất giác một đỏ, Nguyệt Nhi lộ ra ngọt ngào nụ cười. Thế nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Hải lại bốn phía nhìn xem, ngạc nhiên nói a, nhớ Trần Tục Nha đầu kia đây, nàng chạy đến nơi đâu? Nhắc lên việc này, Nguyệt Nhi cũng là không khỏi sững sờ, ngó nhìn xung quanh lấy, trong mắt một trận mê mang, đúng vậy a, nhà đầu kia chạy đến nơi đâu? Mà lại, mặt khác cái kia hai cái theo đuôi cũng không thấy. Nguyệt Nhi đệ muội, người nói ai là theo đuôi a? Thế mà, đúng lúc này, một tiếng trêu chọc lại là nhất thời vang lên, ngay sau đó, một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử liền tới đến trước mặt bọn hắn, cười to lên, ha ha ha. Ta cái kia thằng nhãi con đối lệnh ái đã sớm ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, trông thấy lệnh ái bóng người, đuổi đều đuổi không đi, có thể không làm theo đuôi sao? Nếu không, thẳng thắn để hai người bọn họ vĩnh viễn cùng một chỗ đến. Da mặt bất giác co lại, Nguyệt Nhi hơi hơi bĩu môi, lại là nhẹ hừ một tiếng. Nghĩ hay lắm, nhi tử kia của ngươi sao có thể xứng với nhà ta khuê nữ? Lạc Vân Hải cũng là cười to một tiếng, khoát tay một cái nói, được Vân đại ca. Nhớ Trần Tục cùng Kiếm Sơn bọn họ còn nhỏ, mình không đề cập tới cái này, chờ qua 2 năm rồi nói sau. Còn nhỏ, không nhỏ đi, mi mắt bất giác lắc một cái, Long Hành Vân cười hắc hắc, một mặt hy vọng nói, Vân Hải lão đệ, chúng ta hai nhà quan hệ, từ Thiên Vũ liền bắt đầu, cái này Lạc Minh càng là chúng ta hợp lực tổ kiến. Hiện tại hai cái trẻ em thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lại 10 phần nhìn vừa ý, không bằng chúng ta thì thân càng thêm thân. Không phải chuyện tốt một cọc sao? Ha ha ha! Chỗ nào thì nhìn đối con mắt, nhà ta khuê nữ có thể nhìn lên nhi tử kia của ngươi. Nghe được lời này, Nguyệt Nhi thật sâu liếc hắn một cái, lại là không còn gì để nói, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Lạc Vân Hải cũng là bật cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là ngay tại lúc này, quát lạnh một tiếng lại là chợt vang lên, Long Hành Vân, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế không biết xấu hổ a. Nhi tử kia của ngươi bất học vô thuật, không coi ai ra gì, mình bên trong ai không biết, sao có thể xứng với Lạc gia ngàn vàng. Người nào nha, người nào như thế mở mắt nói lời bịa đặt, làm nhục nhi tử ta đâu. Mi mắt bất giác lắc một cái, Long Hành Vân một đến quay người, phẫn nộ quát. Nhưng là vừa nhìn thấy người kia khuôn mặt, lại là một xẹp miệng, thẳng phun ra một ngụm chọc khí, hừ hừ lên, ta nói người nào, thì ra là ngươi a, ngươi lại không tại Lạc Minh. Chúng ta Lạc Minh sự tình, liên quan gì đến ngươi a? Đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân đạp nhẹ, thu vào mọi người tầm mắt là cái lạnh lùng trung niên nam tử, khóe miệng hai bên còn mang theo hai liếc ria mép, một đôi tinh đồng tử như sấm sét vang dội, sắc bén dị thường, dường như một thanh trường kiếm, đâm người tâm tủy. Lại chính là Kiếm Thần Tông 10 cung phụng đứng đầu, Lạc Minh lúc đầu thất nguyên lão một trong, Kiếm Hầu Phủ, Tạ Khiếu Phong con trai trưởng, Tạ Thiên Thương tới. Đầu tiên hướng Lạc Vân Hải ôm một cái quyền, đưa lên một phần hậu lễ, Tạ Thiên Thương lại nhìn về phía Long Hành Vân, cười nói ta mặc dù không phải Lạc Minh bên trong người, nhưng cha ta là, nhi tử ta cũng tại Minh bên trong lớn lên. Người muốn là thảo luận hắn sự tình, ta không tham dự, nhưng là tiểu bối này hôn nhân đại sự, ta liền không phải tham dự không thể. Cái này mẹ hắn có người chuyện gì a? Đương nhiên là có ta chuyện, khuyển tử đối Lạc gia ngàn vàng, thế nhưng rất có hảo cảm. Nói, Tạ Thiên Thương liền hướng Lạc Vân Hải ôm một cái quyền, khẽ cười nói, Vân Hải lão đệ, lão phu ngày bình thường say mê kiếm đạo, đối khuyển tử bỏ bê chăm sóc, đa tạ Vân Hải lão đệ thêm nhiều chiếu cố. Chỉ là hài nhi đã trưởng thành, ta cái này làm cha, cũng muốn tận một số phụ thân trách nhiệm. Gặp khuyển tử đối lệnh ái một mảnh chân thành, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thành toàn. Liếc nhìn nhau, Lạc Vân Hải cùng Nguyệt Nhi đều là lúng túng cúi thấp đầu. Không biết như thế nào cho phải. Đến, lại tới một cái bức hôn. Nếu là yêu cầu quá đáng, cái kia cũng không cần mời, nhìn ngươi đem Lạc Minh chủ làm khó. Thế mà, Lạc Vân Hải còn chưa mở miệng, Long Hành Vân đã là sùi cười một tiếng, khoát khoát tay, đem hắn đội lên đằng sau, nhìn về phía Lạc Vân Hải ôm ôm quyền nói, Vân Hải lão đệ, chúng ta việc này trước hết bình tĩnh, lúc nào làm việc, mình lại thương lượng. Mẹ hắn, cái gì thì bình tĩnh, lăn. Hung hăng đẩy Long Hành Vân, lúc này đem hắn đẩy cái lảo đảo, Tạ Thiên Thương lần nữa đi vào Lạc Vân Hải hai người trước người, đầy mặt chân thành. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, Long Hành Vân lại một chân đá lên đến, họ Tạ, ngươi đều rời đi không chung, còn quản chúng ta không chung nội bộ sự tình,
ngươi quản được sao? Kết quả là, chỉ là sát cái kia công phu, hai cái trước kia bạn cũ, liền nhất thời chợt đánh nhau. Bất quá, bọn họ dĩ nhiên không phải thật đánh, chỉ là tựa như đùa giỡn loại kia hài đồng trò xiếc, ai cũng không phục người nào. Lạc Vân Hải hai người ở một bên nhìn đến liên tục cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại là không biết nên như thế nào khuyên can. Kiếm Thần Tông trưởng môn, Ôn Đào trưởng môn đến. Đúng lúc này, ngoài cửa hét lớn một tiếng chợt vang lên, Ôn Đào mừng khấp khởi đi vào trước mặt mọi người, ôm một cái quyền, vừa muốn chúc mừng, lại là chợt sững sờ, bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, ây. Tạ Cung Phụng, người đây là... Sư huynh, da mặt bất giác co lại, Tạ Thiên Thương nhất thời ngừng tay chân, cùng Long Hành Vân tách ra. Ôn Đào nhìn hai người liếc một chút, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Thật náo nhiệt a, Tạ Cung Phụng đây là về nhà, nhẹ nhõm rất nhiều sao, nào giống ngươi tại tông môn nghiêm túc như vậy. Không nói gì, Tạ Thiên Thương trợn mắt một cái, nhưng khóe miệng lại là hiếm có lộ ra một tia đạm mạc mỉm cười tới. Ôn tông chủ, đã lâu không gặp, Lạc Vân Hải thì là giống Ôn Đào ôm một cái quyền, vui vẻ ra mặt. Đem chính mình quà mừng cung kính đưa lên, Ôn Đào hơi hơi khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, đâu có đâu có. Tất cả mọi người là huynh đệ mình, thì đừng khách khí. Ta thế nhưng là tinh tường nhớ đến, lúc trước năm châu đại chiến, ta ở tiền tuyến liều mạng, người may mắn nhóm Lạc gia bảo hộ, không phải vậy cái mạng này sớm không có. Cần phải, Lạc gia lúc trước có thể đi vào chín tông, cũng nhờ có Ôn tông chủ đám người liên danh tiến cử hiền tài. Đây không phải nhất mã sự tình, chúng ta ban đầu là vì Trác huynh, hiện tại ta là vì ngươi ân cứu mạng, không thể so sánh nổi. Tóm lại, từ đó về sau, chúng ta cũng là người một nhà, Lạc lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Trịnh trọng liền ôm quyền, Ôn Đào mặt mũi tràn đầy thành khẩn. Lạc Vân Hải cũng là làm một lễ thật sâu, cùng chung chí hướng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại là một tiếng hò hét vang lên, Ma Viêm Tông, Viêm Ma Tông chủ đến. Thái Thanh Tông, Vũ Thanh Thu Tông chủ đến. Đạp lên nhẹ nhàng tốc độ, hai người rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vũ Thanh Thu cười lớn một tiếng, u. Các huynh đệ đều đến đủ, xem ra chúng ta hai cái xem như đến trễ, phải tự phạt ba chén. Còn có Mây Mù, chúc mừng chúc mừng. Nếu không phải chúng ta nhất tông chi chủ, không như thế tục như thế có thể mừng thọ, ta đều nghĩ qua thọ. Tối thiểu có thể đem các huynh đệ đều triệu tập lại a, ha ha ha. Viêm Ma cũng là nhạt cười một tiếng, khẽ gật đầu, cùng Vũ Thanh Thu cùng một chỗ đem lễ mừng thọ đưa tới. Vũ tông chủ chê cười, thế tục đồ chơi. Chỗ nào có thể rơi vào thế ngoại tông môn trong mắt? Không khỏi bật cười lắc đầu, Lạc Vân Hải khiêm tốn nói. Ôn Đào xem bọn hắn liếc một chút, hỏi, đúng, Diệp Lân đây, nhiều năm như vậy đều không gặp hắn xuất hiện, còn không tìm được sao? Trác Phàm không tại, hắn nhưng chính là Tây Châu cái này. Nói, Ôn Đào duỗi ra một cái ngón tay cái tới. Này, đừng đề cập, từ khi lần kia năm châu sau đại chiến, tiểu sư đệ trở về không có mấy ngày thì mất tích, không biết đi nơi nào, không có không tin tức. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Ôn Đào cũng là thở dài một tiếng, đúng a, lần kia sau đại chiến, rất nhiều tiền bối cao thủ đều mất tích, cũng là kỳ quặc. Giống như từ đó về sau, bọn họ đều quy ẩn sơn lâm một dạng, không còn quan tâm thế tục danh lợi. Nói đến đây, mọi người liếc nhìn nhau, đều là trầm mặc cúi thấp đầu, sắc mặt nặng nề. Hôm nay bốn châu chiến lực chỗ trống, cùng Trung Châu càng là một trời một vực. Các vị mời vào chỗ, đã hôm nay là tiểu đệ đại thọ, liền không cần lại nghĩ những cái kia không vui, đợi chút nữa bồi tiểu đệ cùng một chỗ nâng ly một phen như thế nào. Biết trong lòng bọn họ sầu lo, Lạc Vân Hải nhất thời khẽ cười một tiếng, đem mọi người theo trong lòng mù mịt lại kéo trở về. Lẫn nhau nhìn xem, mọi người cũng là cười lớn một tiếng tốt. Sau đó, liền cùng nhau nhập hội tràng. Đến bái chúc người nối liền không dứt, thẳng đến trời sắp hoàng hôn, mới cơ bản đến đông đủ. Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường hai người tại ngó nhìn trong tay quà mừng danh sách, lại là nhướng mày, liếc nhau, tâm phía dưới không ngừng chìm xuống. Thế nào, hai vị quản gia, có gì không ổn sao? Lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, hai người ngẩng đầu xem xét, khom người cúi đầu, đại tiểu thư. Hơi hơi gật gật đầu. Lạc Vân Thường cầm qua cái kia danh mục quà tặng nhìn một chút, khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, cửu phẩm linh đan, thập phẩm linh binh, 11 phẩm dược tài, mấy chục năm qua bọn họ tặng lễ ngược lại là càng ngày càng nặng.
Xem ra biển mây tại bọn họ trong lòng vị trí, cũng là càng ngày càng nặng a, ha ha ha. Đúng vậy a, càng ngày càng nặng, không biết là phúc là họa. Mi mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Gia Cát Trường Phong không khỏi thở dài một tiếng. Dương mắt xem hắn, Lạc Vân Thường có chút kỳ quái. Cúi người hành lễ, Gia Cát Trường Phong cung kính nói, đại tiểu thư, loại chuyện này chính mình chủ lúc trước quyết ý nếu không tiếc bất cứ giá nào leo lên trên lúc, chúng ta liền từng có dự đoán, hiện tại xem ra thật trở thành sự thật. Sự tình gì? Song Long Viện đối với chúng ta, càng ngày càng bất mãn. Mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, cái này trăm năm qua, Lạc Minh phát triển cực tốc, lung lạc không ít người tâm, cái này tại ngay từ đầu, Tây Châu nhân tài điêu linh lúc, là Song Long Viện hy vọng nhất nhìn đến một màn. Cho nên 50 vị trí đầu năm, gia chủ sinh nhật, Song Long Viện đều sẽ phái người đưa tới quà mừng, mà lại là trọng lễ, lấy tư cổ vũ. Nhưng về sau theo ta Minh Quyền nói chuyện càng ngày càng nặng, Tây Châu hướng chúng ta làm chuẩn cũng càng ngày càng nhiều. Về sau 20 năm, Song Long Viện đối với chúng ta cũng là từng năm lạnh nhạt đi, quà mừng càng ngày càng nhẹ. Mãi đến gần nhất 30 năm, không còn qua quà mừng. Mà 30 năm qua, là chúng ta quyền nói chuyện nặng nhất thời điểm. Thậm chí có bố phòng mệnh lệnh, không trải qua Song Long Viện, chúng ta cùng chín tông thương lược, liền có thể quyết định. Cái này tại triều đường, không khác nào đem đế vương mất quyền lực, công cao lấn chủ, họa sát thân sự tình. Mi mắt nhìn không được lắc một cái, Lạc Vân Thường cả kinh nói, người nói là Song Long Viện đối biển mây. Không không không, còn chưa tới trình độ kia. Vội vã khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong tỉ mỉ phân tích, hôm nay chúng ta Lạc Minh tại Tây Châu ảnh hưởng rất lớn, vô luận tại pháp lý vẫn là tình lý phía trên, Song Long Viện đều không dám tùy tiện đụng đến bọn ta, trừ phi hắn không muốn lại đặt chân Tây Châu. Giang hồ có giang hồ quy củ, không có đạo nghĩa phát động tiêu diệt toàn bộ, hội thụ người trong thiên hạ thoá mạ. Song Long Viện muốn chấp trưởng Tây Châu, không biết công nhiên phạm tội, chỉ sợ. Chỉ sợ hắn hội nhìn chằm chằm vào chúng ta, bắt chúng ta bím tóc. Một khi chúng ta làm ra cái gì không dễ dàng lý lẽ sự tình, hắn liền có cái miệng này thực. Cho nên càng là nơi đầu sóng ngọn gió, càng phải khiêm tốn lại điệu thấp mới là, chớ có ra cái gì chuyện rắc rối. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lạc Vân Thường không khỏi thở dài một hơi, thở dài ai, đây là biển mây tuyển đường, hắn liền muốn nhận lấy, vô luận nhiều nguy hiểm lớn, hắn đều được đỉnh lấy. Điểm này, Trác Phàm lúc rời đi đã sớm đã nói với hắn, chắc hẳn hắn cũng có chuẩn bị tâm lý đi. Gia chủ hắn thật có cái này chuẩn bị, đi đến đỉnh phong. Điểm này, cùng Trác quản gia thật rất giống. Đúng thế, hắn nhập môn lão sư, cũng là Trác Phàm A. Ngửa đầu nhìn lên trời, Lạc Vân Thường khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong. Hối hả trong đại sảnh, chúng khách mời đã ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, Lạc Vân Hải mang theo phu người tới phía trước nhất vị trí, hướng mọi người cung kính ôm một cái quyền, cười khẽ một tiếng, các vị tông chủ, cung phụng, gia chủ, trưởng lão, hôm nay có thể tới tham gia tiểu đệ tiệc mừng thọ, thực là tiểu đệ vinh hạnh, Lạc Minh cũng là rồng đến nhà tôm, ở đây tiểu đệ cùng người bên trong đa tạ các vị đại giá quang lâm. Nói, hai người đã là thật sâu hướng mọi người cúi đầu. Lạc Minh chủ, khách khí, ha ha ha, tại chỗ khách mời, cũng là mặt mày hớn hở, cùng nhau hoàn lễ. Lạc Vân Hải hai người chậm rãi đứng dậy, nói tiếp, bởi vì vài ngày trước tiểu đệ cùng chín tông tông chủ một mực tại thương nghị Tây Châu biên phòng sự tình, lần này tiệc mừng thọ chuẩn bị hơi có vẻ vội vàng một số, nếu là có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo chi địa, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Nói, hai người lần nữa thật sâu cúi đầu. Đâu có, Lạc Minh chủ vất vả. Liếc nhìn nhau, mọi người tâm hữu linh tê, đều là cười nhạt khoát khoát tay. Lạc Vân Hải lời ấy, mặc dù là lời khách sáo, nhưng lời nói bên trong có lời nói, mọi người tại chỗ đều là trên giang hồ dân chuyên nghiệp, nghe xong thì minh bạch bên trong chân ý. Mấy ngày nay một mực cùng chín tông tông chủ thương nghị biên phòng, cái này cho thấy Lạc gia địa vị, là toàn bộ Tây Châu quân sự nguyên soái, cùng chín tông xưng huynh gọi đệ tồn tại, mà lại quan hệ 10 phần thân mật. Thân phận siêu nhiên, hiếm thấy trên đời, cứng như tảng đá, ai dám cùng Lạc Minh không hợp nhau, cũng là cùng chính mình không hợp nhau, về sau đừng nghĩ tại Tây Châu lăn lộn. Thế nhưng là, bá đạo như vậy biểu thị công khai, tại Lạc Vân Hải trong miệng lại là nói nho nhã lễ độ, biểu dương mọi người nhân nghĩa chi phong. Ý chỉ chúng ta tuy mạnh, nhưng là không biết cố tình gây sự, 10 phần điệu thấp,
đối tất cả mọi người kính nể ba phần. Không phải vậy, cũng không có khả năng đối tại chỗ tất cả khách mời, cúc hai lần cung, thân thiện thái độ, có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, cái này liền để mọi người tại đây đối Lạc gia đã kính nể, lại thân cận, có kết giao chi ý. Nếu không mà nói, một vị bày ra mạnh, sẽ chỉ làm bọn họ kính sợ tránh xa, không phải thượng sách. Nhưng bây giờ, vị này Lạc Minh Minh chủ biểu hiện, lại là khiến người ta có loại cảm giác ấm áp, tuy nhiên cường đại, nhưng lại ôn hòa, không có khiến người ta rời xa kiêng kỵ. Lần nữa đứng lên, nhìn lấy mọi người tại đây miệng kia ý cười, Lạc Vân Hải cũng là mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Lần này, Lạc Minh lại có thể giao hơn mấy chục người bằng hữu. Thế mà, ngay tại lúc này, giữa sân một mảnh ấm áp hòa thuận thái độ thời điểm, một tiếng ồn ào cười to lại là đột nhiên vang vọng trong bữa tiệc, ha ha ha. Lạc Minh chủ đại thọ, như thế vui mừng sự tình, vì sao không mời lão phu a? Tiên sinh, ngươi không thể đi vào, tiên sinh. Lan, nương theo lấy từng tiếng tất tất dẫn dẫn ồn ào, cả người dài chín thước, tóc trắng phơ, lại khí vũ hiên ngang lão giả liền sải bước đi nhập bên trong đại sảnh, bên người là năm sáu cái trung niên nam tử, mãn kiểm cầu nhiêm, cái kia cuồn cuộn phát ra khí thế, lại là để mọi người tại đây bỗng dưng trì trệ, xem xét cũng là quy nguyên hậu kỳ cao thủ. Lạc gia tại ngoại môn gia đình một mực ngăn đón, cũng là bị những người kia xô đẩy ở một bên, làm sao cũng ngăn không được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cọ lấy một đường đi theo. Mà vừa thấy được này người khuôn mặt, trong đại sảnh một số khách mời, cũng không thấy giật mình, cúi đầu tỉ mỉ nói nhỏ lên, Tần Minh Minh chủ, Tần Hạo. Lão gia hỏa này làm sao tới, hắn không phải cùng Lạc Minh không hợp sao? Đúng vậy a, xem ra kẻ đến không thiện, có trò vui nhìn. Bình tĩnh gật đầu, mọi người tại đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau dừng lại nghị luận, một đôi tròng mắt, chăm chú nhìn hai người, nhìn đối với oan gia như thế nào hành sự. Minh chủ, bọn họ nhất định phải xông tới, ta ngăn không được. Được, người đi xuống đi. Gia đình kia một mặt đắng chát, vội vàng cáo trạng, Lạc Vân Hải hơi hơi phất phất tay, để hắn rời đi về sau, vừa nhìn về phía lão giả kia, cười lạnh, ôm ôm quyền nói, Tần Minh chủ. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Đúng vậy a, chúng ta Lạc gia có vẻ như không có mời các hạ như thế không mời mà tới, không biết ý gì. Lạc Vân Thường cũng là đầy mặt băng sương đứng lên, trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Nhếch miệng cười một tiếng, Tần Hạo từ chối cho ý kiến cười ha hả, trêu đùa, Lạc Minh đại tiểu thư tính cách cương nghị, lão phu là biết. Nhưng không nghĩ tới như thế kiên cường, lệnh đệ tiệc mừng thọ phía trên cũng không cho cái sắc mặt tốt nhìn. Dù nói thế nào, hai nhà chúng ta cũng là Tây Châu lớn nhất hai gia tộc liên minh, Lạc Minh chủ qua đại thọ, không có lý do không mời lão phu a. Lão phu đoạn trước thời gian còn tại buồn bực đây, có phải hay không lệnh đệ quên đưa thiệp mời. Quả nhiên, gần nhất lệnh đệ bề bộn nhiều việc biên phòng sự tình, có chỗ sơ sẩy. Chỉ là không quan hệ, lão phu tự mình đến đây, cho lệnh đệ mừng thọ, ha ha ha. Hừ, một cái hàng nhái, chúng ta còn không tiếc mời. Không khỏi cười lạnh, Lạc Vân Thường lúc này chế nhạo lên tiếng, xem ra Tần Minh chủ là tự mình đa tình, để ngài một chuyến tay không, rộng lòng tha thứ. Phốc, không khỏi cùng nhau che lên miệng, tại chỗ không ít khách mời đều cúi đầu trộm cười rộ lên, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt, cũng đầy là vẻ quái dị. Tại toàn bộ Tây Châu, người nào không biết gia tộc liên minh là Lạc gia trước làm, Lạc Minh cũng là Tây Châu đệ nhất đại liên minh thể còn hắn liên minh đều là đằng sau bắt trước. Nhưng tựa như bắt trước bừa một dạng, làm cho dở dở ương ương, phần lớn không có gì khởi sắc. Chỉ có cái này Tần Minh, làm ra một chút bộ dáng, theo sát Lạc Minh đuổi sát mà lên. Bất quá, trong mắt của mọi người, cái thứ nhất ăn cua đó là anh hùng, cái thứ hai cái kia chính là ăn hàng. Cho nên tại Lạc Minh trước mặt, Tần Minh một mực cũng là sống ở trong bóng tối tồn tại, vạn năm lão nhị. Nếu không phải có Song Long Viện ở phía sau chống đỡ, hắn liền vạn năm lão nhị đều không phải là. Cho nên, hôm nay Lạc Vân Thường công nhiên cầm hắn xuất thân nói móc, trêu chọc hắn vì hàng nhái, hắn lại là không phản bác được, chỉ có một gương mặt mo hung hăng rút lấy, sắc mặt dần dần âm trầm. Lạc Minh chủ, xem ra các hạ thật sự là không có ý định mời lão phu dự tiệc a. Bất quá bây giờ lão phu đến đều đến, ngài sẽ không phải tại chỗ đem lão phu oanh ra ngoài a, cái này tựa hồ làm trái Lạc Minh phong cách quý phái. Như vậy Tần Minh chủ, mời ngồi đi, chúng ta coi như nhiều một đôi bát đũa, không có gì quan trọng. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái,
Lạc Vân Hải không khỏi khẽ cười một tiếng, làm ra cái mời thủ thế. Chậm rãi khoát khoát tay, Tần Hạo lộ ra một tia vẻ khinh miệt, lại là cũng không động tác, lão phu không phải không biết điều người, đã Lạc Minh chủ không chào đón đến lão phu cũng sẽ không như vậy không biết thời thế. Chỉ là khó được tới gặp Lạc Minh chủ một mặt, lại là Minh chủ đại thọ, vậy lão phu lễ mừng thọ đương nhiên sẽ không miễn. Người tới, đem lễ mừng thọ mang lên. Vâng. Một tiếng quát nhẹ, một gã đại hán cúi người hành lễ, lúc này trong tay lóe qua một đạo chói mắt ánh sáng, liền xuất hiện một cái dài chín thước nam hộp gỗ, khom người đưa lên. Trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, Lạc Vân Hải thật sâu nhìn lấy hắn, không biết hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhếch miệng lên, Tần Hạo ánh mắt lộ ra tà dị ánh sáng, vung tay lên, ba một tiếng, cái hộp kia nhất thời mở ra, chói mắt hồng quang một đến phóng xạ ra đến, đâm thẳng đến mọi người ánh mắt cùng nhau híp lại. Chờ mọi người thích ứng cái kia sặc sỡ lóa mắt, định thần nhìn lại, mới nhìn không được sợ hãi cả kinh, hét to lớn tiếng, 12 phẩm đỉnh cấp linh kiếm. Không tệ, đây chính là lão phu đưa cho Lạc Minh chủ lễ mừng thọ. Bảo kiếm tặng anh hùng, Lạc Minh chủ xin vui lòng nhận. Khóe miệng xẹt qua một tia tà dị, Tần Hạo hướng về Lạc Vân Hải thật sâu cúi đầu, nhưng nhìn hướng hắn ánh mắt lại tràn đầy khiêu khích. Thấy tình cảnh này, toàn bộ đại sảnh nhất thời vỡ tổ. Từng cái châu đầu ghé tai, đầy mặt kinh dị. 12 phẩm linh binh, hiếm thấy trên đời, cái này Tần Minh từ chỗ nào làm ra cái này tuyệt thế chân bảo. Đúng vậy a, 12 phẩm linh binh cho dù tại năm châu bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, coi như Song Long Viện cũng không nhất định có. Đâu chỉ Song Long Viện, chỉ sợ năm châu bên trong, chỉ có Trung Châu kiếm tinh có như vậy một hai đem, còn lại các châu. Chưa chắc có dạng này thần binh tại thế, huống chi là vô cùng phẩm cấp bậc. Tất cả mọi người, đều bị cái kia sáng chói hồng mang hấp dẫn tất cả ánh mắt, đầy mặt đều là kinh hãi, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận không ngừng. Cho dù là Lạc Vân Hải bọn người, cũng là mí mắt hung hăng lắc một cái, bất khả tư nghị nhìn về phía bọn họ, sắc mặt dần dần trầm xuống. Gia chủ, cái này Tần Hạo rõ ràng là đến đập phá quán. Xem ra là thụ Song Long Viện sai sử. Đến chèn ép chúng ta. Hôm nay là gia chủ đại thọ, nếu là gia chủ tranh giành không trở về mặt mũi, chỉ sợ ngày sau Tần Minh hội càng thêm phách lối, một số nịnh nọt chi đồ, liền muốn toàn chạy chỗ của hắn. Lúc này, Lãnh Vô Thường chậm rãi đi vào Lạc Vân Hải bên cạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, thì thầm lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải vòng bài bốn phía, nhìn lấy người khác cái kia vẻ kinh dị, một trái tim ngăn không được trầm xuống. Tên này căn bản chính là khoe của đến, muốn từ ta chỗ này kéo Minh Hữu. Như là không thể kịp thời dừng lại, Lạc Minh thì bại bởi Tần Minh. Một kiện 12 phẩm linh binh, nói trắng ra cũng là kiện phía trên nhóm vũ khí, không có gì quan trọng, nhân tâm mới là quan trọng a. Chỉ là cho đến trước mắt, bọn họ có thể xuất ra cái gì đến cùng chống lại. Nghĩ như vậy, Lạc Vân Hải không khỏi quay đầu nhìn chăm chú về phía một bên Cửu Viêm Hải, thấp giọng thì thào, thủ lão. Mình minh bên trong trên một số người luyện binh tốt nhất, có cái gì hàng lậu không có. Gia chủ, lão phu mặc dù thiện luyện binh, nhưng bản thân chỉ là thập phẩm luyện khí sư, nhiều lắm là luyện cái 11 phẩm linh binh. Hiện tại hắn xuất ra cái 12 phẩm cực phẩm linh binh đến, ta chỗ nào chống đỡ được a? Sắc mặt một khổ, Cửu Viêm Hải trên mặt cũng đầy là vì khó. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải thổn thức lấy lắc lắc đầu, trong lòng thầm hận. Hung hăng chừng cái kia Tần Hạo liếc một chút, lại là không có một điểm biện pháp nào. Phú Thanh Thu gặp này, cũng là ngăn không được lắc đầu, cùng một bên Ôn Đào Châu đầu ghé tai lên, Thường Văn Song Long Viện đối Lạc Minh phát triển cực tốc, càng ngày càng bất mãn, cho nên mới đổi chống đỡ Tần Minh đến quản thúc Lạc Minh. Hiện tại xem xét, quả nhiên truyền ngôn không giả, Tần Minh hiện tại phát triển như thế cấp tốc, không có Song Long Viện chống đỡ, làm sao có thể. Mà lại cái này 12 phẩm linh binh cực kỳ chân quý, nếu không phải Song Long Viện ban tặng, bằng cái kia điểm vốn liếng, coi như đến, lại chỗ nào có thể lấy ra được hiện thế. Còn với tư cách lễ mừng thọ đưa ra ngoài, cái kia không đau lòng chết hắn a. Đúng vậy a, mọi người đều là trục lợi chi đồ, lấy một thanh 12 phẩm linh binh đến đảo Lạc Minh góc tường, Song Long Viện này thật bắt đầu động thủ a. Hơi hơi gật gật đầu, Ôn Đào bất giác thở dài lên tiếng. Sắc mặt một trận thổn thức, chỉ là như vậy Song Long Viện, còn là trước kia cái Song Long Viện sao? Thôi đi, trước kia Song Long Viện không có người có thể uy hiếp, hiện tại thì là có uy hiếp, tự nhiên muốn biến.
Lạc Minh đáng sợ nhất không phải hắn phát triển tốc độ, mà chính là liên thông năm châu thương hội, vận doanh thánh linh thạch năng lực. Có thể nói, hiện tại Lạc Minh không cần Song Long Viện, cũng có thể làm đến đại lượng thánh linh thạch. Mà phụ thuộc thánh linh thạch tông môn, cũng chuyển hướng Lạc Minh nơi này, nhất thời đem Song Long Viện mất quyền lực. Kể từ đó, Song Long Viện tự nhiên phải thay đổi phương pháp, khống chế Tây Châu. Hiện tại càng là liền đế vương tâm thuật chế hành chi đạo đều dùng đến, ha ha ha. Khó trách năm đó Trác huynh khuyên ta, muốn thành đạo, rời xa thế tục, cái này bị ô nhiễm thế giới a, ai. Thật sâu liếc hắn một cái, Ôn Đào cũng là khẽ gật đầu, thở dài một hơi, trên mặt một mảnh mất mát dao động cái đầu. Trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, Tần Hạo vòng bài bốn phía, nhìn lấy tất cả mọi người cái kia si mê ánh mắt, không khỏi tà cười một tiếng, ôm ôm quyền nói, chư vị, thanh kiếm này tên là Hỏa Vân, là lão phu tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, hiện ra cho Lạc Minh chủ. Dù sao cũng là với tư cách lễ mừng thọ, lão phu há có thể xuất thủ keo kiệt. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, 12 phẩm linh binh, trên đời có thể có mấy cái này còn tuyển chọn tỉ mỉ. Giống như ngươi có rất nhiều giống như, trang bức. Khóe miệng bất giác lắc một cái, mọi người trong lòng ào ào không cam lòng, nhưng nhìn về phía cái kia linh kiếm ánh sáng, lại là không nhúc nhích. Tần Hạo mấy câu nói đó, rõ ràng cũng là nhà giàu mới nổi sắc mặt, chỉ là nhà giàu mới nổi có nhà giàu mới nổi chỗ tốt, cái kia chính là người ngốc nhiều tiền. Dạng này bằng hữu, mọi người cũng là thẳng vui lòng giao, dù sao lại không lỗ lã. Dù sao, người nào đều không phải là thánh nhân, đều có nhu cầu hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ thời điểm, những cái kia vui lòng vung tệ, bọn họ đương nhiên nguyện ý nhiều giao mấy cái. Tuy nhiên Lạc Minh chủ cùng tại hạ có chút hiềm khích, nhưng tại hạ lòng dạ rộng lớn, không để ý chút nào điểm này. Thanh này 12 phẩm linh binh, đã mang đến, thì nhất định nguyện ý hai tay dâng lên. Hoàn toàn minh bạch mọi người tại chỗ tâm tính, Tần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, thật đem cái kia đỏ thẫm trường kiếm hướng Lạc Vân Hải một đưa, trong mắt tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Mí mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải mắt thấy cảnh này, trong lòng bất giác hơi hơi do dự, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương cái kia hung hăng càn quấy sắc mặt, lại là không biết kiếm này cái kia tiếp không nên tiếp. Nếu là tiếp, một trận bọn họ Lạc Minh thì thua một bậc. Vốn là cái này Tần Hạo cũng không phải là bọn họ mời khách mời. Người ta chính mình đến đây, cũng không ở đây ngươi chỗ này ăn uống, chỉ là tặng lễ mà thôi, lễ này vốn không nên thụ lấy, nếu không thì có tham lam chi ngại. Ngươi Lạc Minh thế mà tham Tần Minh đồ vật, Lạc Minh tự nhiên là kém một bậc, lưu truyền ra đi, bị mọi người suy làm trò hề, thanh thế cũng sẽ giảm nhiều. Thế nhưng là nếu không tiếp, liền đang bên trong Tần Hạo quỷ kế. Vốn là thứ này hắn cũng không muốn đưa, 12 phẩm linh binh A, hiếm thấy trên đời. Người nào bỏ được đưa ra. Lấy ra chính là vì trang bức một chút, tạo cái thanh thế, áp Lạc Minh một đầu. Hiện tại tất cả mục đích đều đạt thành, kiếm này đưa hay không đưa đã dâu ria. Lạc Vân Hải thu, Lạc Minh thanh thế hạ xuống, Lạc Vân Hải không thu, chính hợp hắn ý muốn. Hắn mặt mũi cũng có, thanh thế cũng tạo, mua bán không vốn. Cho nên vô luận như thế nào, Lạc Minh một trận, đều thua. Mí mắt hơi hơi run run. Lạc Vân Hải suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, một mặt lạnh lùng nói, Tần Minh chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là phần này đại lễ quá mức quý giá, tại hạ không tốt tướng thụ. Cái gì, cái này quá nặng, vậy lần sau thay cái tiện nghi một chút nhi a, ha ha ha. Vừa vặn, thuận theo mà xuống, Tần Hạo 10 phần thoải mái cầm lại thần kiếm, giao cho phía sau, nhìn về phía Lạc Vân Hải chờ người ánh mắt, tràn đầy vẻ châm chọc. Lạc Vân Hải cũng là bình tĩnh một khuôn mặt. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lại là không nói một lời. Ngay sau đó, Tần Hạo lần nữa nhìn quanh mọi người, ôm một cái quyền, cười to lên, còn có một chuyện, tại hạ tại Lạc Minh chủ ngày vui, hướng chư vị thông báo một tiếng. Sang năm mùng 10 tháng 5, chính là lão hủ 260 tuổi đại thọ, tại chỗ chư vị có một cái tính toán một cái, đến lúc đó nhất định muốn cần phải quang lâm a. Còn có Lạc Minh chủ, ngài tiệc mừng thọ mặc dù không có mời lão phu, nhưng lão phu tiệc mừng thọ ngài cần phải đến lúc đó Tần Minh nhất định cung cung kính kính hướng ngài đưa lên thiếp mời. Chỉ là không biết, khi đó ngài vì lão phu chuẩn bị quà mừng, lại là cái gì đâu. Lạc Minh có thể so sánh Tần Minh phần lớn, lão phu thật rất chờ mong a, ha ha ha. Chúng ta đi. Cười to một tiếng, Tần Hạo quay người hướng ra phía ngoài sải bước rời đi, lão hoài đại sướng, một trận thoải mái. Nhiều năm như vậy,
Tần Minh rốt cục thắng Lạc Minh một lần, để bọn hắn thể diện mất hết. Lạc Vân Hải bọn người thì là một mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn, song quyền chăm chú nắm lại, nghiến răng nghiến lợi, lại là không có cách nào. Tại chỗ khách mời, nhìn song phương liếc một chút, cũng là giữ im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, lão đại bị lão hai đánh một bàn tay, còn không thể hoàn thủ, suy nghĩ một chút tư vị này thì không thoải mái. Bá bá bá. Thế mà, đúng lúc này, nhưng ngửi ba đạo tiếng xé gió lên, ba đạo bóng đen đã là đột ngột đến ngăn ở Tần Hạo trước mặt, hét lớn lên tiếng, chờ một chút, lão gia hỏa. Lớn mật, ai dám ngăn cản ta Tần Minh Minh chủ đường đi. Mi mắt bất giác lắc một cái, phía trước đại hán kia lúc này hét lớn một tiếng, thì muốn động thủ, cũng là bị Tần Hạo phất tay cản lại, ngăn trở, sau đó mới lại sâu sắc nhìn một chút ba người trước mặt, bất giác suy cười ra tiếng, ta tưởng là ai chứ, thì ra là Lạc Minh tiểu thư cùng hai vị thế gia công tử a. Làm sao, mấy vị thế chất cản lão phu đường đi, còn có gì chỉ giáo? Không sai, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Lạc Tư Phàm, Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương ba cái tiểu quỷ. Đi qua hơn 3 tháng bôn ba, bọn họ rốt cục kịp thời chạy về Minh Chủ tiệc mừng thọ, đến cho Lạc Vân Hải mừng thọ. Chỉ là mới vừa vào cửa, thì đụng phải cái này Tần Minh Minh Chủ tại đập phá quán, bất giác lúc này thì khí nộ. Liếc nhìn nhau, Lạc Tư Phàm hai mắt trâu đi loanh quanh, lại là đùa cười một tiếng nói, Tần bá bá, ngươi là đến cho ta cha mừng thọ à, sao có thể đem lễ mừng thọ cho mang đi đâu? Chẳng lẽ đưa ra ngoài lễ vật, còn có muốn về đạo lý sao? Ha ha ha, thế chất nữ, không phải lão phu muốn đem lễ mừng thọ mang về, chỉ là cha ngươi chướng mắt, lùi cho ta trở về. Lão phu không tranh thủ thời gian mang đi, chẳng lẽ còn bẩn Lạc Minh chủ mắt sao? Ha ha ha, thật sao, cha ta chướng mắt, cái gì a, có thể để cho ta xem một chút không? Đương nhiên, thế chất nữ mời xem qua, chỉ là sau khi thấy tuyệt đối không nên quá kinh ngạc a. Dù sao ngươi là Lạc Minh tiểu thư, trên đời cái gì quý hiếm dị bảo chưa có xem. Nếu là biểu hiện được quá kinh dị, sợ gây người chê cười, ha ha ha. Nhếch miệng cười một tiếng, Tần Hạo trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, sau đó liền một mặt mong đợi lần nữa đem cái kia hộp gỗ mở ra, muốn nhìn một chút cái này Lạc Minh tiểu thư chấn kinh khuôn mặt, lại nhục nhã nàng một phen. Kết quả là, theo cái kia hộp gỗ mở ra, hỏa vân kiếm đỏ thẫm ánh sáng lần nữa chiếu phía trên tất cả mọi người khuôn mặt, làm cho mọi người lần nữa một mặt giật mình lo lắng lên. Lạc Tư Phàm ba người cũng không cảm thấy hai con ngươi một mực, thật lâu rời không ra tầm mắt. 3. Đem cái kia hộp gỗ lần nữa đóng lại, hồng mang cũng tiêu tán theo vô tung, Tần Hạo tà dị xem có chút ngốc trệ Lạc Tư Phàm liếc một chút, mỉa mai cười ra tiếng, thế nào, Lạc nhà tiểu thư, chưa thấy qua như thế dị bảo đi. Thôi đi, vậy thì có cái gì, khó trách ta cha chướng mắt, đồ bỏ đi. Hơi hơi chỉnh một chút khuôn mặt, Lạc Tư Phàm lại là khinh thường bĩu môi, dương mắt khẽ liếc hắn liếc một chút, thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi cái đồ chơi này không được tốt lắm, cha ta không lọt nổi mắt xanh cũng cần phải. Chỉ là nhìn ngươi cao tuổi rồi, còn đuổi tới cho ta cha tặng lễ không dễ dàng về mặt tình cảm, ta thì thay ta cha thu đi. Ngươi đem kiếm lưu lại, ngươi có thể đi. Nhớ trần tục. Không khỏi giận quát một tiếng, Lạc Vân Hải hung hăng chừng nàng liếc một chút, mắng chửi lên tiếng. Cái này lễ, hắn làm sao có thể muốn, không là phải bị khắp thiên hạ xem thường sao? Lạc Vân Thường cùng Nguyệt Nhi hai người, cũng là ngăn không được hướng nàng đánh lấy ánh mắt, để cho nàng chớ hồ đồ. Có điều nàng dường như không nhìn thấy giống như, vẫn như cũ chăm chú nhìn cái kia Tần Hạo hai con ngươi, trong mắt lóe lên giảo hoạt nụ cười. Nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, Tần Hạo thở dài một tiếng, gật đầu nói, ai nha, lão phu bảo bối này, Lạc Minh chủ không có thèm. Nhưng Lạc nhà tiểu thư lại hiếm có cực kỳ a. Cũng không biết người nào không có ánh mắt, người nào có ánh mắt. Lạc Minh chủ, lão phu phần này đại lễ, người thật nguyện ý nhận lấy sao? Tần Hạo lần nữa chăm chú nhìn chăm chú về phía Lạc Vân Hải, trong mắt tất cả đều là chế nhạo chi sắc, chờ hắn trả lời. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Lạc Vân Hải không nói gì, chỉ là sắc mặt càng phát ra âm trầm. 3. Thế nhưng là đúng lúc này, Lạc Vân Hải còn chưa lên tiếng, Lạc Tư Phàm đã là đột ngột lấy được qua cái kia hộp gỗ, đụng một tiếng phóng tới trên mặt bàn, cười đùa nói, đã muốn đưa, thì đừng như vậy lề mề chậm chạp, bản tiểu thư không phải nói, người lễ này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng ta thu. Nhớ trần tục, người làm gì, còn không mau còn trở về.
trong mắt chừng một cái, Lạc Vân Hải giận dữ lên tiếng, Tần Hạo thì là một mặt cơ tiếu nhìn về phía hắn nói, xem ra Lạc Minh Chủ vẫn là rất hiếm có lão phu bảo vật này a, cái kia mới vừa rồi còn chơi thanh cao gì a, ha ha ha. Khóe miệng nhịn không được run run, Lạc Vân Hải tức giận đến đầy mặt đỏ thẫm, Tần Hạo thì là cười càng thêm càn rỡ. Lão gia hỏa, cha ta hội hiếm có người cái này rách dưới đồ chơi. Chỉ bất quá nhìn người tàu xe mệt mỏi, không đành lòng cự tuyệt mà thôi, người còn được đà lấn tới. Thế nhưng là lúc này, Lạc Tư Phàm lại khinh thường bĩu môi, cười nói, như ngươi loại này hạ đẳng phẩm, chúng ta Lạc Minh có là, ai sẽ hiếm có. Coi như bản tiểu thư chuẩn bị quà mừng, đều so ngươi cái này đồng nát sắt vụn mạnh hơn. Nói, Lạc Tư Phàm liền trong tay ánh sáng lóe lên, một nói trường kiếm màu xanh đột ngột đến xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái kia cỗ pha trộn thanh mang, nhất thời khuếch tán bốn phía, lúc này liền đem tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hấp dẫn lấy. Bao quát Phú Thanh Thu chờ chín tông tông chủ, cũng là ngăn không được một thân hình run rẩy, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kiếm này, kiếm này. 12 phẩm cực phẩm, ánh mắt hơi hơi suỵt suỵt, Viêm Ma thì thào lên tiếng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Ôn Đào không khỏi chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động, không chỉ là cực phẩm, quả thực cũng là hoàn mỹ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, một thanh linh binh có dạng này linh quang, dường như hòa vào trời một dạng, thế sở độc hữu. Khó trách, tiểu cô nương kia chướng mắt cái kia thanh hỏa vân. Cùng kiếm này so ra, cái kia thật là đồ bỏ đi. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác khẽ giật mình, trầm ngâm một chút, đều là cùng nhau gật gật đầu. Cái kia Tần Hạo cũng là từ vừa mới bắt đầu đắc chí, bỗng dưng run run một hạ thân, lộ ra khó có thể tin khuôn mặt, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Sao, làm sao có thể, Lạc Minh còn có như thế thần binh chấn ra, năm châu độc gặp. Lạc Tư Phàm ba người, thì là một mặt tốt sắc, lẫn nhau nhìn xem về sau, vội vàng khẽ khom người, đem cái kia thanh kiếm hai tay hiện lên cho Lạc Vân Hải nói, kiếm này tên là Trường Thanh Kiếm, dài 7 thước 8 tấc, nặng 9 cân 9 lượng. Cửu cửu số lượng, vị vô cùng trèo lên đỉnh. Phụ thân nhân nghĩa chi phong, hiệp can nghĩa đảm, thiên địa trung thuộc, lãnh tụ phong phạm. Nhớ trần tục cùng hai vị ông anh, tuyển rất lâu, mới chọn thanh này vừa nhất phụ thân bội kiếm, cố ý kính hiến. Nguyện phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lời vừa nói ra, mọi người mới thình lình phát hiện, kiếm này không chỉ có là một thanh cực kỳ hoàn mỹ vô khuyết 12 phẩm linh binh. Hơn nữa còn thật là một thanh đặc biệt vì Lạc Vân Hải chế tạo riêng bội kiếm, cùng hắn làm phong không khác nhau chút nào, ung dung tĩnh nhã. Cùng lúc trước cái kia hỏa vân kiếm áp bách lực, hoàn toàn khác biệt. Đây mới thực sự là tuyển chọn tỉ mỉ thần kiếm A. Nói như vậy đến, Lạc Minh dạng này kiếm thế mà còn có rất nhiều, có thể tuyển chọn tỉ mỉ, còn có dư. Cái này Lạc Minh vốn liếng, dày bao nhiêu A. Trong lúc nhất thời. Mọi người nhìn về phía Lạc Vân Hải ánh mắt càng thêm kinh dị, cho dù là cái kia Tần Hạo, cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn, trong lòng 100.000 cái thùng treo bồn chồn. Nãi nãi, cái này Lạc Minh nội tình, vượt qua Song Long Viện hay sao? Cái kia mình còn cùng người ta chơi cái rắm a? Trường Thanh Kiếm quang mang chấn nhiếp toàn trường, vẫn như cũ khiến mọi người tại đây trở nên hoảng hốt. Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, chậm rãi đem trường kiếm kia cầm vào tay. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia hộp gỗ, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền đem cái kia hộp gỗ mở ra. Hỏa vân kiếm hồng mang, cũng là nhất thời khuếch tán ra tới. Thế nhưng là, còn không đợi cái kia hồng mang như lúc trước như thế phóng ra dạng rỡ ánh sáng, hào quang màu xanh kia đã là trong nháy mắt lần nữa quang mang đại thịnh, sát cái kia công phu, liền đem cái kia hồng mang hoàn toàn hút vào thân kiếm bên trong. Bất quá giây lát mà thôi. Cái kia hỏa vân kiếm đã là bỗng dưng thân kiếm lắc một cái, ánh sáng nội liếm, biến đến ảm đạm xuống. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người gặp này, lần nữa cùng nhau hoảng hốt, làm sao có thể, cái này hỏa vân kiếm thế mà giáng cấp. Theo 12 phẩm, biến thành 11 phẩm. Tần Hạo cũng là da mặt run run một hồi, đầu phía trên gân xanh hẳn lên, trong lòng 100.000 con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này là làm sao làm? Đường đường 12 phẩm linh kiếm, làm sao đang yên đang lành địa thì giáng cấp đâu? Chẳng lẽ nói cái này Trường Thanh Kiếm, thế mà còn có hấp thu hắn linh kiếm linh lực năng lực? Cái này mẹ hắn cũng quá biến thái đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía cái kia Trường Thanh Kiếm dạng rỡ ánh sáng, đều có chút giật mình lo lắng.
riêng là cái kia Tần Hạo, tâm đều đang chảy máu. Hắn vừa mới lấy ra 12 phẩm linh binh, phút chốc thì biến thành 11 phẩm, cái này bị giảm giá trị cũng quá nhanh đi. Đáng chết Lạc Minh, mẹ hắn từ chỗ nào tìm đến như vậy nghịch thiên quái kiếm, chưa từng nghe thấy a. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, đây là Trác Phàm Kình Thiên kiếm đạo hữu ngộ hiểu lúc chế tạo, tự thân lại là thiên ma đại hóa quyết ma công. Cho nên kiếm này liền có luyện hóa cùng điều hòa lực lượng, bất luận cái gì linh kiếm ở trước mặt hắn, đều sẽ bị phút chốc hút đi linh lực, linh khí đánh mất mà rơi cấp. Trác Phàm thân có mấy vị đế cấp cao thủ truyền thừa, hiện tại lại lĩnh hội kiếm đạo, trong tay hắn xuất phẩm linh kiếm, như thế nào phàm phẩm. Bất quá những thứ này, mọi người đương nhiên không biết, bọn họ chỉ biết là, thanh này 12 phẩm linh kiếm không chỉ có hoàn mỹ, mà lại quá cường hãn, quá quỷ dị đến để bọn hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng là Lạc Vân Hải cầm lấy thanh linh kiếm này, tỉ mỉ cảm thụ một chút, lại là có loại cảm giác quen thuộc cảm giác ở trong lòng xẹt qua. Trầm ngâm nửa ngày, cười lớn một tiếng nói, hảo kiếm. Liếc nhìn nhau, Lạc Tư Phàm ba người thấy hắn như thế cao hứng, cũng không nhịn được cùng nhau hưng phấn lên. Lần này cầu kiếm hành trình, cuối cùng không phí công. 3. Đem cái hộp kia đắp lên, Tần Hạo lắc đầu than thở, liền muốn xám xịt rời đi. Lần này trang bức không thành ngược lại bị đánh mặt, 12 phẩm linh binh còn mẹ hắn mơ hồ giáng cấp, cái này khiến lòng hắn như khoan tim giống như đau. Cái gì đều không mò lấy không nói, còn bồi thường thêm a. Chờ một chút. Thế nhưng là, còn không đợi hắn rời đi, Lạc Vân Hải đã là vội vã gọi lại hắn, mỉm cười, Tần Minh Chủ, đây không phải ngươi đưa ta quà mừng à, ta nhận lấy. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt có chút thất lạc cùng đắng chát, Lạc Minh Chủ chê cười, Lạc Minh nội tình thâm hậu như thế, một coi thần kiếm là thế vô song, lão phu lần này đến thật sự là bêu xấu. Lệnh Thiên Kim nói không sai, lão phu thanh kiếm này, Lạc Minh Chủ xác thực không có thèm. Huống chi, hiện tại còn giáng cấp, lão phu như vậy cáo từ, có nhiều quấy dày, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói, Tần Hạo liền phí thời gian lấy bóng lưng, lại muốn rời khỏi. Chậm, vội vã khoát khoát tay, đem hắn gọi lại, Lạc Vân Hải cười nhạt một cái nói, Tần Minh Chủ quá khách khí, ở xa tới là khách. Tiểu đệ lúc trước phái phát thiệp mời. Xác thực bởi vì sự vụ bận rộn, đem Tần Minh Chủ quên, đây là tiểu đệ chi sai. Hôm nay Tần Minh Chủ bất kể hiềm khích lúc trước, đến đây mừng thọ, tiểu đệ có chỗ chiêu đãi không chu đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Tiểu đệ ở đây, nhận lỗi. Nói, Lạc Vân Hải khom người bái hạ, thành ý 10 phần. Thật sâu liếc hắn một cái, lại xem hắn trong tay cái kia trường kiếm màu xanh pha trộn ánh sáng, Tần Hạo mí mắt khẽ run, không khỏi thở dài lên tiếng. Lạc Minh Chủ lượng lớn, bảo kiếm tặng anh hùng, thanh kiếm này thật rất thích hợp ngươi. Lão phu hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao Lạc Minh có thể như thế thụ Tây Châu các đại thế lực tôn sùng. Lúc trước có tâm đắc tội, mong rằng Minh Chủ thứ lỗi. Vừa dứt lời, Tần Hạo cũng là thật sâu bái hạ, trên mặt tràn đầy thành khẩn. Nhìn lấy đây hết thảy, Lạc Tư Phàm bất giác có chút sững sờ, không khỏi hỏi Lạc Vân Thường nói, cô, bọn họ không phải tới quấy rối à? Làm sao phụ thân hắn? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta nhất túc, ta đoạt người ba đấu. Ta Lạc gia không sợ phiền phức, nhưng cũng không cùng người làm ác, đây là ta Lạc gia nhân nghĩa gia phong tôn chỉ. Nhẹ nhàng an ủi sờ một chút nàng đầu, Lạc Vân Thường đạm mạc lên tiếng. Gia Cát Trường Phong ở một bên, cũng là khẽ cười nói, tiểu tỷ, trên đời tiêu diệt địch nhân phương pháp tốt nhất, cũng là đem hắn biến thành bằng hữu. Gia chủ ở phương diện này, làm được càng xuất sắc, cùng năm đó Trác quản gia thật hiệu quả như nhau a. Chỉ bất quá là năm đó Trác quản gia lấy lợi dụ, gia chủ là lấy tình cảm chi. Có thể nói, lần này Tần Hạo đến phá quán, chúng ta tuy nhiên thắng, nhưng không bỏ đá xuống giếng, trả lại cho hắn làm đủ mặt mũi. Như là như vậy hắn trả không cho mặt lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể coi hắn là thành địch nhân. Gia chủ cử động lần này chỉ là cho một cái lôi kéo hắn cơ hội. Nhìn hắn có tiếp hay không? Tốt xấu hắn cũng không tính đần, có lẽ cũng là thật cảm nhận được gia chủ thành ý, đón lấy. Như vậy từ nay về sau, chúng ta Lạc Minh liền lại khỏe năm thứ nhất đại học bước. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lạc Tư Phàm giống như có điều ngộ ra, nhưng rất nhanh lại sững sờ, hỏi Trác quản gia là ai? Chúng ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua? Đó là cái làm cho người thương tâm, lại khiến người ta tưởng niệm nam nhân.
Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Lạc Vân Thường không khỏi thở dài lên tiếng, trong mắt lộ ra đạm mạc thương cảm, cũng có lẽ bây giờ rất nhiều người đã không nhớ rõ hắn, nhưng là một số trong Minh lão nhân, phàm là nhắc đến tên hắn, chung quy kính nể ba phần, bội phục ba phần, kiêng kỵ ba phần, còn có một phần, thì là đáng tiếc. Đáng tiếc? Đúng vậy a, ngút trời anh tài, tráng niên mất sớm, làm sao có thể không đáng tiếc? Trong mắt dần dần mông lung, Lạc Vân Thường ngẩng đầu chà chà khóe mắt lệ quang, bất đắc dĩ lắc đầu, sớm nói không đề cập tới hắn, lại nhắm chúng thương tâm. Gia Cát Trường Phong cũng là khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, chúng ta ngày bình thường không thế nào nhắc lên Trác quản gia tục danh, cũng là không đành lòng để đại tiểu thư các nàng khổ sở, chỉ là ngẫu nhiên tự mình đàm luận một số mà thôi. Tiểu thư các ngươi không rõ ràng, cũng chuyện đương nhiên. Sợ cô khổ sở, chẳng lẽ nói, hắn là cô người yêu, mi mắt lắc một cái, Lạc Tư Phàm thăm thẳm lên tiếng. Thản nhiên cười, Lạc Vân Thường nhất thời lộ ra đắng chát nụ cười, ta coi hắn là người yêu, trong lòng của hắn lại không biết lại yêu mến người nào. Cái kia người chết, cho dù sau cùng ta cũng không biết hắn thi thể ở đâu, trong lòng đến tột cùng có hay không qua ta tồn tại. Nói, Lạc Vân Thường lại hiện ra vẻ đau thương. Lạc Tư Phàm trong lòng hơi động, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt bất giác lộ ra tia sáng kỳ dị. Nàng thực tại không hiểu, cái này truyền thuyết bên trong Trác quản gia đến tột cùng là người phương nào, lại có thể làm cho mình cô, có tên thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ tử, cho dù tại sau khi hắn chết, cũng như thế quấy hồn nhiễu mộng, không yên lòng. Hắn, đến tột cùng có gì chỗ khác thường đâu, chẳng lẽ thế gian, thật có dạng này nam tử. Nghĩ như vậy, Lạc Tư Phàm không khỏi quay đầu nhìn xem sau lưng Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương cái kia hai cái theo đuôi, nhất thời trong lòng lấp kín, bật cười dao động cái đầu. Không thể nào, ta làm sao không tìm được đây, ha ha. Tiêu tan hiềm khích lúc trước, Lạc Vân Hải lúc này đem Tần Hạo mời lên cái bàn, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lúc trước Tần Hạo là đến đập phá quán, Lạc Vân Hải đối với hắn tự nhiên không có gì hảo sắc mặt nhìn. Nhưng bây giờ khác biệt, vị lão huynh này đã bị chính mình kéo lên thuyền giặc, tự nhiên thân thiết đối đãi, cũng không có cái gì nói lời ác độc. Kết quả là, trên bàn rượu ăn uống linh đình, lần nữa khôi phục cảnh tượng nhiệt náo. Chỉ là mọi người hai con ngươi, vẫn là ngăn không được nhìn chằm chằm ánh kiếm màu xanh kia không thả. Tần Hạo cũng giống vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng ôm một cái quyền hỏi, Lạc Minh Chủ, thần kiếm như vậy, không biết ngài từ đâu được đến a? Hơi chậm lại, Lạc Vân Hải nhìn cái kia thần kiếm liếc một chút, cũng là hơi nghi hoặc một chút, liền nhìn về phía Lạc Tư Phàm nói nhớ Trần Tục, các ngươi là từ chỗ nào được đến như thế danh quý linh kiếm. Lời vừa nói ra, chính vui mừng trên bàn rượu nhất thời lắng ngắt như tờ, từng đôi mắt chăm chú nhìn bọn họ bất động, muốn tìm kiếm một phen. Phụ thân, chúng ta vì ngươi lễ mừng thọ, thế nhưng là phí tổn không ít tâm tư. Liếc nhìn nhau, ba người không khỏi đắc ý cười cười. Sau đó mới nói, ngươi không biết, chúng ta hao hết trăm cay nghìn đắng, mới tại Tuyệt Kiếm Trấn cầu kiến đến cái này chú kiếm sư phó. Tuyệt Kiếm Trấn, mi mắt nhìn không được lắc một cái, Tần Hạo lúc này kêu lên, kiếm này sẽ không phải xuất từ, manh kiếm sư đại sư chi thủ a. Trước mắt bất giác sáng lên, Lạc Tư Phàm nhìn về phía hắn gật gật đầu, ngạc nhiên nói a, ngươi cũng biết hắn. Đúng là như thế, chúng ta cầu thật lâu, hắn mới nguyện ý cho chúng ta một thanh kiếm. Hơn nữa còn tự mình chọn cho phụ thân, với tư cách hắn lễ mừng thọ. Ta liền nói a, các ngươi làm sao có thể đốt đến chuẩn như vậy, chính hợp là cha tâm ý, nguyên lai sau lưng có cao nhân tương trợ a, ha ha ha. Bật cười lớn, Lạc Vân Hải khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Tần Hạo nói, thế nào, Tần Minh Chủ, cái này chú kiếm sư có gì không ổn. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Tần Hạo nhìn Lạc Tư Phàm ba người liếc một chút, thở phào một hơi. Ba cái tiểu bối phận, các ngươi có thể theo quái nhân kia trong tay chiếm được linh kiếm, thật sự là thiên đại tạo hóa a. Thực không dám giấu giếm, cái này kỳ nhân ta 20 năm trước liền nghe nói, mà lại cũng phái người đi lấy qua kiếm, bất quá lại không người thành công. Sau cùng ta dưới cơn nóng giận, muốn trắng trợn cướp đoạt, kết quả đi bao nhiêu người, liền bao nhiêu người biến mất, đó cũng đều là quy nguyên cao thủ a. Thẳng đến 100 cao thủ mất tích, ta mới phát hiện, đó là cái không đáy. Không còn dám đi. Cái này manh kiếm sư, tuyệt đối không phải lương thiện. Về sau ta nghe nói, còn có người phái 300-400 quy nguyên cao thủ tiến đến, kết quả trong nháy mắt toàn bồi đi vào, không khỏi nhất thời tê cả ra đầu,
tâm lý may mắn ta không có đi, cái kia chính là cái ma quật a. Lại về sau, không có người còn dám đi, cho dù chỗ đó có năm châu thần kiếm, đoán chừng cũng không ai dám đoạt. Mà lại từ đầu đến cuối, cũng không có người theo trong tay người kia cầm tới qua một thanh kiếm. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, lệnh thiên kim thế mà cầm tới, thật sự là phúc lớn bằng trời a. Mà lại cũng cùng nghe đồn một dạng, manh kiếm sư thủ hạ linh kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được câu này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác đều kinh ngạc đến ngây người, đồng thời nhìn về phía Lạc Tư Phàm ba người, tràn đầy kỳ dị. Liền mấy trăm quy nguyên cao thủ đều lấy không được đồ vật, cái này ba cái tiểu oa oa thế mà cầm tới, còn thật mẹ hắn may mắn a. Thế nhưng là ba người kia lại là một mặt mê mang, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Cái này rất khó à, vị kia mù thúc thúc xem ra rất dễ nói chuyện a. Tức giận sẽ còn cùng tiểu bối tranh cãi, không giống như vậy hung tàn người a. Bất quá vừa nghĩ tới Tước Nhi lúc đó một câu thì đẩy lui ngốc ưng lão ma tình cảnh, ba người tâm bất giác lại lo sợ lên, bọn họ có phải hay không mới vừa từ địa ngục môn miệng đi một vòng con a. Phụ thân, ta muốn hỏi một chút, trước kia chúng ta Lạc Minh có hay không một cái ánh mắt mù? Báo, Minh chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chợt, Lạc Tư Phàm dường như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi ra, thế nhưng là còn không đợi nàng hỏi xong, một tiếng thất kinh giống to đã là xa xa theo môn bên ngoài truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một cái thân mặc áo đen thám tử đã là gấp gáp bận bịu hoảng, lảo đảo địa xông tới, nhìn thấy Lạc Vân Hải mặt, liền vội vàng quỳ mọp xuống, vội kêu lên. Phía trước đến báo, từ Trung Châu truyền đến tin tức, Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, đã khởi hành đến đây hành thích Minh Chủ, nhìn Minh Chủ kịp thời phòng bị, làm tốt khẩn cấp kế sách. Cái gì? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, mọi người tại đây đều là quá sợ hãi, thoáng cái thì ồn ào lên. Ban đầu Tây Châu đệ nhất cao thủ, Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh, tự mình đến cầm Lạc Vân Hải đầu. Đây chính là không được a, toàn bộ Tây Châu. Lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn cản được đến a? Lần này, Lạc Minh phiền phức thế nhưng là đại. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Minh đám người, trong mắt biến ảo không ngừng, chờ lấy bọn họ ứng đối. Gia Cát Trường Phong ba chân bốn cẳng, vội vã đi vào người kia trước người, quát to, tình báo có thể hay không là thật, theo lão phu giải, đối phương dù nói thế nào cũng là kiếm vương thân phận, làm sao sẽ làm loại này hành thích phía dưới làm việc. Vẫn là nói, đây là kiếm tinh hành động quân sự, chỉ nhằm vào ta Lạc Minh một nhà sao. Khởi bẩm Gia Cát quản gia, tục truyền báo, đây cũng không phải là Trung Châu ý tứ, chỉ là Đan Thanh Sinh đơn độc hành động thôi. Cái này sao có thể, chúng ta không chọc tới hắn a? Gia chủ, quản gia đại nhân, chúng ta là không chọc tới hắn, nhưng là chúng ta không biết chọc tới người nào, lại có thể có người cầm lấy hắn đã từng mất đi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Điểm danh nói tính muốn nhà chủ nhân đầu, cho nên hắn liền tới. Sự kiện này rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, mọi người đều nói đây là chuyện giang hồ, đều tại xem chúng ta Lạc Minh cùng Đan Thanh Sinh trò vui đâu. Ra mặt bất giác hung hăng lắc một cái, Gia Cát Trường Phong sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, mi mắt vặn thành một cái vấn đề. Cái này phiền phức lớn. Nếu là việc này là Trung Châu đối bốn châu hành động quân sự lời nói, vô luận như thế nào? Xuất phát từ tình lý cùng pháp lý, bốn châu cao thủ đều không có lý do ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác là giang hồ ân oán, mà lại chỉ nhằm vào một người. Nói thật, Lạc Vân Hải chết, đối bốn châu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm là đối Lạc Minh có rất lớn ba động. Mà lại cái này ba động cũng không phải chiến lực hao tổn, mà chính là quyền lực một lần nữa phối trí mà thôi. Đến lúc đó, bốn châu chiến lực vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là Lạc Minh như thế cái quái vật khổng lồ quyền lực muốn một lần nữa phân phối, rất có thể liền sẽ phút chốc giải thể. Đối với điểm này tới nói, lại hết lần này tới lần khác là Song Long Viện hy vọng nhìn đến. Như thế tới nói, muốn mời bọn họ xuất thủ. Nghĩ như vậy, Gia Cát Trường Phong trong lòng lắc đầu, bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Lãnh Vô Thường mấy người cũng minh bạch bên trong quan trọng, cũng là ngăn không được nhắm mắt lại mắt, tỉ mỉ suy nghĩ có gì giải quyết con đường. Lại là không một đầu mối. Vân Hải lão đệ đừng vội, chúng ta chín tông tông chủ đi thay lão đệ đến Song Long Viện cầu viện. Trước mắt đến xem, cái này toàn bộ Tây Châu, cũng chỉ có hai vị trí tôn có thể đỡ vị này ngày xưa ái đồ. Lúc này, Ôn Đào nhìn về phía Lạc Vân Hải, trầm ngâm một chút,
thản nhiên nói. Chỉ là đối với điểm ấy đề nghị, còn lại người thượng còn không có phát biểu ý kiến, một bên Tần Hạo đã là chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi, hiển nhiên cũng không coi trọng. Với tư cách Lạc Minh nhiều năm lão đối thủ, hắn tự nhiên minh bạch, mấy năm này Song Long Viện đối với nó thái độ. Coi như hôm nay Lạc Minh có chín tông chỗ dựa, đối mặt loại này tuyệt thế cao thủ đánh tới tình huống, mọi người cũng là không thể không lại dựa vào tại Song Long Viện. Chỉ là Song Long Viện có nguyện ý không giúp, lại là lập lờ nước đôi. Coi như hai vị chí tôn xuất thủ, bọn họ cũng chỉ là cùng Đan Thanh Sinh chiến cái ngang tay. Lần này là ám sát, Đan Thanh Sinh vòng qua bọn họ rất dễ dàng, như ta thấy, cũng không thỏa đáng. Không tốt nói rõ, Tần Hạo vừa mới thụ Lạc Vân Hải thể diện chiếu cố, liền uyển chuyển biểu thị, không cần tìm bọn hắn, tìm cũng không ích gì, người ta ước gì người chết đâu. Minh bạch hắn ý tứ, mọi người trầm mặc không nói. Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đề nghị, năm đó ta cùng Đông Châu Thượng Quan gia có chút giao tình, không bằng tại hạ viết một lá thư, đi Đông Châu cầu viện đi. Có chút giao tình, Vũ Huynh, gần nhất người hướng Đông Châu chạy thế nhưng là rất chuyên cần a, ha ha ha. Tà Dị Địa liếc hắn một cái, Ôn Đào bất giác điều cười ra tiếng. Thản nhiên cười, Vũ Thanh Thu cũng không phủ nhận, liền nhìn về phía Lạc Vân Hải bọn người, như thế nào? Tốt, vậy làm phiền Vũ Tông Chủ, nhưng Song Long Viện bên kia cũng phải đi một chuyến, dù sao đây là Tây Châu sự tình, không đuổi theo đầu lên tiếng chào hỏi, vẫn là không ổn. Hơi hơi gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong một mặt nghiêm túc, hướng mọi người tại chỗ ôm một cái quyền, vừa nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, gia chủ, Vũ Tông Chủ bọn họ đi cầu viện, cũng phải đã nhiều ngày, trong khoảng thời gian này, tất yếu chỉ hoãn lão gia hỏa kia tốc độ. Lão Hủ đề nghị, biên phòng ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốp, tiến vào hồng sắc cảnh giới Red Alert, mặt khác cũng phải phái người đi tầng tầng ngăn cản mới là, Vũ muốn tranh thủ đầy đủ thời gian. Vừa mới nói xong, một đạo cao lớn bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên cằm râu quai nón hơi hơi phất động, hướng Lạc Vân Hải cung kính liền ôm quyền nói, gia chủ, lão hủ nguyện ý tiến về, chiếu cố cái này Trảm Long Kiếm Vương. Lệ lão, ngươi, gia chủ, chúng ta cũng nguyện ý tiến về. Lúc này, lại bốn đạo nhân ảnh đi vào Lạc Vân Hải trước mặt, khom người liền ôm quyền, khuôn mặt kiên nghị, lại chính là Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiến, còn có Thiên Địa Nhị Lão không thể nghi ngờ. Thật sâu nhìn năm người liếc một chút, Lạc Vân Hải trong mắt có chút do dự, năm vị là ta Lạc gia chấn tộc cung phụng, luận thực lực, toàn bộ Lạc Minh không ai có thể sánh. Chỉ là cái này Trảm Long Kiếm Vương cũng không phải phàm phu tục tử, các ngươi tiến đến chỉ sợ. Đều là Quy Nguyên đỉnh phong cao thủ, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Kiếm Vương này cao thủ, đến tột cùng chúng ta có khác biệt gì, ha ha ha. Bật cười lớn, Lệ Kinh Thiên hung hăng liền ôm quyền, trong mắt đều là chiến ý. Xin gia chủ thành toàn, chúng ta có thể cùng chân chính cao thủ nhất tuyệt thắng bại, cho dù chiến tử xa trường, cũng không oán không hối. Xin gia chủ thành toàn, nói, còn lại bốn người cũng ào ào bái hạ. Trong lòng bất giác run lên, Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu. Mọi người tại đây gặp này, cũng là khuôn mặt bất giác nghiêm một chút, một mặt kính để xem năm người liếc một chút. Cái này Lạc gia năm vị cung phụng trung tâm xích đảm cùng không sợ cường địch thoải mái, thật khiến cho người ta động dung. Chỉ là chư vị tiến đến, xin đem cái này Trường Thanh Kiếm mang lên, lấy làm bất cứ tình huống nào. Còn có đám lửa này vân, tuy nhiên so ra kém Lạc Minh chủ Trường Thanh, nhưng cũng có thể tăng một phần chiến lực. Ngay sau đó, Lạc Vân Hải đem cái kia 12 phẩm linh kiếm đưa lên, Tần Hạo cũng vội vàng đem cái kia dáng cấp hỏa vân kiếm trình lên. Cái gọi là biết anh hùng trọng anh hùng, giờ khắc này, mọi người tại đây cùng chung chí hướng, trên mặt đều là trang trọng chi sắc. Cũng nghiêm túc, Lệ Kinh Thiên năm người đem hai thanh kiếm nhất thu, thật sâu liền ôm quyền, liền quay người rời đi. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, mọi người lại cảm thấy, phảng phất là muốn một lần cuối cùng gặp mặt giống như. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Mí mắt hơi hơi run run. Tần Hạo nhìn về phía Lạc Vân Hải, lần nữa ôm một cái quyền, đầy mặt kính ý, Lạc Minh chủ, Quý Minh có dạng này trung trinh chi sĩ, khó trách cường đại như thế, lão phu bội phục. Đắng chát địa lắc lắc đầu, Lạc Vân Hải lại là mặt mũi tràn đầy thất lạc, năm đó Trác quản gia lưu lại năm đại cung phục, mắt thấy chỉ như vậy một cái đi chịu chết, ta cái này làm gia chủ lại là không có chút nào hành động, thật sự là thẹn với hắn trên trời có linh thiêng a.
lại là Trác quản gia. Mi mắt bất giác lắc một cái, Lạc Tư Phàm thật sâu nhìn phụ thân nàng liếc một chút, trong mắt càng thêm kỳ dị. Cái này Trác quản gia đến tột cùng người nào, làm sao mỗi người nói lên hắn, đều là như vậy tôn sùng, cùng nhìn thánh nhân giống như. Trong nội tâm nàng không hiểu, nhưng cũng không có người để ý nàng, bởi vì vì tất cả người đối mặt cái này một nguy cấp tình huống, đều là lập tức hành động, cái kia bố phòng, cái kia cầu viện, đều là tán. Toàn bộ tiệc mừng thọ, cũng lại không tiếp tục mở được, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, đối mặt như thế nguy cảnh, làm lấy xấu nhất dự định. Long Kiếm Sơn, Tạ Niệm Dương, Lệ Gia Gia bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, chúng ta còn chưa từng thấy đây, nhất định kinh thiên động địa, chúng ta cùng đi lên xem một chút đi. Lúc này, Lạc Tư Phàm thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, phụng trộm đi vào cái kia hai cái theo đuôi bên người, nhẹ giọng tất dẫn theo. Sắc mặt giật mình, Long Kiếm Sơn có chút do dự, 5 vị mạnh nhất cung phụng cùng chuyển động, cái này tại chúng ta Lạc Minh còn trước đây chưa từng gặp đây, đối phương nhất định hết sức lợi hại. Bằng vào chúng ta điểm ấy cân lượng đi qua, sẽ không xảy ra chuyện a. Thế nào, người sợ? Ta không có sợ, chỉ là lấy tốc độ bọn họ, chúng ta cũng theo không kịp a. Yên tâm đi, Lệ Gia Gia bình thường hiểu rõ ta nhất, ta liền thừa cơ ở trên người hắn vẩy 10.000 dặm phiêu hương, để tránh lão giả này trộm giấu đi, không cùng ta chơi. Hiện tại chúng ta theo tương tư trùng thăm dò phương hướng, nhất định có thể tìm tới bọn họ. Nhớ Trần Tục. Người còn có cái đồ chơi này, da mặt nhìn không được co lại, Long Kiếm Sơn nhất thời bất đắc dĩ thở dài, nhìn tới. Ta tìm không đến bất luận cái gì lý do. Bớt nói nhảm, tới hay không? Đến. Kết quả là, 3 cái tiểu quỷ, theo sát về sau, phụng trộm chạy đi. À, nhớ Trần Tục bọn họ lại đi nơi nào? Quay đầu xem xét, Nguyệt Nhi nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Một tháng sau, Tây Châu biên cảnh chỗ. Một cái thân hình gầy gò thương lão nhân ảnh, đứng bình tĩnh đứng ở cát vàng phủ đầy đất chỗ, đối diện là 5 đạo quen thuộc bóng người, chính là Lệ Kinh Thiên bọn họ. Mà lão giả này, chính là một đường thảnh thơi, một bên du sơn ngoạn thủy, đi một bên ám sát Lạc Vân Hải Đan Thanh Sinh không thể nghi ngờ. Rất lâu không có hồi Tây Châu, kết quả vừa vào biên cảnh thì thấy có người đang đợi lão phu. Làm sao, các vị có gì muốn làm? Các hạ cũng là Trảm Long Kiếm Vương. Đan Thanh Sinh. Không tệ. Chúng ta là Lạc gia 5 vị cung phụng. Á, thì ra là thế. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đan Thanh Sinh trong lòng rõ ràng, nhất thời nở nụ cười hớn hở, vì gia chủ đi tìm cái chết, các ngươi còn thật sự là đầy đủ trung thành, lão phu kính trọng. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Lệ Kinh Thiên vung tay xuất ra một thanh hiện ra ánh sáng màu xanh trường kiếm, Cửu Viêm Hải cũng là vung tay lên, xuất ra cái kia thanh hỏa vân linh kiếm. Thẳng tắp chỉ hướng về phía trước, chúng ta thứ nhất là vì gia chủ, thứ hai cũng là nghĩ chiếu cố trong truyền thuyết Tây Châu đệ nhất nhân, đến tột cùng có gì có được chỗ. Tất cả mọi người là quy nguyên đỉnh phong, dựa vào cái gì ngươi mạnh nhiều như vậy? Nguyên lai dạng này a, vẫn là mấy cái võ si, lão phu thưởng thức, ha ha ha. Hớn hở cười cười, Đan Thanh Sinh khẽ vuốt râu dài, chậm rãi gật đầu, nhưng là rất nhanh liền bỗng dưng sắc mặt trì trệ, mi mắt thật sâu nhăn lại đến. Một đôi do dự ánh mắt, cũng dần dần biến đến sắc bén lên, chỗ chằm chằm chỗ, chính là cái kia thanh trường thanh linh kiếm. Thanh kiếm này, các ngươi từ chỗ nào làm ra? Các ngươi hai cái, nhanh chút nha, muốn là bọn họ đánh xong, chúng ta nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Xanh tươi tốt giữa rừng núi, 3 đạo ngây ngô bóng người lóe lên liền biến mất, người cầm đầu là tiểu cô nương, trong tay cầm một đoạn chậm rãi nhúc nhích mao trùng, đối với trùng đầu chỉ hướng phương hướng. Một đường phi nước đại, chính là Lạc Minh tiểu thư, Lạc Tư Phàm. Phía sau nàng thì là Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương hai cái này người hầu, chỉ bất quá đối mặt vị đại tiểu thư này tùy hứng, hai người bọn họ lại là trong lòng lo sợ, liếc nhìn nhau, mặt ủ mày trao. Nhớ Trần Tục muội muội, ta xem chúng ta vẫn là quên đi, dù sao cũng là quy nguyên cao thủ quyết chiến, chúng ta ở một bên, có thể hay không cho 5 vị cung phụng thêm phiền a? Không dám đi liền nói không dám, tìm cớ gì, gan nhỏ quỷ. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Lạc Tư Phàm hoàn toàn không nghe khuyên bảo, dưới thân ngược lại càng nhanh rất nhiều, các ngươi coi như không đi, ta một người cũng sẽ đi, kiếm vương cao thủ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Có phải là thật hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy, liền Lệ Gia Gia bọn họ 5 người liên thủ đều như vậy kiêng kỵ.
nhìn lấy phía trước cái kia bóng hình xinh đẹp kiên nghị khuôn mặt, hai cái này người hầu cũng là bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, không có cách nào, tiếp tục theo. Đến, bỗng nhiên, Lạc Tư Phàm nhìn trong tay côn trùng một đến nhấc nhấc đầu, hai mắt tỏa sáng, không khỏi quát to một tiếng, đạp chân xuống, liền phạch một cái vọt ra rừng cây, đi vào cái kia đằng đẵng cát vàng chi địa, kiều mị liệt dương cũng là vẩy vào nàng trắng nõn trên trán, quơ nàng hai con ngươi một trận suýt híp mắt. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền thân thể trì trệ, bỗng dưng dừng lại, chỉ là nguyên bản vẫn là hết sức chờ mong vui sướng khuôn mặt, chợt liền cứng ở trên mặt, tiếp lấy hơi hơi trầm xuống, sau đó triệt để biến thành vẻ hoảng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.